Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 21. Tuy Đạm Đài Nguyệt là người ở một nơi rác rưởi, như Côn Luân Hư, nhưng sắc đẹp của cô ta tuyệt đối có thể coi là nghiêng nước nghiêng thành. Dù là ở Vân Tiêu giới cũng rất hiếm có, huống chi cô ta còn có được thế chất đặc biệt, hoàn toàn có thể xem như cực phẩm. Trần Bát Hoang, một tên tép siêu chẳng đáng một đồng lại làm ra hành động thân mật như vậy với Đạm Đài Nguyệt trước mặt họ. Mẹ nó, đây hoàn toàn là chẳng xem họ ra gì. Cái loại rác rưởi ngay cả Linh Hải cũng không có thì dựa vào cái gì có thế làm thế. Còn gọi họ là, đám rác rưởi khốn kiếp, rồi muốn giải quyết bọn họ. Mẹ! Ngay sau đó, Kim Hoa đang định nối giận thì Trần Đức an ủi Đạm Đài Nguyệt xong bèn quay đầu liếc nhìn Kim Hoa và Trung Phi Vũ. Một giây trước, khi đối mặt với Đạm Đài Nguyệt, trên mặt anh còn lộ ra nụ cười ấm áp như làn gió xuân. Nhưng anh vừa quay đầu lại thì nét cười nơi khóe miệng lập tức trở nên rét lạnh, âm trầm. Đôi mắt thâm thúy bình thường không lộ ra chút cảm xúc nào, giờ lại ánh lên sự tàn nhẫn tràn. Ngập sát khí. Cơn giận của anh trực tiếp tràn ra, khí tức lạnh lẽo như băng tràn ngập xung quanh. Trần Bát Hoang đứng đó, cách Kim Hoa và Trung Phi Vũ khoảng 100 mét, ánh mắt dừng lại trên người cả hai nói. Các người cùng lên hết hay là lên từng người một? Giọng nói âm u lạnh lẽo truyền vào trong tai mọi người. Liễu Tông Nguyên và gia tộc Đạm Đài đều giật mình hoảng sợ, Trần Bát Hoang làm gì vậy? À, cũng biết giả vờ giả vịt đấy chứ, khi thế ấy đúng là suýt nữa dọa chết tao đó. Kim Hoa liếc Trần Bát Hoang, gần như đã xác định anh không có linh hải, là một con chó chết nên càng khỉnh bỉ hơn. Thằng ngoặt con, loại rác rưởi vô dụng nhỏ yếu như mày căn bản không xứng để anh chung ra tay. Một mình tao thôi là đủ đế nghiền nát mày rồi. Sao, hay là mày nghĩ mình có thể giết tao? Chỉ với một con chó chết không có linh hầy như mày á? Đúng là nực cười thật. Trần Đức im lặng, không nói gì. Trước khi ra tay, anh cũng không thích nói nhiều. Hồi trước đã vậy, giờ cũng thế và sau này cũng vậy. Anh nhấc chân, thong dong đi về phía Trung Phi Vũ và Kim Hoa, trên mặt không có một chút sợ hãi hay lo lắng nào. Chủ nhân! Bát Hoang, Đạm Đài Nguyệt và Liễu Tông Nguyên cùng la lên, cả hai đều sốt ruột không thôi. Đạm Đài Nguyệt là đã vô thức yêu Trần Bát Hoang từ bao giờ, lại còn trở thành người con gái của anh nên cô ta không muốn anh chết. Còn Liễu Tông Nguyên là người hầu của anh nên càng không muốn Trần Đức chết. Dù sao, chỉ cần Trần Đức nghĩ một cái là có thể kéo ông ta chôn cùng bất cứ lúc nào. Huống chi, ông ta thật sự muốn đi theo anh. Muốn chứng kiến anh trưởng thành để xem yêu nghiệt này rốt cuộc có thể mạnh đến mức nào. Trần Đức đi thẳng về phía trước như vậy thì khác gì đi chịu chết. Thằng ôn con, mày đã muốn chết thì ông đây sẽ giúp mày, bấy giờ, Kim Hoa cũng ra tay. Tuy hắn ta cảm thấy giết một con kiến như vậy hơi giơ tay, nhưng con kiến ấy lại chọc giận hắn ta. Thế nên, nhất định phải giết chết hắn. Cùng lắm thì sau khi giết sẽ đi rửa tay sạch mộ một chút. Trong lòng Kim Hoa nổi lên sát khí, giơ nắm tay lên phát ra ánh sáng chói mắt phù vù xẹt qua không trung, không gian như run lên, ầm ầm sụp đổ. Đám mây đen trên bầu trời theo nắm tay kia vung lẽn mà quay cuồng, nổ tung kêu lẽn ù ù. Võ kỹ! Võ kỹ hoàng giai! Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc không thôi. Kể cả cao thủ như Liễu Tông Nguyên cũng lạnh toát sống lưng. Vân Tiêu giới quả nhiên là Vân Tiêu giới. Vừa ra tay đã là võ kỹ hoàng giai khủng bố có 102 ở Côn Luân Hư. Và lại, còn là võ kỹ hoàng giai cao cấp. E rằng, chỉ bằng một chiêu ấy thôi đã vô địch trong Côn Luân Hư, không ai có thể đón đỡ rồi. Giờ phút này, mọi người mới thật sự hiểu được sự chênh lệch giữa Vân Tiêu giới và Côn Luân Hư. Y như trên trời ỉ và dưới đất vậy. Một. Một quyền vô địch như muốn nghiền nát mọi thứ được Kim Hoa thi triển ra. Đất trời biến sắc, cả không gian tràn ngập quyền ý bá đạo. Nắm tay linh hoạt tỏa ra ánh sáng chói mắt bao phủ toàn bộ không gian. Một quyền này, hoàn toàn không thể né, càng không thể trốn thoát. Không, Đạm Đài Nguyệt sợ hãi hét lên, không chút suy nghĩ liều mạng xông về phía Trần Đức. Xong rồi, sắc mặt Liều Tông Nguyên lập tức xa sầm, trông hết sức khó coi, theo ông ta, lần này Trần Đức chết chắc rồi. Tuy... nếu trước khi Trần Bát Hoang bị người khác giết mà không làm ông ta tự bạo thì huyết chú sẽ tự động giải. Nhưng, Liều Tông Nguyên vẫn không muốn anh cứ thế chết đi. Lẽ nào,
lúc ấy ông ta làm người hầu cho Trần Bát Hoang là vì sợ hãi sao? Đúng vậy. Nhưng, ông ta càng hy vọng có thể chứng kiến Trần Bát Hoang trưởng thành và đi theo bên cạnh anh cùng nhau lớn mạnh. Ông ta nhìn chúng tiềm năng siêu khủng bố và yêu nghiệt của anh. Song giờ đây, đối mặt với một quyền của Kim Hoa, Trần Bát Hoang hoàn toàn không thể né kịp, Liêu Tông Nguyên cũng tự nhiên nếu là mình thì cũng sẽ tan xương nát thịt dưới một chiêu ấy thôi. Tư Mã Ôn kích động đến nỗi run rẩy, mặt mày đỏ bừng, tàn nhẫn nói, con ơi, con đã thấy chưa, cậu ta sẽ lập tức xuống gặp con thôi. Ngay khi Tư Mã Ôn đang vô cùng mong đợi Trần Đức tan xương nát thịt, hóa thành một đống máu loãng và tất cả mọi người cũng nghĩ anh chắc sẽ chết thì. Cút, Trần Bát Hoang vẫn im lặng không nói câu nào chợt hét lên. Theo một chữ ấy vang lên, nằm tay bá đạo như muốn phá hủy đất trời, nghiền nát, xóa số mọi thứ của Kim Hoa bỗng dưng ngừng lại. Giống như cả thời gian và không gian cũng động lại. Nắm tay chỉ cách đầu Trần Bát Hoang chưa đến 5 cm, nhưng lại cứ thế ngừng lại, không chút nhúc nhích. Có chuyện gì thế, Tư Mã Ôn kinh ngạc, khó hiếu nhìn chằm chằm Kim Hoa. Hẳn ta đang hùng hổ tràn ngập sát khí như vậy, thế sao lại bỗng nhiên dừng lại? Không những ông ta mà tất cả mọi người cũng ngơ ngác, hoàn toàn không hiếu, cũng chẳng thể nhận ra đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả Trung Phi Vũ vẫn im lặng cũng hơi khó hiếu, nhíu mày nói. Kim Hoa, cậu sao thế, sao còn chưa ra tay? Giọng nói của Trung Phi Vũ không lớn, nhưng lại vô cùng có lực xuyên thấu, đánh tan tầng tầng lớp lớp vách không gian như tiếng gầm của dã thú, lại như sóng biển xô vào bờ chấn động lòng người. Xong, dưới tiếng nói ấy, Kim Hoa vẫn đứng im không nhúc nhích. Chuyện gì vậy, Liêu Tông Nguyên cũng vô cùng khó hiếu, hoàn toàn không hiếu chuyện gì đã xảy ra. Không ngờ thần thức dung hợp với kim đan lại có hiệu quả như vậy, trong thức hải của Trần Đức, Linh Lung có thể thấy được mọi thứ xảy ra bên ngoài nên cũng hết sức kinh ngạc. Cô ta cảm giác được đòn tấn công vào tinh thần lực và thần thức ẩn chứa bên trong từ cút kia. Nó hoàn toàn có thể giết người trong vô hình. Kỹ xảo ấy hoàn toàn không nên xuất hiện ở một cảnh giới như của Trần Đức, đây tuyệt đối là hiệu quả sau khi kim đan dung hợp với thần thức. Cùng lúc đó, Trần Đức cũng đi ngang qua Kim Hoa. Chỉ thấy, Kim Hoa vẫn đứng im không nhúc nhích, nhưng khóe mắt, lỗ mũi và hai tai của hắn ta bắt đầu tràn ra máu tươi. Bịch. Giải tiếp theo, dưới ánh nhìn của mọi người, hắn ta trực tiếp ngã xuống đất. Ánh mắt vẫn trợn to. Chết. Hoàn toàn chết ngắc không thể sống lại. Có thể không chết sao? Thần thức hay thậm chí là toàn bộ thức hải của hắn ta đều bị Trần Đức phá hủy. Người như vậy thì sao còn sống được nữa? Kim Hoa vừa ngã xuống đất, cả Lạc Hoa Cốc lập tức im phăng phắc. Vô số ánh mắt đổ dồn lên người Kim Hoa với vẻ vô cùng khó hiểu. Sao hắn ta lại chết vậy? Ngoài Trần Đức và Linh Lung ra thì chẳng một ai ở đây hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Phương pháp tu hành đặc biệt quả nhiên đặc biệt, Trần Đức cũng khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh dùng sức mạnh thần thức sau khi xuất quan. Cũng lần đầu hiểu được sự đáng sợ khi thần thức dung hợp với Kim Đan. Linh Lung, cô thấy không? Thực lực thế này đã bỏ xa địa tiên rồi nhỉ? Trong lòng Trần Đức hết sức vui vẻ, anh có thể đi đến ngày hôm nay hoàn toàn là công của Linh Lung. Nếu như không có Linh Lung thì anh chỉ biết ngoan ngoãn dựa theo cách tu luyện bình thường mà tu luyện. Đương nhiên thấy rồi, chúc mừng, 11, Linh Lung khẽ cười, tuy trong lòng rất kinh ngạc, nhưng ngoài miệng lại nói, tuy vẫn kém hơn chút so với tưởng tượng, nhưng cũng khá tốt. Trong khi hai người dùng thần thức nói chuyện với nhau, Trần Đức vẫn đi tiếp về phía trước. 100 mét rất gần, chưa đến 3 phút thì anh đã đi đến trước mặt Trung Phi Vũ, cách hắn khoảng 4-5 mét. Sau đó, Trần Đức ngẩng đầu, con người đen nhánh sâu lắng nhìn thẳng vào Trung Phi Vũ, mở miệng nói. Nói thử xem, mày muốn chết như thế nào, tao có thể giúp mày. Trung Phi Vũ vẫn đang rung động và kinh ngạc không thôi, mãi đến khi giọng nói của Trần Đức vang lên thì hẳn mới hoàn hồn lại. Giờ phút này, mặc dù Trung Phi Vũ đến từ vạn tiêu giới rất mạnh và cực kỳ kiêu ngạo cũng không dám khinh thường, xem nhẹ Trần Bát Hoang. Kim Hoa chết, mặc kệ là vì lý do gì, nhưng hắn có thể xác định Trần Bát Hoang tuyệt đối không phải loại rác rưởi, ăn hại như tưởng tượng của họ. Chẳng những không phải, mà anh còn rất mạnh. Ít nhất còn mạnh hơn người canh giữ như Tư Mã Ôn, Liều Tông Nguyên cộng thêm toàn bộ mọi người trong gia tộc Đạm Đài. Trung Phi Vũ hết sức cẩn thận, thậm chí không chút do dự. Hắn cũng không trả lời Trần Đức,
vung quạt sắt trong tay, đột ngột ra tay mà không hề báo trước. Quạt sắt trên tay hắn là một loại vũ khí trung phẩm. Trong tích tắc, nó gần như hợp thành một thể với Trung Phi Vũ, tất cả linh khí, linh lực đều điên cuồng hội tụ vào quạt sắt. Keng keng, từng phiến quạt bằng sắt vang lên leng keng, ẩn chứa sức mạnh chưa biết vô cùng đáng sợ, giống như hàng ngàn hàng vạn con dã thú hồng hoang chen chúc trong lồng nhốt nhỏ hẹp, chỉ đợi chiếc lồng vừa mở là núi hét biến gầm xông ra, nghiền áp tất cả, tiêu diệt mọi thứ. Cùng lúc đó, không gian phía trước người Trung Phi Vũ không ngừng sôi sục, vô hình trung hình thành một cánh quạt sắt khổng lồ, hào quang lưu chuyến, phát ra ánh sáng. Phần mặt đất mà Trung Phi Vũ đứng trực tiếp hóa thành một vùng chân không đáng sợ, không gian hỗn loạn sôi trào, không ngừng lan rộng chôn vùi tất cả. Mạnh quá, Liễu Tông Nguyên chấn hãi, đồng thời còn ngưỡng mộ sâu sắc. Cảnh tượng này thậm chí còn mạnh hơn gấp 20-30 lần so với Kim Hoa trước đó. Trong đó, ngoại trừ thực lực của bản thản Trung Phi Vũ, còn vì hắn thi chiến võ kỹ không kém hơn Kim Hoa, và có vũ khí trung phẩm đó. Ba yếu tố, thiếu một cũng không được. Có thể thấy bằng mắt thường, chỗ mà Trung Phi Vũ đứng đã biến thành một vùng hư không hỗn loạn, phía trước phía sau hắn, trong khoảng cách rộng hàng chục mét, hoàn toàn bị sự hỗn loạn màu đen chôn vùi. Thiên cơ phiến. Trung Phi Vũ trầm giọng quát một tiếng, tức khắc, từng luồng khí hỗn loạn hư vô đen xì gầm lên như biển lớn hồng hoang, nuốt chừng, tiêu diệt Trần Đức. Cánh quạt đó cũng đột ngột giáng xuống, hàng loạt phiến quạt tựa như mãnh thú hồng hoang hung dữ lao về phía cố của Trần Bát Hoang. Trung tâm chiến trường như xảy ra đại loạn, dòng khí hỗn loạn không ngừng cuồn cuộn hào quang đen ầm ầm vang lên. Cùng đúng lúc này, Trần Đức ra tay. Anh giơ một trường không hề có chút do dự, đón về phía phiến quạt sắt. Cái gì, cậu ta lại muốn dùng tay đón cánh quạt đó? Khuôn mặt Đạm Đài Cung Minh run lên, sợ hãi nói. Sắc mặt của Liều Tông Nguyên và cả những người khác đều thay đổi, hoàn hồn từ cái chết của Kim Hoa chưa được một giây đã rơi vào trong rùng rợn. Trần Bát Hoang, kiêu ngạo tự đại quá mức rồi đấy. Phải biết rằng, cánh quạt đó không phải là vũ khí bình thường, mà là một linh khí ít nhất cũng là cấp trung phẩm, hơn nữa còn có võ kỹ hỗ trợ. Cánh quạt này đập xuống cho dù là Thái Sơn của giới thế tục chặn trước cũng có thể bị chém thành hai, huống hồ là một cánh tay. Muốn dùng tay để đỡ, hoàn toàn là tìm cái chết đấy, được không? Tiếu Tạp Trùng, mày chết được rồi đấy, đúng lúc này. Trung Phi Vũ bật cười, cảm thấy vô cùng nực cười với sự ngu xuẩn, tự cao tự đại của Trần Bát Hoang, hiện lên vẻ máu tanh và tàn nhẫn. Một con kiến của Côn Luân Hư tuy đã giết chết Kim Hoa, thực lực miễn cưỡng coi như không tệ, nhưng hắn dốc hết lực vào một đòn, đối phương lại khinh thường dùng một cánh tay ra tiếp. Lần này, coi như thần tiên đến cũng không cứu được mày, ánh mắt Trung Phi Vũ tàn ác, sát khí tràn ngập, giọng như sấm sét, vang vọng tám phương. Nhưng đúng lúc hắn vừa dứt lời, trong thời gian 1% hơi ỉ thở. Rắc! Một tiếng kim lại chói tai đập vào nhau bỗng vang lên. Cảnh tượng dừng lại ở đó. Lại thấy một bàn tay của Trần Đức đón lấy phiến quạt đó, hơn nữa còn nắm rất chặt. Lúc này tất cả sức mạnh sôi sục cuồng bạo cứ như xông vào trong một đống bông, tan biến và vô. Hình! Vãi! Tất cả mọi người đều thôn mặt, nhìn chằm chằm cảnh kinh hãi đáng sợ này. Mà quên mất hít thở, suýt nữa chết ngất đi. Trung Phi Vũ càng ngây người, sau đó cả đầu óc rơi vào trổng rỗng, trong lúc ngây người, hắn gần như trở thành một bức tượng sống, không hề nhúc nhích. Một lần nữa Trần Đức lại hành động trong ánh mắt dõi theo của mọi người. Anh nắm chặt phiến quạt sắt, đẩy về phía trước. Xì xì, quạt sắt như bánh xe lửa chuyển động, xoay tròn, lướt về phía Trung Phi Vũ, lập tức đè lên cổ của hắn, nghiền nát cổ họng thực quản. Kinh mạch của hắn. Trung Phi Vũ không hổ là cường giả vân tỷ yêu giới, tuy hoảng sợ, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, lập tức lùi lại phía sau. Nhưng hân vừa lùi hai bước, Trần Đức lại lôi hắn trở lại, giơ tay đập về phía lồng ngực của hắn. Bành, một quyền giáng xuống, Trung Phi Vũ trực tiếp nổ tung, thậm chí vì uy lực quá mạnh, quá khủng khiếp, khoảng không gian đó bị đập thành hư vô, hố đen, bỗng nhiên nuốt chửng máu xương của Trung Phi Vũ. Rất nhanh, lỗ đen thu nhỏ lại, hư vô tiêu tan, Trung Phi Vũ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Không để lại chút gì. Trần Đức không còn gì để nói nhìn cánh này, anh vốn muốn hỏi Trung Phi Vũ một số vấn đề. Nhưng cú đấm vừa nãy, anh cũng không dồn hết sức lực, nhưng... Ai ngờ Trung Phi Vũ lại yếu như vậy,
còn yếu hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cũng may, còn lại một người, Trần Đức bĩu môi, cuối cùng chỉ có thể di chuyển ánh mắt sang Tư Mã Ôn. Chỉ một ánh mắt, Tư Mã Ôn giống như bị sét đánh, quỳ xuống tại chỗ cậu. Cậu Trần tha mạng, xin tha mạng, tôi cũng chỉ bị ép thôi, không liên quan đến tôi. Tôi biết, con người mà, đều bị ép thỏi, Trần Đức đến trước Tư Mã Ôn, ánh mắt như ngọn đuốc. Chính ông đế vợ tôi gả làm vợ lẽ cho người khác, đúng không? Không không không, không phải tôi, Tư Mã Ôn vội nói. Là Thái Dương Cung, thiếu chủ Thạch Thiên của Thái Dương Cung để ý đến thể chất của cô Nguyệt, muốn giao hợp với cô ấy. Thái Dương Cung, Thạch Thiên, rất lợi hại hả, Trần Đức hỏi. Đúng thế, Thái Dương Cung là thế lực tam phẩm vân tiêu giới, tuy chỉ là tam phẩm, nhưng thực sự rất lợi hại. Tất cả mọi người Côn Luân Hư cộng lại cũng không bằng một phần thế lực tam phẩm nhỏ nhất của vân tiêu giới. Đế đổ thừa, giữ tính mạng, giọng điệu Tư Mã Ôn gấp rút, hoảng hốt, cậu Trần, là Thái Dương Cung ép tôi. Thạch Thiên ở vân tiêu giới, làm sao hắn biết Côn Luân Hư có một đạm đài nguyệt, Trần Đức nói. Là ông nghe nói đến yêu cầu của Thái Dương Cung, nên chủ động giới thiệu, đúng không? Toàn thân Tư Mã Ôn run lên, ánh mắt hoảng sợ, đúng là như vậy. Đúng là ông ta chủ động tìm đến. Mơ câu nên là ông muốn đế người phụ nữ của tôi làm vợ lẽ của người khác, Trần Đức hỏi lần nữa. Lần này, không đợi Tư Mã Ôn trả lời, anh lại giáng xuống một chưởng. Bành! Tư Mã Ôn, bị phế tại chỗ. Kim đan vỡ nứt, linh hải tan vỡ, tất cả kinh mạch trong cơ thể bốc cháy. Ông đã muốn người phụ nữ của tôi chịu khổ, vậy từ nay về sau, ông ở lại nhà họ Đạm Đài, sống cuộc sống của một người hầu. Con chó đi, Trần Đức lạnh lùng quát. Sau đó, Trần Đức không thèm nhìn ông ta thêm một cái, quay lại bên cạnh Đạm Đài Nguyệt. Nguyệt, xin lỗi, làm em sợ rồi. Trước đó, Trần Đức đã hoàn toàn nhìn thấy hết nỗi lo lắng, hoang mang, hoảng sợ dâng lên trong lòng Đạm Đài Nguyệt, trong mắt anh tràn đầy vẻ dịu dàng, hoàn toàn khác với dáng vẻ điên cuồng, khát máu vừa nãy. Đạm Đài Nguyệt vẫn còn đang ngẩn người, không phải là cô ta nghĩ, mà là tư duy. Thần kinh vốn không chịu kiểm soát, hoàn toàn đắm chìm trong tư thái vô địch của Trần Đức giết Kim Hoa và Trung Phi Vũ vừa nãy. Những cảnh tượng đó giống như người thợ chuyên tâm điêu khắc, khắc sâu vào trong đầu, trong lòng cô ta, Trần Đức, sao lại mạnh đến thế? Mạnh đến mức hoàn toàn vượt xa khỏi nhận thức của cô ta. Phải biết rằng, 2-3 tháng trước, anh Vân chỉ là một võ giả còn không chống lại được Độc Thiêu, mà nay, nếu bị nhiễm độc thêm lần nữa, e rằng Độc Thiêu sẽ không có tác dụng gì với anh. Cô ta sững sờ ngấn ngơ. Không nói một lời. Bà xã, em sao thế? Ngày ra cái gì, Trần Đức thấy Đạm Đài Nguyệt không nhúc nhích, cũng phải nói, còn không nói gì, ông xã lại đánh mông em đấy. Đừng! Đạm Đài Nguyệt giật mình, lúc này mới lấy lại. Tinh thần, bất giác lùi lại phía sau 2 bước. Trên khuôn mặt tuyệt sắc hiện lên sắc phớt đỏ. Tuy cô ta từng xảy ra quan hệ với Trần Đức Thăng nhưng Vân rất ít tiếp xúc với đàn ông. Trước mặt nhiều người như vậy, Trần Đức dùng những từ ngữ nhạy cảm ấm áp như ông xã, bà xã, khiến cô ta vô cùng xấu hổ. Đồng thời, ngoài nỗi xấu hổ, còn có chút ngọt ngào và một chút xao động kỳ lạ không thể nói rõ. Bà xã ngốc, rõ ràng gặp nguy hiểm, sao không trực tiếp nói với anh, biết rõ anh ở học viện vô song, nếu không phải là Tiếu Lục, có lẽ anh cũng không gặp được em nữa. Trần Đức luôn một lòng cưng chiều người phụ nữ của mình, đặc biệt là người phụ nữ giao tấm thân trong trắng cho anh, vòng tay ra ôm lấy chiếc eo thon của Đạm Đài Nguyệt, bá đạo nói. Sau này không được phép như vậy nữa, hiểu không? Có chuyện gì nhất định, buộc phải nói với chồng ngay lập tức. Em! Đạm Đài Nguyệt đấu tranh, không giằng ra. Được khỏi tay của Trần Đức, chỉ đành thôi, mặc cho Trần Đức ôm eo, xấu hổ cúi đầu, em biết rồi, em xin lỗi. Liều Tông Nguyên đứng ở một bên, vô cùng ngượng ngùng, trong Lạc Hoa Cốc còn có mấy chục hơn trăm người đấy, ân ân ái ái trước mặt nhiều người như vậy, có ngại hay không hả? Lập tức Liều Tông Nguyên thấy đứng cũng không được, mà đi cũng không phải, chỉ đành làm một cọc gỗ không có sinh mệnh, ngoan ngoãn nhắm 2 mắt. Đương nhiên tất cả đều bị Trần Đức thấy hết, anh thầm nhủ lão già này thật biết điều. Con gái, còn không mau giới thiệu với chúng ta, mời cậu Trần vào nhà đi. Khói bụi tiêu tan, Đạm Đài Tùng lập tức hoàn hồn, dặn dò trưởng bối trong nhà xử lý chiến trường,
sau đó đích thản đến bên cạnh Trần Đức và Đạm Đài Nguyệt. Trần Đức, đây là bố của em, Đạm Đài Tùng. Đạm Đài Nguyệt đỏ mặt, giới thiệu với Trần Đức, sau đó lại nói với Đạm Đài Tùng, anh ấy tên là Trần Đức, tự Bát Hoang, là. Được rồi, con gái, con không cần nói nữa, bổ. Biết hết rồi, trong giọng điệu Đạm Đài Tùng thể hiện rõ vẻ vui sướng, ông ta có thể không vui mừng sao? Trần Bát Hoang là thiên tài, yêu nghiệt đấy. Tuổi còn trẻ đã có thể nghiền áp người của Vân Tiêu Giới, cường giả thế này làm con rể của ông ta còn có gì không hài lòng đây? Dù thế nào ông ta cũng không ngờ, con gái lại kết thân được với người mạnh như vậy. Cậu Trần, mau mau mau, vào nhà nói chuyện đi, đế mẹ của Nguyệt Nhi cũng được gặp cậu. Ở trước mặt cường giả như Trần Bát Hoang, thậm chí Đạm Đài Tùng còn không sắp xếp cho những người bị thương sau khi trải qua chiến đấu ngay lập tức mà tiếp đãi Trần Đức với quy cách cao nhất. Vâng, thưa bác, Đạm Đài Tùng là bố của Đạm Đài Nguyệt, cũng chính là bố vợ tương lai của anh vẫn phải nể mặt vài phần. Nhưng lúc này, Liều Tông Nguyên nhắc nhở, chủ nhân, chẳng phải cậu còn phải đến Tây Cảnh Phật Môn à? Chúng ta phải lên đường thôi, từ đây đến đó cũng cần khoảng thời gian nhất định. Việc này, hình như cũng phải. Chuyện của Ưng Thanh Vũ rất gấp, tình trạng cơ thể cô ta vô cùng tồi tệ, phương pháp của Phật Môn chỉ có thể giảm bớt, áp chế sự hung ác, đen tối, máu tanh của cơ thể cô ta trong thời gian ngắn. Anh phải sớm đi qua đó. Nếu muộn một phút, Ưng Thanh Vũ sẽ gặp nguy hiểm thêm một phút. Sự việc không thể chậm trễ. Cho nên, Trần Đức không thể không dừng bước chân, bà xã, bác trai, tôi còn có chuyện quan trọng khác phải xử lý, không thể ở lại đây. Sau đó, Trần Đức nói chuyện của Ưng Thanh Vũ cho Đạm Đài Nguyệt, Đạm Đài Nguyệt là cô gái thông minh hiếu biết, lập tức nói. Bát Hoang, sự việc gấp gáp, anh mau đi cứu cô ta đi, đừng chậm trễ thêm. Được. Sau đó Trần Đức dặn dò Đạm Đài Nguyệt một số việc, sau khi để lại thuốc thang đan dược chữa. Thương, anh và Liễu Tông Nguyên đi thẳng đến vùng đất Tây Cảnh. Phía Tây của Côn Luân Hư được gọi là Tây Cảnh, nơi này là địa bàn của Phật Môn, trong lòng tất cả võ giả ở đây đều có Phật, rất ít tranh đấu với người, tàn sát kẻ vô tội. Hơn nữa, bọn họ có công pháp tu võ đặc biệt thuần cương, thuần dương, khi xảy ra tranh đấu với người khác, thông thường sẽ độ hóa, là chính. Nói một cách dễ hiểu là tẩy não, phương pháp tu hành quan trọng nhất của họ là thần thức, chủ yếu là tu hành nhằm vào mặt thần thức và tinh thần. Trọng địa Tây Cảnh Phật Môn cách Lạc Hoa Cốc nhà họ Đạm Đài không xa lắm, nhưng đường đi vô cùng hiểm trở, phải mất đến nửa ngày hai người mới đến được Tây Cảnh Phật Môn. Có chuyện gì thế này, vừa đến nơi này, Liều Tông Nguyên lập tức cau chặt mày. Xa xa, trọng địa Phật Môn rộng lớn lại biến thành một đống hoang tàn. Trong đống hoang tàn, các loại tượng Phật rơi xuống đất đố vỡ tan tành nằm ngốn ngang. 100-200 vị hòa thượng mặc áo cà sa ngồi khoanh chân cúi đầu, đang cầu kinh niệm Phật gõ mõ trước một tượng Phật khổng lồ màu vàng. Tất cả đều bị thương nặng đẫm máu, khuôn mặt ủ rũ, đặc biệt là lão tăng mặc áo cà sa màu đỏ phía trước nhất, ngay cả cánh tay cũng bị gãy, chỉ còn lại một nửa. Soạt! Liền sau đó, Trần Đức, Liều Tông Nguyên đã đến trước Phật môn đổ nát. Liều tiền bối! Lão tăng phía trước nhất nhìn thấy Liêu Tông Nguyên, lập tức đứng lên, hành lễ. Phật giáo bằng một tay. Tiền bối đã nghe thấy động tĩnh phải không? Liêu Tông Nguyên là người canh giữ Côn Luân Hư, chỉ cần Côn Luân Hư xảy ra chuyện lớn, ông ta sẽ đi điều tra. Vì vậy, lão tăng tưởng rằng ông ta đã nghe thấy động tĩnh gì nên mới tới đây, nhưng thực tế thì không phải vậy. Liêu Tông Nguyên chẳng tỏ rõ ý kiến, cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Cô Âu Dã và cô Ưng của Vô Song Môn đâu? A-di-đà Phật, thưa tiền bối, bọn họ đã đi. Bị người của nhà họ Ưng, đưa đi rồi, hơi thở của lão tăng không ổn định, chậm rãi nói. Cái gì? Lập tức sắc mặt Trần Đức trở nên lạnh lùng, nơi này biến thành như vậy là vì nhà họ Ưng ư. Đúng thế, lão tăng từ từ gật đầu, không biết vị thí chủ này có phải là cậu Trần Bát Hoang mà thí chủ Âu Dã nói không? Đúng thế, là tôi, Trần Đức nói. Thí chủ, một ngày trước, người của nhà họ Ưng đến đây cướp cô Ưng đi, người nhà họ Ưng đến thì lại để ý thí chủ Âu Dã, để bảo vệ đám bần tăng, cô ta chỉ có thể đi theo người nhà họ Ưng. Nét mặt lão tăng không vui không buồn, nhưng sâu trong ánh mắt lại mang theo nỗi đau thương sâu sắc. Người đó quá mạnh, xin cậu Trần thứ lỗi cho đám bần tăng bất lực, không thể bảo vệ bọn họ.
Thí chủ, việc này không thể trách Phương trưởng, người nhà họ Ưng đó, thực sự quá mạnh. Một hòa trưởng trung niên người đầy bụi bặm bên cạnh lão tăng nói, hẳn chí dùng đến nửa chiêu đã đánh chúng tôi thành thế này, cô Âu dã mạnh như vậy, mà chiến đấu cũng không địch nối một chiêu, chúng tôi đã dốc hết sức rồi. Không liên quan đến các ông, sắc mặt Trần Đức sầm xuống, trắng bệch, thấp thoáng có thể thấy trong đôi mặt xuất hiện các tia máu đỏ rực, vẻ mặt càng xa sầm, lạnh như băng. Nhưng anh Vân thấy hổ thẹn khi đối diện với các lão tăng, Phật môn rơi vào bước này hoàn toàn là vì anh đưa Ưng Thanh Vũ đến đây, không hề quen biết Trần Đức, Phật môn có thể làm đến thế này. Thực sự đã rất đủ rồi, cũng may không có ai chết vì việc này. Liều Tông Nguyên, tôi muốn đền bù cho họ. Vâng, chủ nhân. Liều Tông Nguyên đáp một tiếng, sau đó nói với lão tăng, Viên Phương, chùa chiền, miếu thờ của các ông, tôi sẽ cho người đến tu sửa, ngoài ra. Tôi sẽ bồi thường một bộ võ kỹ hoàng giai về mặt sức mạnh tinh thần cho các ông. Vừa nói, Liễu Tông Nguyên vừa lấy ra một lá bùa màu vàng gấp thành hình tam giác, từ nay về sau, Phật môn có chuyên, chỉ cần đốt lá bùa này, Liễu Tông Nguyên tôi sẽ xuất hiện ngay lập tức. Chuyện này, lão tăng Viên Phương giật mình chấn động, mặc dù tâm tính của ông ta rất tốt, lúc này cũng bị kinh sợ. Liễu Tông Nguyên, gọi Trần Bát Hoang là chủ nhân. Hơn nữa, còn muốn giúp Trần Bát Hoang bồi thường cho ông ta. Chuyện này, thực sự chẳng khác nào chuyện. Ngàn lẻ một đêm, nếu không phải tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy, ông ta làm sao dám tin. Ông ta cũng phải nhìn Trần Bát Hoang thêm mấy cái, càng nhìn càng không thấu thanh niên trước mặt. Viên Phương bỗng phát hiện, quyết định giúp Ưng Thanh Vũ đúng là vô cùng đúng đắn. Tuy nhà họ Ưng đáng sợ, nhưng bọn họ ở xa mãi Vân Tiêu giới. Không thế lúc nào cũng canh giữ Côn Luân hư, Liều Tông Nguyên thì có thế. Bọn họ thà đắc tội với nhà họ Ưng, cũng không muốn đắc tội với người đứng đầu Côn Luân hư. Ông ta cung kính nhận lấy lá bùa trong tay Liều Tông Nguyên, Viên Phương thay Phật môn Côn Luân hư cảm ơn tiền bối ban thưởng. Cậu Trần. Sau đó, Viên Phương lại quay đầu nhìn sang Trần Đức, giọng điệu thái độ còn cung kính hơn trước gấp 10 lần. Bần tăng nghe người đó nói, cô Ưng quay về. Sau một tháng nữa sẽ chuyến tiếp phong ấn trong cơ thể cô ta sang người khác, nếu cậu muốn cứu cô ta, nhất định phải đến kịp trước lúc đó. Một khi sức mạnh phong ấn chuyến tiếp, cỏ Ưng sẽ chết. Cảm ơn. Ti ti. Trong lòng Trần Đức càng nặng nề, không hề do dự, rời khỏi Phật môn đến Vô Song môn. Anh lo lắng người nhà họ Ưng sẽ ra tay với Vô Song môn, tuy anh đã không còn liên quan gì đến Vô Song môn, nhưng anh em của anh lại ở trong đó. Không thế nào không quan tâm. Cũng may Vô Song môn không có gì bất thường, rất an toàn. Xem ra người nhà họ Ưng không đến đó. Liều Tông Nguyên, tôi muốn đến Vân Tiêu giới, ông có cách gì không? Trần Đức hỏi. Gấp thế sao? Sắc mặt Liều Tông Nguyên nặng nề. Đúng, rất gấp, một. Trên thực tế, Trần Đức không muốn chậm trễ một giây phút nào. Thứ nhất, Ưng Thanh vào gặp nguy hiểm, một tháng sau có thể sẽ chết. Thứ hai, Âu Dã Tư Linh cũng đang ở trong tay nhà họ Ưng, với dung mạo xinh đẹp và tư chất của Âu Dã Tư Linh, rất khó nói sẽ bị đối đãi như nào, tuy anh không có tình cảm gì với Âu Dã Tư Linh, nhưng bất kể nói thế nào, cô ta cũng là vợ chưa cưới của Trần Đức. Thứ ba, mẹ của anh rất có khả năng ở Vân Tiêu giới, bất luận thế nào anh cũng phải đến đó một chuyến, xem gia tộc của mẹ anh, Vân Tiêu giới, tộc thứ năm. Nhưng Lĩnh Lung từng nói, muốn đến Vân Tiêu giới phải có người hướng dẫn. Cho nên anh mới hỏi Liễu Tông Nguyên, dù sao, Liễu Tông Nguyên cũng là cường giả mạnh nhất Côn Luân hư, nếu ngay cả ông ta cũng không biết, e rằng cũng không có ai biết. Tôi thực sự có cách có thể vào Vân Tiêu giới, việc này cũng là mục đích tồn tại của người canh giữ Côn Luân hư chúng tôi. Liễu Tông Nguyên nói, cũng giống như học viện Vô Song của Côn Luân hư, cách vài năm bọn họ sẽ đến giới thế tục tuyến chọn nhân tài có tố chất tu võ. Ba người canh giữ Côn Luân hư chúng tôi ngoài việc cản bằng các thế lực lớn trong Côn Luân hư, còn có một mục đích khác đó là đưa những người xuất sắc của Côn Luân hư đến Vân Tiêu giới. Ồ, Trần Đức không khỏi hỏi, vậy các ông đã đưa bao nhiêu người đến đó rồi, còn nữa, cụ thể thì cần phải như thế nào mới có thể đi đến đó? Ha ha, Liêu Tông Nguyên cười gượng. Nói thật, tôi làm người canh giữ 200 năm, trong suốt 200 năm, tôi đã đưa rất nhiều võ giả qua đó, nhưng... hầu hết đều bị gạt xuống, duy chỉ có một người thành công đến được Vân Tiêu giới, là sức mạnh tam phẩm,
nhưng cũng chỉ làm đệ tử ngoại vi, giống như đệ tử tạp vụ của học viện vô song. Hả, bị gạt xuống, Trần Đức có chút khó hiểu, ý ông là. Người Côn Luân Hư chúng tôi kém hơn Vân Tiêu Giới rất nhiều cấp, nếu nói giá trị sức mạnh của Côn Luân Hư là 100, thì Vân Tiêu Giới là 10.000. Khoa trương như vậy sao, Trần Đức khẽ ngây ra, vô cùng kinh ngạc, như vậy chẳng phải nói sức. Mạnh của giới thế tục chỉ có 1 hoặc 0.1. Đúng vậy, quả thực khoa trương, nhưng đây lại là sự thật, vì vậy, nếu muốn đi Vân Tiêu Giới, trước tiên phải thông qua sự tuyển chọn của những người canh giữ là chúng tôi. Sau đó, sau khi được tuyển chọn, phải đưa đến Thông Thiên Các tham gia sát hạch, đương nhiên, đến Thông Thiên Các không chỉ có Côn Luân Hư, mà còn có một số giới còn lại khác. Mạnh hơn Côn Luân Hư, nhưng không bằng Vân Tiêu Giới cũng sẽ tham gia sát hạch. Sau đó thì sao? Rốt cuộc đánh giá như thế nào? Giới còn lại, Trần Đức có thể hiểu được, càng tiếp xúc nhiều với tu võ, anh càng hiểu rõ Côn Luân Hư vĩnh viễn không phải là bờ bến, phải biết rằng trong truyền thừa mà anh có được, cảnh giới địa tiên này cũng không phải là bờ bến của tu võ, cũng chính là còn có sự tồn tại lợi hại hơn cả Côn Luân Hư, giá trị sức mạnh của Côn Luân Hư là 100. Vân Tiêu Giới là 10.000, vậy tất nhiên phải có 300, 500, 1.000, 8.000. Trong Thông Thiên Các có một tòa tháp được khai phá chuyên đế sát hạch, gọi là tháp linh thú, tổng cộng có 1.000 tầng, trong tháp, từ thấp đến cao, nhốt đủ các loại dã thú, hung thú, linh thú. Ngoài ra, trong Thông Thiên Các cũng có thế lực Vân Tiêu Giới tới hấp thụ máu tươi, nếu thử thách đến một số tầng nhất định, hoặc biểu hiện rất tốt. Được bọn họ chú ý, chọn chúng, có thể theo bọn họ đến Vạn Tiêu Giới. Như vậy à, vẻ mặt của Trần Đức không thay đổi, nghe có vẻ rất thú vị. Vậy được, bây giờ ông đưa tôi đi sát hạch. Chủ nhân, vẻ mặt của Liễu Tông Nguyên vô cùng nghiêm túc, dường như có chút khó xử, mấy lần định nói lại thôi. Có gì ông cứ nói thẳng ra, đừng giấu giếm, Trần Đức uống một ngụm rượu, nhàn nhạt nói. Chủ nhân, tôi đưa cậu đi không có vấn đề gì. Hàng tháng Thông Thiên Các đều sẽ có một lần sát hạch tháng này sẽ vào 3 ngày sau, chí là. Cậu có thể đồng ý với tôi một việc được không? Việc gì, Trần Đức hỏi. Sau khi đến Thông Thiên Các, khiêm tốn một chút, đừng quá phách lối, nếu không sẽ chọc tới phiền phức, Liều Tông Nguyên nói một cách thận trọng và nghiêm túc. Khiêm tốn, ông cảm thấy tôi không đủ khiêm tốn sao, Trần Đức cạn lời. Khuôn mặt già nua của Liều Tông Nguyên khẽ giật giật. Nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt, giống như cậu, hơi ỉ một tí là oán hận người ta, giết người ta, không sợ trời không sợ đất, có người đụng đến liền đánh nhau, còn gọi là khiêm tốn. Sau một hồi im lặng, Liễu Tông Nguyên nói, ý tôi là, nếu có cái khiêu khích hay xúc phạm, hy vọng cậu có thể nhẫn nhịn một chút. Ý ông là muốn tôi sống thu mình lại một chút, Trần Đức cau mày, có chút không thoải mái. Đúng vậy, ý của tôi chính là như vậy. Liều Tông Nguyên nói thật với cậu, đi Thông Thiên Các bất kể là bên nào, cũng mạnh hơn Côn Luân Hư của chúng ta. Côn Luân Hư của chúng ta, về cơ bản là yếu nhất trong tất cả các giới tu võ, chưa kể, những người có thể đến Thông Thiên Các đều là những người tài năng của các giới. Liều Tông Nguyên nói, giống như tôi, năm đó tham gia sát hạch, cũng không được người ta chú ý, chỉ được bố nhiệm làm người canh giữ Côn Luân Hư, còn Lâu Vạn Xuân. Tư Mã Ôn năm đó đều bị Thông Thiên Các gạt xuống, tồn tại ở dưới đáy. Cậu có thể tưởng tượng những người đi tới Thông Thiên Các đều là quái vật ở cấp nào đó, mặc dù cậu mạnh, nhưng người mạnh hơn cậu cũng không phải là không có. Giọng điệu của Liễu Tông Nguyên rất nặng, nghiêm mặt, cực kỳ nghiêm túc, cho nên, cậu nhất định phải khiêm tốn, hay nói cách khác, sống thu mình lại một chút. Chỉ có sống thu mình lại mới có thể tồn tại được, Liễu Tông Nguyên đặc biệt nghiêm túc nhắc nhở hết lần này tới lần khác. Khiêm tốn cũng được, tôi vẫn luôn rất khiêm tốn, nhưng, sống thu mình, xin lỗi, tôi không có thói quen này, Trần Đức nhàn nhạt nói, kể từ hồi đó khi bắt đầu gia nhập quân đội, sau khi trải qua sự tàn khốc, âm mưu, xảo quyệt của chiến trường, anh đã hiểu ra một đạo lý. Làm người phải khiêm tốn. Nhưng, khiêm tốn không có nghĩa là sống thu mình lại. Ngoài ra, Trần Đức lại một lần nữa lên tiếng, nhàn nhạt nói, Trần Bát Hoang tôi làm người, không cần ông dạy. Liễu Tông Nguyên bị mắng không nói nên lời, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không có lý do gì khác, chỉ bởi vì ông ta thực sự không có tư cách để dạy Trần Bát Hoang làm người, chỉ có điều. Trong lòng ông ta vẫn vô cùng lo lắng, với tính cách của Trần Đức, có lẽ vừa đến Thông Thiên Các, còn chưa kịp tham gia sát hạch,
bao gồm cả ông ta trong đó, đều bị người ta giết chết. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của ông ta, Trần Đức đã an ủi nói, ông yên tâm, tôi sẽ cố gắng khiêm tốn hết sức, sẽ không chủ động gây chuyện, điều kiện trước tiên là người khác đừng chủ động chọc đến tôi. Nói đến mức này, Liễu Tông Nguyên còn có thể nói gì nữa? Điều duy nhất có thể làm là cầu nguyện đừng có ai gây rắc rối. Sau một hồi dừng lại, Trần Đức tỏ ra khá thích thú, chủ động hỏi, ông nói tiếp đi, năm đó ông và Lâu Vạn Xuân, Tư Mã Ôn đã lên được bao nhiêu tầng trong tháp linh thú 1000 tầng? Lâu Vạn Xuân ở tầng 30, Tư Mã Ôn ở tầng 32, còn tôi ở tầng 35, Liễu Tông Nguyên thành thật trả lời. Ông chỉ đặt chân đến tầng 35, Trần Đức có chút kinh ngạc, xem ra tháp linh thú không đơn giản. Chẳng lẽ chỉ là không đơn giản? Phải nói là khó hơn lên trời, siêu cấp biến thái, được chưa? Khi đó ông ta đang ở thời kỳ đỉnh phong đi tham gia sát hạch, cũng chỉ mới đặt chân đến tầng 35. Nhưng, ông ta vẫn an ủi nói, cậu cũng không cần quá lo lắng, với thực lực của cậu, đến Vân Tiêu giới hẳn là không có vấn đề gì. Những lời Liễu Tông Nguyên là lời nói thật, mặc dù thực lực của Ưng Thiên Hà trong nhà họ Ưng là thấp, không tính là gì, nhưng Trung Phi Vũ, Kim Hoa là những người xuất sắc của Thái Dương Cung. Hai người bọn họ không phải cũng chết trong tay Trần Đức sao? Với thực lực như vậy, muốn đạt được thành tích nhất định để những thế lực đến từ Vân Tiêu giới chú ý đến không phải là khó. Chỉ có điều, thành tích cũng sẽ không quá tốt. Dẫu sao? Từ Côn Luân Hư được chọn đến Vân Tiêu giới, sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với những người được sinh ra ở Vân Tiêu giới, cũng giống như kỳ thi tuyển sinh đại học của giới thế tục, người ở thủ đô có thể dễ dàng thoải mái thi đỗ vào trường đại học thủ đô hơn so với những người đến từ nơi khác. Mà những người đến từ nơi khác, thì khó càng thêm khó. Tháp linh thú 1000 tầng, cho đến nay kỷ lục cao nhất của những người sát hạch là bao nhiêu, Trần Đức càng thêm hứng thú, anh thích thử thách những thứ có độ khó. Chủ nhân, cậu hỏi cái này làm gì, trên mặt Liễu Tông Nguyên tràn đầy nghi hoặc. Kỷ lục cao nhất có liên quan đến bọn họ sao? Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ, nhớ ra tôi có thể phá kỷ lục cao nhất thì sao, Trần Đức nói một cách nhẹ nhàng thoải mái. Cơ thể già nua của Liễu Tông Nguyên khẽ run lên nói, chủ nhân, lời nói đùa này thật sự không buồn cười chút nào, hơn nữa, những lời này nói trước mặt tôi thì không sao, nhưng đến Thông Thiên Các, tốt nhất đừng nói, nếu không sẽ gây ra phiền phức. Phá kỷ lục. Đùa cái quái gì vậy? Một nơi giống như Thông Thiên Các là nơi quy tụ những người giỏi nhất và mạnh nhất của các bên. Muốn phá kỷ lục ở đó. Đừng nhiều lời, nói thử xem, kỷ lục cao nhất rốt cuộc là bao nhiêu? 483 tầng, Liễu Tông Nguyên cảm nhận được sự sốt ruột của Trần Đức, không còn cách nào khác, đành nói, đây là kỷ lục mạnh nhất của tháp linh thú, do một người tên là Bàn Khai xác lập ra. Nói đến hai chữ Bàn Khai. Trên khuôn mặt Liễu Tông Nguyên hiện rõ sự nghiêm túc, kính nể thậm chí là sợ hãi. Loại kính nể này còn mãnh liệt hơn đối với Trần Đức. Bàn Khai, cái tên khá kỳ lạ, Trần Đức lặp lại, ảm thầm ghi nhớ cái tên này. Chủ nhân, ai có thể ngờ được anh vừa nói xong cái tên này, đột nhiên không hề báo trước, Liễu Tông Nguyên trực tiếp quỳ xuống trước mặt anh. Có thể nhìn thấy rõ trên trán của Liễu Tông Nguyên bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Giọng nói gần như van xin, tha thiết, nặng nề. Nói, chủ nhân, cậu quên cái tên này đi, từ nay về sau, đặc biệt khi đến Thông Thiên Các, ngàn vạn lần đừng nhắc tới cái tên này, cầu xin cậu. Hả, lý do, nhìn thấy phản ứng của ông ta lớn như vậy, Trần Đức nhàn nhạt nói. Bởi vì, người đó quá khủng bố, cái tên này không phải tôi, cũng không phải cậu có thể gọi thẳng, tôi không phải là trợ lực cho khí thế của người khác, tự làm giảm uy phong của mình. Mà là nhắc nhở cậu, bằng không, sẽ dẫn đến mầm tai họa. Lúc Liễu Tông Nguyên nói những lời này, vô cùng lo sợ, giống như lúc đầu ông ta gặp phải Trần Bát Hoang, sắp bị cậu ta chém giết. Bởi vì, ông ta có thể cảm nhận được rõ ràng lúc Trần Bát Hoang nói ra hai chữ Bàn Khai, cậu ta không có chút kính nể, loại cảm giác đó, như là đang nói người này không đáng để ý đến. Điều này là tuyệt đối không thể được. Đến Thông Thiên Các, nếu lại như vậy, chờ đợi bọn họ chắc chắn sẽ là cái chết. Đến mức thế sao, sợ hãi thành ra như này, Trần Đức phát hiện Liễu Tông Nguyên cái gì cũng tốt, chỉ là lá gan quá nhỏ. Nếu bị những người của Côn Luân Hư nhìn thấy ông ta sợ hãi thành ra như vậy, không biết sẽ nghĩ gì. Thủ nhân, tôi chính là bởi vì nhát gan,
cho nên mới có thể sống được đến ngày hôm nay, Liêu Tông Nguyên vẫn đang quỳ. Cầu xin cậu, để cậu có thể trưởng thành một cách an toàn, hay nói cách khác là vì sự an toàn tính mạng của tôi, cầu xin cậu về sau đừng nhắc đến tên của người đó nữa được không? Nếu phải nhắc đến, có thể gọi người đó là thầy bàn, ông bàn, hoặc tiền bối. 3 ngày sau, đợi tôi ở đây, đưa tôi đến Thông Thiên Các một chuyến. Lười nói chuyện thêm với Liều Tông Nguyên, đế lại một câu như vậy, Trần Đức liền rời đi, đến Vân Tiêu giới tất nhiên là quan trọng, nhưng trước khi đi anh cần trở về giới thế tục một chuyến. Quay về gặp Tử Hàm, gặp Tống Ngữ Yên, đồng thời, quan trọng hơn là quay về tế bái ân nhân làm sống lại anh, Sửu Gia. Tế bái người anh em của anh. Tế bái người phụ nữ mà anh tưởng niệm, nhớ. Nhung, gần như chiếm cứ tất cả của anh. Vừa nghĩ tới đây, Trần Đức không hề dừng lại, anh của hiện tại so với lúc tới Côn Luân Hư hoàn toàn là hai người khác nhau. Chặng đường từng mất mấy ngày đế đi, dốc hết sức lực, chỉ vẻn vẹn gần một đêm đã đến được khu vực Hương Giang. Đến Hương Giang, Trần Đức đứng ở bên lề đường dành cho người đi bộ, lấy chiếc Nokia cứu cũ ra gọi cho Trương Thiên Dương. Ha ha, không ngờ thời đại này rồi vẫn có người dùng Nokia, lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nói. Là một người đàn ông, mặc vest đi giày da, dáng vẻ của người thành đạt, bên cạnh hắn ta là một người đẹp đi giày cao gót, mái tóc uốn gợn sóng, dáng người cực chuẩn, có thể đạt 7-8 điếm. Hắn ta nói với người đẹp, nhìn thấy không, hiểu anh, trên đời này không thiếu những loại dế nhũi, nghèo hèn. Bây giờ em đã biết người đàn ông của mình kiếm được 10.000 một tháng là giỏi như nào chưa? Giọng nói của người đàn ông không lớn, không tận lực khoe khoang, nhưng cũng không hề che giấu, mà hoàn toàn coi Trần Đức là người vô hình. Trần Đức không thèm quan tâm đến, thậm chí không thèm nhìn hắn ta lấy một cái, tự gọi điện thoại của mình. Đến nay, những người này đã rất khó gây ra dao động tâm lý cho anh. Ai ngờ, người đàn ông lại tiếp tục nói, hiếu anh. Nhìn cách ăn mặc của hắn ta chính là tên dế nhũi đến từ đại lục, em cũng đến từ đại lục, về sau phải học thêm từ người Hương Giang bọn anh, luôn đi đầu thời đại. Được, anh cung thật giỏi, người phụ nữ tên Hiếu Anh vẻ mặt sùng bái nói. Đại lục, đa số đều là rác rưởi, về sau thời gian lâu rồi, em hãy chuyến hộ khẩu đến Hương Giang bọn anh, mà cách tốt nhất chính là gả cho anh. Người đàn ông tiếp tục nói, nhưng Trần Đức khẽ chau mày liếc nhìn hắn ta. Đại lục là rác rưởi, là dế nhũi. Anh chàng này, lấy đâu ra tự tin tự cho mình hơn hẳn người khác như vậy? Nhìn gì mà nhìn, anh cùng chú ý đến Trần Đức, mắng anh một câu, nhìn nữa có tin tao đánh chết mày. Được đấy. Trần Đức không khỏi thích thú, mức độ kiêu ngạo của một người bình thường gần như có thể sánh với những tên ở Côn Luân Hư rồi, chỉ bởi vì anh ăn mặc quê mùa, đến từ thành phố Tân sao. 2. Trần Đức thở dài. Thời đại này đúng là nhiều kẻ ngốc, anh vừa định nói vài câu, đầu bên kia điện thoại, Trương Thiên Dương đã nhận điện thoại. Cậu Trần, cậu trở về rồi, ở đầu dây bên kia, giọng nói của Trương Thiên Dương kích động, run rẩy không thôi. Đúng vậy, trên phố đi bộ ở đường Diêm Lâm Hương Giang, Trần Đức nói. Được, tôi sẽ liên hệ với nhà họ Diệp ở Hương Giang, bảo họ lập tức đến đón cậu. Trương Thiên Dương không hố là cáo già. Không đợi Trần Đức đưa ra yêu cầu đã biết phải làm như nào. Nhà họ Diệp đứng đầu Hương Giang. Cậu Trần, đúng vậy, chính là nhà họ Diệp mà cậu nghĩ tới, gia tộc đứng đầu của 36 gia tộc địa sát, nhà họ Diệp. Trương Thiên Dương giải thích với Trần Đức nói, những chuyện của cậu ở Côn Luân Hư, một vài gia tộc đứng đầu của 36 gia tộc địa sát đều đã biết, bọn họ còn đặc biệt đến thành phố Tân, thăm hỏi qua tôi, đã hợp tác sâu rộng với chúng ta. Cậu trở về rồi, bọn họ nhất định rất vui mừng, còn về chuyện của Diệp ca. Bọn họ sẽ không truy cứu, không những không truy cứu mà còn bồi thường đến bên này của tôi 50 tỷ, để tôi giữ tạm cho cậu, nói là phí tốn thất tinh thần cho cậu. Là gia tộc đứng đầu của 36 gia tộc địa sát, thậm chí là mấy gia tộc đứng đầu, đương nhiên có một vài tai mắt ở Côn Luân Hư. Những ngày này, những việc ở Côn Luân Hư của Trần Đức sớm đã truyền về giới thế tục, truyền đến tai bọn họ. Bây giờ, anh đã là người mạnh nhất Côn Luân Hư, một nhà họ Diệp nhỏ nhoi, còn dám truy cứu chuyện của mấy người Diệp ca đó sao? Sau khi Trần Đức nghe Trương Thiên Dương giải thích xong, bỗng sáng tỏ, những gia tộc này tồn tại nhiều năm mà không sụp đổ, đồng thời nắm trong tay nguồn tài nguyên mạnh như vậy, không phải là không có đạo lý, bản lĩnh nhìn gió bẻ lái này thực sự đã luyện đến mức thành thục. Thôi được rồi,
50 tỷ cứ để ở chỗ của ông, lúc nào tôi cần thì đưa cho tôi. Cậu Trần, cậu nói phải, đừng nói 50 tỷ, chỉ cần cậu lên tiếng, cho dù là 100 tỷ, 1.000 tỷ, Trương Thiên Dương tôi cũng sẽ tìm cách đưa đến tay cậu. Trương Thiên Dương thề son sắt, sau khi hỏi han vài câu, nói cậu Trần, cậu cứ đợi ở đó, tôi lập tức sắp xếp người qua đó đón cậu. Được. Trần Đức cúp điện thoại, trên khuôn mặt góc cạnh không chút biểu cảm, không có việc gì làm, lấy bình rượu ra uống hai ngụm. Một nam một nữ vừa rồi vẫn chưa rời đi, đứng trước anh một mét. 50 tỷ, con mẹ nó lại còn 100 tỷ, gọi điện thoại thôi mà còn làm ra vẻ, anh cùng bật cười ha hả, lần này, hẳn ta trực tiếp châm chọc Trần Đức nói, tao nói này tên dế nhũi, dùng Nokia mà còn con mẹ nó suốt ngày mơ mộng. Hiểu anh, em bảo người đại lục các em sao lại ngu ngốc như vậy. Hơi một tí là nói mấy chục tỷ hàng trăm tỷ, kết quả là mặc đồ vỉa hè, cầm một chiếc Nokia, buồn cười chết mất. Anh cung, không có cách nào, đại lục chúng em không thế so với hương giang của các anh, còn không phải là bởi vì có quá nhiều loại người như này sao, bằng không em cũng không đến hương giang phát triển. Người phụ nữ nịnh nọt, lấy lòng nói, về sau em ở hương giang, đều dựa cả vào anh cung. Ha, được, em yên tâm, chỉ cần có cung Dương Anh ở đây, về sau em nhất định sẽ nổi bật ở hương giang, sẽ không có người dám bắt nạt em. Nhìn thấy vẻ mặt sùng bái của người phụ nữ, cung Dương cảm thấy thực sảng khoái, dù sao cũng đang giả bộ, không bằng giả bộ đến cùng. Sau đó, hắn ta lại nhìn đến Trần Đức, tao nói này tên nhãi kia, vừa rồi ánh mắt mày nhìn chúng tao rất không lịch sự biết không? Có chút giáo dưỡng nào không hả? Hừ, khóe miệng Trần Đức giật giật, tiêu chuẩn kép này thật sự được đấy, anh khoa chân múa tay ở đây còn không cho phép tôi nhìn một cái. Không hiểu ra sao cả. Nhìn thấy Trần Đức ngây ra, cung Dương tưởng anh sợ hãi, mâng, ngây ra gì nữa, còn không mau xin lỗi tao và hiểu anh, ánh mắt của mày đã làm tổn hại đến chúng tao. Nói xong, hắn ta ngẩng cao đầu ưỡn ngực, chờ Trần Đức nói xin lỗi. Cút! Trần Đức liếc nhìn hắn ta một cái, mặt không chút biểu cảm. Mày nói cái gì, cung Dương lập tức nổi giận, mẹ kiếp, một tên dế nhũi đại lục vậy mà lại dám bảo hắn ta cút. Đây là hương giang. Là địa bàn của người hương giang bọn chúng. Mẹ kiếp, thằng nhãi, xúc vật, mày có giỏi nói lại lần nữa xem. Một. Anh cung, anh cung. Lúc này, người phụ nữ bên cạnh hắn ta đột nhiên huých huých tay, ngây người nhìn về phía trước, mau nhìn xem, nhiều xe sang quá. Mẹ kiếp. Cung Dương phản ứng theo bản năng nhìn qua, lập tức kinh ngạc, há hốc mồm. Chỉ thấy cách đó không xa. 15 chiếc xe hạng sang hàng đầu đang chậm chậm lái về phía bên này, phía trước và phía sau cùng lần lượt 3 chiếc Maybach với thản xe siêu dài, tiếp theo là 3 chiếc Rolls-Royce hàng đầu. 12 chiếc xe ở giữa, có 3 chiếc xe không có logo. Nhưng, chỉ cần nhìn từ hình dáng bên ngoài, có thể nhìn ra 3 chiếc xe này không hề đơn giản, hoàn toàn không có trên thị trường, thuộc về hàng đặt làm riêng. Đặc biệt là chiếc ở trung tâm nhất, là chiếc sang trọng nhất toàn thân đều được làm bằng vàng bạc thật, ngay cả cửa sổ kính cũng được làm bằng thủy tinh nguyên chất, thân xe sáng bóng giống như một cung điện di động. Cái này không quan trọng. Quan trọng là ở hai bên trái phải của 15 chiếc xe, là một đơn vị quân đội đi theo. Quân đội mang theo súng thật đạn thật trên người mặc giáp trụ. Bọn họ không ngồi xe, mà đang chạy song song hai bên trái phải. Cung Dương nhìn thấy cảnh này liền choáng váng. Không chỉ anh. Thực tế ai đi trên con đường dành cho người đi bộ này cũng đều sững sờ, loại chiến trận này rốt cuộc là có nhân vật lớn nào xuất hiện. Phải biết rằng đường dành cho người đi bộ này bình thường sẽ không cho phép xe cộ ra vào. Gần như tất cả mọi người ven đường đều dừng lại, chố mắt nhìn về phía đoàn xe sang kia. Ai ngờ lúc này Cung Dương lại sinh ra cảm giác tự cho mình hơn hẳn người khác, hắn ta khinh bỉ nói với Trần Đức nhìn thấy không. Loại chiến trận này đám dế nhũi trong đại lục chúng mày e rằng cả đời cũng không có cơ hội thấy đâu, ha ha. Dáng vẻ cung Dương cao cao tại thượng, khinh thường cười ha ha nói. Những thứ khác ở hương giang bọn tao không sản xuất, chỉ sản xuất mấy thứ lớn thôi, sao hả? Chưa từng nhìn thấy xe chế tạo từ vẫn thạch, thủy tinh, hoàng kim. Còn không mau chụp hình mang về cho mấy tên dế nhũi đại lục xem. Anh cung. Rốt cuộc trong xe là ai, cô gái bên cạnh hắn ta nhỏ giọng hỏi. Ha ha, biết nhà họ Diệp không? Loại xe này cả hương giang không vượt quá 10 chiếc, em nhìn. Thấy biến số xe chứ?
Trên biến số xe có một chữ Diệp, chứng tỏ đó là biến số xe chuyên dụng của nhà họ Diệp đấy. Nhà họ Diệp lợi hại thế sao, Hiếu Anh nghi. Ngờ. Đúng vậy, cứ nói thế này đi, người nhà họ Diệp chỉ cần dậm chân một cái, toàn bộ Hương Giang đều sẽ nghiêng trời lở đất. Đến cũng nhanh đấy, biết được người đến là nhà họ Diệp, Trần Đức có chút kinh ngạc, tốc độ đối phương đến còn nhanh hơn rất nhiều so với anh tưởng tượng. Cùng giây đó, đoàn xe được bảo vệ bởi các quân nhân tư thế rắn giỏi và dáng người cao ngạo đã dừng lại. Chiếc xe ở giữa vừa vặn dừng trước ba người Trần Đức. Này, đây là tình huống gì thế? Cung Dương nhìn xe dừng lại, hắn ta ngây ngốc. Mấy xe này sao lại đổ trước mặt hắn ta? Chẳng lẽ là tìm hắn ta? Cung Dương nhìn xung quanh, phát hiện gần mình ngoại trừ Hiếu Anh và tên dế nhũi kia thì không có người khác. Nhớ đến hắn ta từ nhỏ sống với mẹ, hắn ta từng nghe mẹ nhắc qua bố mình là người có tiền có quyền, còn hắn ta là con riêng của mẹ và người đó. Trong nháy mắt, Cung Dương liền nghĩ chuyện này liên quan đến nhà họ Diệp. Chẳng lẽ bố hắn ta là người của nhà họ Diệp sao? Mà bây giờ nhà họ Diệp tìm tới cửa, muốn bảo hắn ta quay về thừa kế tài sản. Lập tức, Cung Dương như vô cùng chắc chắn, mặt hắn ta đỏ bừng, cơ thể có chút run rẩy nắm tay người phụ nữ bên cạnh, bố anh, nhất định là bố anh, hoặc là ông nội anh, bọn họ đến đón anh đấy. Cuối cùng bọn họ cũng tìm được anh rồi. Người phụ nữ mặt đầy khó hiểu, bố anh, ông nội anh. Không sai, chắc chắn là vậy, chắc chắn là vậy, Cung Dương kích động không thôi, mặt đỏ bừng, sắp phát đạt rồi, tôi sắp phát đạt rồi. Sau đó, hắn ta chỉ vào Trần Đức, lời không mạch lạc nói. Thằng nhãi, mày xong rồi, chờ tao nhận tố quy tông, tao nhất định bảo người nhà họ Diệp đánh mày thành đầu heo. Cũng đúng lúc này, cánh cửa của mười mấy chiếc xe sang đồng loạt mở ra, một đám vệ sĩ mặc áo vest dày da đeo kính râm bước xuống. Hai người trong đó một trước một sau đi đến chiếc xe màu hoàng kim đằng trước và mở cửa. Đồng thời, trên xe có một lão giả mặc đồ thời Đường khoảng 70-80 tuổi, chống gậy ba tong đầu rồng đang bước xuống. Một chiếc xe khác thì là một người đàn ông thân hình khôi ngô, khí thế ngút trời, cực kỳ uy nghiêm. Nhìn thấy bọn họ, Cung Dương càng kích động. Hoàn toàn nằm trong tưởng tượng của hắn ta. Chắc hẳn, đó chính là ông nội và bố hắn ta. Trong ánh mắt kích động của hắn ta, người đàn ông trung niên đỡ lão giả mặc đồ đường được đám vệ sĩ bảo vệ dẫn đường, họ nhanh chóng đi về phía ba người Trần Đức. Bố, ông nội, Cung Dương không còn bất kỳ do dự, hắn đã không nhịn được nữa mà trực tiếp xông lên, cực kỳ hưng phấn. Chỉ là, hắn ta vẫn chưa đến gần hai người đó thì đã bị hai tên vệ sĩ ngăn lại, nhưng Cung Dương không thèm để ý, hắn ta lớn tiếng nói. Ông nội ơi, bố ơi, cuối cùng hai người đã chịu đến tìm con rồi. Con là Cung Dương, con của bố đây, mẹ con là Cung Nhiềm. Tiếp đó, hắn ta nổi giận nói với vệ sĩ. Các người để tôi qua đi, đó chính là ông nội và bố tôi, không cho tôi qua, có tin tôi bảo bọn họ đuổi các người không? Diệp Thiên Long mặt đầy nghi ngờ nhìn về phía Diệp Tuấn Quân bên cạnh, con riêng của con. Bố, sao con có thể có đứa con trai này chứ? Diệp Tuấn Quân mặt không biết nói sao, cậu ta và cậu Trần đi cùng nhau, có lẽ là bạn của cậu ấy. Ừ, có thể. Đương nhiên bọn họ không thể đắc tội với bạn của Trần Bát Hoang, lúc này Diệp Thiên Long liền phất tay thả cậu ta ra. Hai tên vệ sĩ lập tức thả Cung Dương ra, lúc này Cung Dương cũng rõ hai nhân vật lớn không thể đến gần. Ít nhất là tạm thời không thế. Chỉ có thế đứng chờ tại chỗ. Đồng thời hắn ta càng tin chắc đó là ông và bố mình. Mặt hắn ta khẳng khái, kích động chờ đợi. Nhìn thấy hai người tiến đến càng ngày càng gần, loại khí thế cao cao tại thượng uy nghiêm kia, Cung Dương hận không thể trực tiếp quỳ xuống. Nhưng hắn ta biết mình không thế như vậy, con cháu đại gia phải có phong độ của con cháu đại gia. Vì vậy, hắn ta cố nhịn, đứng thẳng người. Rất nhanh, hai người Diệp Thiên Long và Diệp Tuấn Quân đi đến trước mặt hắn ta, Cung Dương vừa muốn mở miệng thì bất chợt hai người khom lưng 90 độ. Họ cúi người thật sâu về phía hắn ta. Bố, ông nội, hai người làm gì vậy? Mặc dù hai người xin lỗi con, nhưng con không để ý đâu, đừng hành đại lễ như vậy. Cung Dương cực kỳ kinh ngạc, hắn ta ngơ ngác nói. Diệp Thiên Long mặt tối sầm. Cái gì mà ông nội hay bố, thằng nhãi này đầu óc bệnh à? Nếu không phải không chắc có phải bạn cậu Trần hay không,
ông cụ đã sớm nổi giận rồi. Lúc này, Diệp Thiên Long cũng không để ý đến Cung Dương, ông cụ nói, không biết cậu Trần đến Hương Giang, Diệp Thiên Long không có tiếp đón từ xa, xin cậu thứ lỗi. Cậu Trần, Cung Dương ngây ra, cái quỷ gì vậy? Không sao, đứng lên đi, lúc hắn ta còn đang nghi ngờ, một âm thanh nhàn nhạt vang lên. Trần Đức không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn ta, anh nhìn hai người, các người chính là Diệp Thiên Long và Diệp Tuấn Quân của nhà họ Diệp. Thưa cậu, chính là chúng tôi đặc biệt đến đón cậu, Diệp Thiên Long cũng là võ giả, ông cụ hoàn toàn không cảm nhận được Trần Bát Hoang mạnh bao nhiêu, ông cụ chỉ cảm thấy đối mặt với Trần Đức giống như đối mặt với một đế vương. Sau đó, ông cụ nói với đám người sau lưng. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau chào cậu Trần. Chào cậu Trần. Chào cậu Trần. 20-30 người lúc này đồng loạt khom người, mãi đến khi Trần Đức khẽ gật đầu, bọn họ mới đứng dậy. Thưa cậu, người này là bạn của cậu sao? Diệp Thiên Long nhìn về phía Cung Dương và người phụ nữ kia. Không quen, Trần Đức nhàn nhạt lắc đầu. Cung Dương ở bên cạnh anh hoàn toàn ngây ngốc, sắc mặt còn đỏ hơn so với trước, đây không phải màu đỏ hưng phấn, mà là màu đỏ sợ hãi. Người phụ nữ bên cạnh hắn ta lại càng ngày. Người như phổng, ngực run lẩy bẩy. Hai người nào có thế không hiểu chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới vừa rồi bọn họ châm chọc Trần Đức, hoàn toàn không biết nên làm sao, bọn họ run lẩy bẩy, trong lòng sợ hãi bất an. Vào lúc Trần Đức phủ nhận thì đã có 5 vệ sĩ vây quanh phong tỏa bọn họ. Hai người bị dọa sợ đến mức tê liệt, Cung Dương còn đặt mông ngồi xuống đất. Diệp Thiên Long hờ hững đáp một tiếng. Tạm thời cũng không để ý đến Cung Dương, mà ông cụ đích thân đến trước xe Hoàng Kim mở cửa cho Trần Đức mời cậu lên xe. Được. Trần Đức cười một tiếng, anh cũng không nói quá nhiều, đi về phía chiếc xe kia, trước khi lên xe anh quay đầu nhìn về phía Cung Dương, anh nói với Diệp Thiên Long. Đánh hắn thành đầu heo. Vâng, thưa cậu, một. Diệp Thiên Long rất cung kính đáp lại, sau đó ông cụ mở một cửa khác cùng lên xe với Diệp Tuấn Quân. Đương nhiên bọn họ muốn đích thân đi cùng Trần Bát Hoang. Còn về Cung Dương, chỉ là một nhãn vật nhỏ, thậm chí ngay cả trong mắt Diệp Thiên Long và Diệp Tuấn Quân ngay cả nhân vật nhỏ bé cũng không tính. Nói hắn ta là người, chẳng qua chỉ là cho hắn chút mặt mũi với đồng loại, nếu không thì ngay cả xúc sinh hắn ta cũng không bằng. Loại nhân vật nhỏ bé này cần gì nhân vật quan trọng của nhà họ Diệp đích thân ra tay? Đương nhiên sẽ có người tranh nhau giúp bọn họ giải quyết. Không ngoài dự liệu, từ nay về sau, chắc chắn Cung Dương không thế nào lăn lộn ở Hương Giang nữa. Với sức ảnh hưởng của nhà họ Diệp, thậm chí trong phạm vi toàn cầu, người này ngoại trừ ăn xin ra thì không còn cách sinh sống nào khác nữa. Nghe thì không tưởng tượng nổi. Nhưng, đây chính là sự thật. Một khi 36 tộc địa sát liên thủ, trong phạm vi toàn cầu, e rằng không có mấy quốc gia dám không vâng lời. Xe rất rộng. Không cần nói là xe. Bảo là cung điện biết đi cũng được. Dài 10 mét, rộng 5 mét, trong xe không chỉ có thức ăn hữu cơ tươi ngon, còn có các loại rượu quý. Bên trong xe Hoàng Kim. Lúc này, Diệp Tuấn Quân đang rất thành khẩn quỳ xuống trước mặt Trần Đức. Thưa cậu, con trai tôi Diệp Ca đắc tội với cậu, xin cậu lớn tha cho kẻ thiếu nhân, tha thứ cho tôi, tha thứ cho nhà họ Diệp. Cậu Trần, Diệp Thiên Long cũng khom người. Đây là do nhà họ Diệp tôi dạy con cháu không đúng cách, xin cậu thứ tội, lão hủ tôi tự phạt một chai rượu. Không đợi Trần Đức nói chuyện, Diệp Thiên Long tay không mở một chai rượu Mao Đài, một hơi uống cạn. Ông đứng lên đi, con người tôi làm việc trước giờ không thích liên lụy đến người khác, chuyện của Diệp ca đã xong xuôi rồi. Trần Đức bình tĩnh nói, chuyện này không cần nhắc lại. Diệp Tuấn Quân như được đại xá, lúc này đứng dậy, ông ta lấy một chai rượu trắng. Thưa cậu, bình rượu 300 tuổi này là vật quý giá nhà họ Diệp chúng tôi cất giấu, nghe nói cậu thích uống rượu nên tôi đã đặc biệt mang nó đến đây. Nói xong, Diệp Tuấn Quân mở ra rót cho Trần Đức, lại rót một ly cho Diệp Thiên Long, cuối cùng tự rót cho mình một ly. Cậu Trần, đất Hương Giang này nhà họ Diệp chúng tôi có thể nói là có quyền định đoạt, về sau. Nếu cậu có yêu cầu gì, nhà họ Diệp chúng tôi sẽ dốc toàn lực ứng phó. Không sai, thưa cậu. Chỉ cần liên quan đến chuyện của cậu, sau này sẽ là chuyện của nhà họ Diệp, Diệp Thiên Long cũng nói. Trần Bát Hoang quá mạnh, mạnh đến mức nhà họ Diệp bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên,
cái chết của Diệp ca, bọn họ không chỉ không dám truy cứu, mà còn lo lắng Trần Bát Hoang sẽ truy cứu bọn họ. Bọn họ chỉ có thể nịnh hót, quỳ liếm, không cầu xin cảm tình sâu đậm, chỉ cầu có thể làm một con chó đứng trước cường giả này. Ừ, Trần Bát Hoang khẽ đáp một tiếng, anh cũng không nói gì nhiều, yên lặng hưởng thụ rượu trong. Ly, anh không nói lời nào. Đám người Diệp Thiên Long và Diệp Tuấn Quân đương nhiên cũng không dám nói lời nào. Tôi chuẩn bị thành lập một liên minh võ giả, cùng tập hợp tất cả những võ giả Hoa Hạ với nhau. Mãi hồi lâu, đột nhiên Trần Đức lên tiếng, tôi đảm nhận chức minh chủ, nhà họ Diệp các người và Trương Thiên Dương nhà họ Trương ở thành phố Tân sẽ đảm nhiệm phó minh chủ. Liên minh võ giả, Diệp Thiên Long hơi chậm lại, biết cơ hội đến gần Trần Đức sắp tới, lúc này ông cụ nói, thưa cậu, liên minh này của chúng ta chủ yếu làm gì? Cũng không có gì, đơn thuần là mang tính chất phòng ngự, nếu như có một ngày có cường giả đến giới thế tục, tạo nên uy hiếp với các người cần liên hiệp lại và cùng nhau chống cự. Khoảng thời gian này, Trần Đức đã trải qua quá nhiều. Biết rõ núi này cao hơn núi kia, nếu như có một ngày có chí cường giả hạ xuống, với tình hình của Hoa Hạ, nếu như không liên thủ, căn bản không cách nào chống đỡ. Được, Diệp Thiên Long là một ông lão tinh danh, Trần Đức nói một chút, ông cụ liền hiếu chuyện gì. Nhà họ Diệp tôi nguyện ý gia nhập, còn gia tộc khác tôi có thể thay mặt cậu liên lạc, tôi cảm thấy. Chuyện này rất có chiến vọng. Ừ, Trần Đức gật đầu, anh lại nói tí mỉ chuyện liên minh võ giả cho bọn họ nghe, bao gồm cũng nói cả chuyện chuẩn bị để Liêu Tông Nguyên vào. Sau đó, anh liền giao chuyện này cho nhà họ Diệp, dù sao thì mỗi người có năng lực riêng, anh không thích hợp làm chuyện liên lạc với 36 tộc địa sát, hơn nữa anh cũng không có thời gian. Ở sản bay Hương Giang, một chiếc máy bay cá nhân đã chờ sẵn, sau khi Trần Đức xuống xe, anh lập tức lên máy bay. Anh cũng không về thành phố Tan, mà đi Kinh Đô, đến một nghĩa địa này là nơi chuyên dành cho quân nhân. Chỉ có người đóng góp với Hoa Hạ mới có tư cách chôn cất ở đây. Trương Phàm, Lý Lảm, Khâu Thượng Bình. Trần Đức đi đến trước mộ ba người, anh ngồi xổm xuống đốt hương, tiền giấy và nguyên bảo do mình mang đến. Ngắm nhìn ba người trẻ tuổi gương mặt nghiêm nghị, hốc mắt Trần Đức hơi đỏ, anh chịu đựng bi thương trong lòng rồi đứng dậy cúi người trước họ. Các anh em, mọi người khỏe không? Tôi về. Rồi. Khâu Thượng Bình, Lý Lâm. Trước kia không phải các anh thích uống rượu với tôi sao? Chỗ tôi có không ít rượu ngon này. Trần Đức lấy ra từ trong đỉnh Long Văn một vò rượu, anh đổ hết toàn bộ xuống trước mộ họ. Còn Trương Phàm, anh không thích uống rượu, ở dưới đó thì uống ít chút, đừng cậy mạnh mà tranh cướp với bọn họ, em gái Tử Hàm sẽ đau lòng đấy. Các anh biết không, mấy tháng nay tôi đã trải qua quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi mà trước đây các anh không dám nghĩ đến đâu, đáng tiếc. Đáng tiếc lại trải qua quá muộn. Người giết các anh tôi đã giết gần hết, chỉ còn một tên hung thủ duy nhất đứng đằng sau, tôi sẽ tìm được hắn. Trần Đức ngồi trước mộ ba người vừa uống rượu vừa độc thoại, anh đã nói rất nhiều. Từ giữa trưa đến chiều, mặt trời ngả về phía tây, kéo rất dài bóng dáng của Trần Đức, trên đất ướt đẫm một mảng. Đó không phải là rượu, cũng không phải mưa, mà là nước mắt của Trần Đức. Được rồi. Hôm nay trò chuyện với các anh đến đây thôi, tôi còn phải đi thăm chị dâu các anh nữa. Trần Đức đứng lẻn, thản hình thẳng tắp, anh chào ba người theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn đã lâu không làm. Dưới trời chiều, cơ thế thẳng tắp như cây dương, kiên định, bền bỉ và hết sức trang trọng. Hoàn thành xong lễ, Trần Đức xoay người đi về phía một phần mộ khác. Trên bia mộ là một người phụ nữ. Dáng vẻ, thần thái có vài phần giống với Tống Ngữ Yên. Cô ấy mang theo nụ cười nhàn nhạt, rất xinh đẹp. Nhã Hi, anh đến thăm em đây. Khóe miệng Trần Đức hiện ra nụ cười cưng chiều, anh sờ khuôn mặt tuyệt mỹ trong hình rồi thầm nói. Năm đó em bảo anh cai rượu, đáng tiếc anh vẫn không cai được. Nếu như em thật sự muốn anh cai rượu thì em xuất hiện ở trước mặt anh, được chứ? Người đẹp đã qua đời, dù là nhìn hình của cô, nhưng Trần Đức vẫn dịu dàng như vậy, trong con ngươi lóe lên vẻ dịu dàng chưa từng có. Cô ấy là người cùng anh lên núi đao xuống biến lửa. Mỗi một lần bị thương, cũng là cô giúp anh khử độc chữa trị. Cô ấy từng là người mà Trần Bát Hoang yêu nhất, cũng là nhà của Trần Bát Hoang, mãi mãi là bến cảng của nỗi nhớ nhung. Ai cũng nói Trần Bát Hoang, Trần Ma Vương thủ đoạn tàn nhẫn hung ác, xuống tay hết sức quả quyết,
có ai từng thấy qua bộ dạng này của Trần Bát Hoang chưa? Ngay lúc Trần Đức ôn lại chuyện cũ, một giọng nói già nua có vẻ uy nghiêm truyền đến từ sau lưng anh. Là ông, Trần Đức quay đầu, nhìn thấy người đến, anh cười nói, Nhan lão, đã lâu không gặp. Người tới, là một ông già hơn 70 tuổi ngồi trên xe lăn, sau lưng ông còn có một người đàn ông trung niên mặc quân phục màu xanh theo sát, đích thân đẩy xe lăn cho ông. Có thể nhìn thấy rõ trên ngực người đàn ông trung niên mang theo đủ loại huân huy chương, còn trên vai may huy hiệu của Hoa Hạ cùng với một ngôi sao. Nguyên soái, người đàn ông trung niên này là nguyên soái của Hoa Hạ, có tầm ảnh hưởng rất lớn. Ông ta, đích thân đẩy xe lăn cho ông lão, như vậy có thể tưởng tượng được thân phận của ông lão cao thế nào. Ông ta là một trong số như người đứng hàng đầu Hoa Hạ Nhan Huy. Người bình thường muốn gặp ông chỉ có thể thông qua tin tức, thậm chí là ở trên TV, mặc dù hiện giờ ông đã về hưu, nhưng vẫn nắm giữ rất nhẽo vị trí quan trọng trong bộ máy siêu cấp Hoa Hạ. Ông cũng là một trong những người năm đó đào tạo Trần Bát Hoang. Mấy tháng trước cũng nhờ quyền lực của ông ta, Trần Đức mới đưa Chu Hồng Diều từ nhà tù Vân Bắc ra ngoài. Nhan lão đến đây, Trần Đức cũng không thấy lạ, chỉ cần ở trong phạm vi Hoa Hạ, ông muốn biết hành tung của một người, quả thực quá đơn giản. Dù là những người của 36 tộc địa sát, về mặt này cũng không bằng ông ta. Đúng vậy, đã lâu không gặp, khoảng hơn 4 năm ấy chứ, Nhan lão cười ha ha, ông phất tay với người đàn ông trung niên đứng phía sau, nơi này không cần anh nữa, tôi muốn nói chuyện riêng với Trần Bát Hoang. Dạ, người đàn ông trung niên tôn kính đáp, ông ta xoay người đi ra xa, phụ trách công việc canh gác xung quanh. Nhan lão, 4 năm không gặp, ông già hơn. Nhiều lắm, Trần Đức ngồi xuống dưới đất, nụ cười ấm áp, giống như gặp bạn cũ. Đúng vậy, thế hệ này của chúng tôi ai mà biết còn có thể sống được mấy năm, Nhan lão cũng cực kỳ hiền hòa ân cần đối với Trần Đức giống như con cháu của mình, tràn đầy tán thưởng và yên tâm. Ông cũng biết rõ về chuyện của Côn Luân Hư, cậu ấy hả, còn trưởng thành nhanh hơn trong tưởng tượng của tôi. Vậy sao, những thứ này cũng nhờ năm đó Nhan lão, cái lão đào tạo tôi, Trần Đức cười. Tích lũy qua 20 năm vô cùng có sức nặng trên con đường tu hành của anh. Đáng tiếc, Nhã Hi, cô ấy không nhìn thấy. Bát Hoang, nếu như tôi nói với cậu Nhã Hi chưa chết, cậu tin không? Đột nhiên Nhan lão nói hết sức nghiêm túc. Nhất thời, ánh mắt Trần Đức cứng lại, anh đứng thẳng lẽn như cá chép, vẻ mặt chấn động, Nhan lão, ông nói gì? Tôi nói là An Nhã Hi chưa chết, chỉ ít người. Chôn trong ngôi mộ này không phải cô ấy. Nhan lão hết sức nghiêm túc. Hôm nay tôi tới là muốn nói chuyện này cho cậu biết, cậu còn nhớ năm đó sao cậu quen biết An Nhã Hi không? Nhớ, mãi mãi không thể quên, Trần Đức nói, năm đó thi hành nhiệm vụ ở Las Vegas, là cô ấy cứu tôi. Đúng, cậu cũng biết đấy, các cậu đều là nhân vật quan trọng của Hoa Hạ, phàm là người xuất hiện bên cạnh các cậu thì đều phải điều tra cặn kẽ. Trong tròng mắt có phần đục ngầu của Nhan lão lóe lên vẻ hoài niệm. Năm đó An Nhã Hi cũng bị điều tra qua, nhưng không điều tra được gì, về sau tôi không còn cách nào khác đã phát động lệnh điều tra cấp S mới tra được dấu. Lệnh điều tra cấp S. Lệnh điều tra cấp cao nhất của Hoa Hạ, thông thường loại cấp lệnh điều tra này sẽ không dùng cho người bình thường. Ánh mắt Trần Đức dần trở nên đông cứng, kết quả cuối cùng như thế nào? Nhan lão yên lặng hồi lâu, sau đó ông nói bằng giọng điệu nghiêm túc, cô ấy không phải người trong thế tục. Lần đầu tiên xuất hiện là ở Hương Giang Tiếp. Nối thế tục với Côn Luân Hư. Cái gì? Ti ti. Nội tâm Trần Đức chấn động, ý ông là Nhã Hi đến từ Côn Luân Hư. Chưa chắc, Côn Luân Hư cũng có người của Hoa Hạ chúng ta, hơn nữa cũng có tình báo mật. Điều duy nhất chúng tôi điều tra được chính là cô ấy đến từ Côn Luân Hư. Sau khi đi sâu vào Côn Luân Hư điều tra, điều quỷ dị chính là không hề tra được tin tức của cô ấy. Giống như cô ấy xuất hiện một cách vô căn cứ, trên thực tế chuyện này cũng chỉ có một loại suy đoán, đó chính là cô ấy đến từ nơi nào đó mạnh hơn mà chúng ta không thể nào so sánh nổi. Nhan lão tuổi tác đã cao, lúc nói chuyện liền lộ rõ chút mệt, ông nói không nhanh cũng không chậm. Nhưng, mỗi một chữ giống như chiếc búa nặng hết lần này đến lần khác đập vào tim Trần Đức. Thịch, 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 trong không khí, có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập của Trần Đức. Nhan lão nghỉ ngơi một chút rồi nói tiếp, năm đó mấy người Trương Phàm gặp tai nạn, người phụ nữ đã chết kia không phải An Nhã Hi,
hôm đó An Nhã Hi không có ở đó, cô ấy đã biến mất từ một tuần trước, người chết là y tá đi theo tiểu đội của các cậu. Chỉ có điều khi đó cậu vẫn đang thực hiện nhiệm vụ ngoài biên giới nên cũng không biết những thứ này. Nhan lão nói xong liền rơi vào im lặng, ông ở rất gần Trần Đức, cho dù mặt anh không chút biểu cảm, nhưng ông vẫn có thể thấy rõ ràng sự thay đổi cảm xúc của anh. Có điều, loại thay đổi ấy rất nhanh liền biến mất tăm, Trần Đức ẩn giấu cảm xúc cực tốt. Năm đó sao các ông không nói cho tôi biết, hơn nữa còn lập mộ cho cô ấy, Trần Đức hít một hơi dài, anh nhàn nhạt hỏi, giọng có chút lạnh. Bát Hoang, để tay lên ngực tự hỏi đi, năm đó dù cậu biết những thứ này thì có ích gì. Cái chết của đám Trương Phàm chúng ta đều biết là do Lâu Vạn Xuân bọn họ gây nên, nhưng một khi chúng tôi nói cho cậu biết, với tính cách của cậu, thì sẽ tự đâm đầu vào chỗ chết. Còn chúng tôi cũng không có cách nào báo thù, những người ra tay với Lâu Vạn Xuân nếu không có thực lực tuyệt đối, quả thật ảnh hưởng sẽ cực kỳ lớn, thậm chí dây dưa đến toàn bộ giới thế tục. Quả thật là vậy. Giọng điệu của Trần Đức đã dần trở nên hòa hoãn một chút, thứ những người chức vị cao như Nhan lão phải cân nhắc không chỉ cho bọn họ, mà là cả Hoa Hạ. Nếu như Hoa Hạ muốn ra tay với Côn Luân Hư, e rằng phải vận dụng vũ khí nóng cao cấp nhất để tiến hành oanh tạc trên quy mô lớn. Khi đó không còn là chuyện của riêng Trần Bát Hoang, mà là chuyện của cả Hoa Hạ. Đứng ở vị trí Nhan lão, ông ta làm không sai. Không nói cho anh chân tướng giống như giữ lại được mạng của anh, nếu không. Sợ là anh đã chết từ lâu rồi. Nhan lão, cảm ơn ông, Trần Đức thận trọng nói, cảm ơn ông hôm nay có thể nói cho tôi biết những thứ này. Không, cậu nên cảm ơn chính mình đi, Nhan lão chậm rãi lắc đầu, nếu như cậu không trưởng thành đến bước này, có thể mãi mãi cậu cũng sẽ không được biết chân tướng. Trần Đức không nói thêm gì nữa, anh lại nhìn về phía bia mộ, ánh mắt dừng trên ảnh của An Nhã Hi. Nếu mộ này không phải của Nhã Hi, vậy hãy để nó khôi phục thân phận thật sự đi. Đương nhiên, chờ sau khi cậu rời đi, phần mộ này sẽ được xây lại rạng rỡ hơn. Nhan lão gật đầu, An Nhã Hi biến mất nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ xuất hiện ở Hoa Hạ, còn chúng ta từ đầu đến cuối vẫn không biết rốt cuộc cô ấy có lai lịch gì. Bát Hoang, cậu và cô ấy tiếp xúc lâu nhất, có thể đoán ra thân phận của cô ấy không? Không thể. Trần Đức lắc đầu. Ngày trước lai lịch thật sự của An Nhã Hi anh còn không biết, vậy thì nào đoán được thân phận thật sự của cô ấy? Khoảng thời gian ở ngắn ngủi, những gì cô ấy để lại cho Trần Đức chỉ là hồi ức tốt đẹp. Được rồi, chuyện đã qua, hôm nay nói cho cậu những lời này, chỉ là cảm thấy cậu nên biết chân tướng. Nhan lão cười hiền từ, đối với ông mà nói, thân phận lai lịch thật sự của An Nhã Hi cũng không quan trọng. Chỉ cần không làm chuyện gì khác thường. Không ảnh hưởng đến người quan trọng bên cạnh ông ta, hoặc chuyện như vậy ông ta sẽ không quan tâm. Ông già rồi, không quản được nhiều chuyện như vậy, cũng không muốn quản nhiều. Bát Hoang, buổi tối đến nhà tôi ăn cơm, gặp con bé Tiếu Hàm nhà tôi một chút, con bé rất nhớ cậu đấy. Không được rồi Nhan lão, ông thay mặt tôi gửi lời xin lỗi đến Tiểu Hàm, thời gian của tôi có hạn, tối nay phải về thành phố Tân. Trần Đức khéo léo từ chối. Từ giây phút thoát khỏi thân phận quân nhân kia, anh không muốn có thêm bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với phía chính phủ Hoa Hạ. Nhan lão gần như đã dự liệu được Trần Đức sẽ cự tuyệt, ông cũng không có thất vọng, mà chuyển sang chuyện khác nói về một vài người và sự việc đã qua. Trần Đức đẩy xe lăn dẫn ông đi dạo trong lăng mộ, mỗi một ngôi mộ trong lăng, Nhan lão đều có thể nói ra một câu chuyện sâu sắc. 3 tiếng sau, Trần Đức tạm biệt rời đi, đô thị vào ban đêm được đèn neon bao phủ. Giống như một cô gái để mặc cho người ta trang điểm, lóe lên ánh hào quang rực rỡ. Thiên Hương Kiều thành phố Tân. Khu giải trí cao cấp nhất đã sớm bao phủ bởi tiếng nhạc kim loại đinh tai nhức óc, khắp nơi trên đường có thể nhìn thấy các cô em trang điểm diễm lệ và những chàng trai ăn mặc loè loẹt. Quán Ba Thiên Tuyết. Nơi này đã sớm trở thành quán ba làm ăn tốt nhất, sôi động nhất, cách đây 1-2 tháng, quán ba đã được xây lại, mở rộng không chỉ gấp 3 lần. Nhưng dù là như vậy, quán bar vẫn đầy ắp, trung tâm sàn nhảy, các nam thanh nữ tú ôm nhau, điên cuồng đánh bay hút môn đang bành trướng trong người, phóng tầm mắt ra xa, dưới ánh đèn lờ mờ, các tuấn nam mỹ nữ len lén ngồi làm một vài chuyện giữa người trưởng thành khiến người ta vui sướng. Cậu Trần. Trần Đức vừa bước vào quán bar đã bị một tên nhân viên nhận ra, cậu chính là cậu Trần, Trần Bát Hoang đúng không ạ? Ừ, là tôi, Trần Đức hỏi, anh biết.
Tôi. Thưa cậu, đương nhiên là tôi biết cậu rồi. Mỗi ngày quán Ba Thiên Tuyết mở đều có một người chuyên đứng ở cửa là vì chờ cậu. Dù cậu có đến hay không thì mỗi khi lên đèn hay đêm khuya, chỉ cần quán Ba Thiên Tuyết mở cửa đều sẽ có người chuyên đứng đây chờ. Nhân viên ấy kính cẩn nói, trong mắt toát ra sự phấn khích và hâm mộ. Phấn khích là vì có thể đợi được Trần Đức đến, tiền lương sẽ được tăng lên gấp đôi. Còn hâm mộ là vì bà chủ lạnh lùng cao quý của họ vẫn luôn trung thành, khăng khăng một mực với anh. Cậu Trần, hôm nay vừa hay bà chủ cũng ở lầu 3, cậu có thể trực tiếp đi lên là được. Được, cảm ơn. Trần Đức vỗ vai anh ta, rồi đi lên lầu 3, còn tên nhân viên kia lại lấy điện thoại ra báo cho bảo vệ trên lầu và bà chủ Hạ Thiên Tuyết. Hạ Thiên Tuyết biết được Trần Đức trở về, vốn định chuẩn bị đi xử lý một dự án 20-30 chục triệu lại trực tiếp từ bỏ. 20-30 chục triệu cũng không bằng một đêm của mình và Trần Đức. Cô ấy lập tức cởi quần áo ra, thay một bộ đồ ngủ gợi cảm được tỉ mỉ chọn lựa vì Trần Đức. Trần Đức quen cửa quen nẻo đi lên lầu 3, phát hiện cửa phòng Hạ Thiên Tuyết chỉ khép hờ. Anh đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là Hạ Thiên Tuyết đứng trong màn đêm trước cửa sổ sát đất, bưng một ly rượu vang chậm rãi đổ vào trong đôi môi đỏ mọng. Trong ngọn đèn màu đỏ mông lung, Hạ Thiên Tuyết với mái tóc quăn xõa ngang eo, hàng mi dài che khuất một đôi con ngươi xinh đẹp lóng lánh sóng gợn, dưới cánh mũi ngọc ngà là đôi môi đỏ mọng, quyến rũ, mê người như cánh hoa hồng. Trên bả vai trắng nõn là dây áo ngủ sắc đỏ bao phủ lấy tấm thân yêu kiều, lớp vải dệt mỏng manh kia hoàn toàn không thể che lấp được bộ ngực nở nang của cô ấy. Bên dưới làn váy xẻ tà là một đôi chân trắng nõn, thon dài ngọc ngà, chúng như hai cái chổi non mơn mởn bóng loáng, mềm mịn kết hợp với đôi giày cao gót 10cm khiến Hạ Thiên Tuyết trông như một vị hoàng hậu tao nhã, mê người đầy quyến rũ. Dù Trần Đức nhìn nhiều hiểu biết rộng mà cũng nhìn hơi ngây người, trái tim không kiềm được đập lên thình thịch. Chàng trai trẻ, rượu của anh đã được chuẩn bị xong rồi đó, Hạ Thiên Tuyết quyến rũ cười, bưng lên một ly rượu vang khác đi về phía Trần Đức, hào. Sảng nói, này, đây là của anh. Trần Đức bật cười, giơ tay nhận lấy, ai ngờ Hạ Thiên Tuyết lại bỗng dưng né đi. Ly rượu này đã được sản xuất 77 năm, muốn uống cũng không dễ dàng như vậy, trừ khi. Cô ấy bước từng bước một đến gần Trần Đức. Trừ khi cái gì? Trần Đức không biết người phụ nữ này muốn làm gì, hơi lùi lại, ai ngờ anh càng lùi, Hạ Thiên Tuyết càng bước tới. Cuối cùng, đã ép anh đến tận cửa, khép cửa phòng lại rồi đáp, trừ khi em đút cho anh uống. Được thôi. Trần Đức bình tĩnh cười, có rượu ngon, còn có người đẹp bên cạnh, Trần Bát Hoang anh quả là quá may mắn. Đây là tự anh nói đấy nhé. Hạ Thiên Tuyết cười khẽ, cầm lấy cái ly của Trần Đức đặt lên miệng uống một ngụm, sau đó lập tức hôn lên môi anh. Một cảm giác mát lạnh chợt ập tới, Trần Đức hơi giật mình, rồi lại nếm được một chút ngọt, một chút chát chát của rượu vang từ trong môi lưỡi của Hạ Thiên Tuyết. Trần Đức định nói gì đó, anh vừa động, rượu vang bèn theo khe hở giữa hai người rơi xuống lớp áo mỏng của Hạ Thiên Tuyết. Thoáng chốc, chỗ ấy lập tức trở nên quyến rũ, thu hút ánh nhìn. Mẹ nó! Trần Đức thầm hét lên trong lòng, người phụ nữ quả nhiên là mở quán ba có khác, vẫn biết chơi như trước. Trần Đức thầm cảm khái, thật sự không nỡ phí phạm rượu vang, chỉ đành ngoan ngoãn uống đến giọt cuối cùng. Sau khi uống xong, bấy giờ anh mới bắt đầu nếm đến người đẹp trước mặt. Dưới ánh đèn, hai người đã lâu không gặp, giờ cũng không cần nói thêm gì nữa, đều hiểu được lòng nhau. Hạ Thiên Tuyết nhẹ nhàng đặt ly rượu lên quầy bên cạnh, từ đầu đến cuối vẫn không tách ra, ôm lấy anh, khẽ nâng chân lên quấn lấy eo Trần Đức. Chẳng bao lâu sau, trên đất đã là một mảnh lộn xộn, rơi vãi vài món quần áo. Một hai tiếng sau, hai má Hạ Thiên Tuyết đỏ hây hây như bông hoa sen chớm nở, khẽ hỏi, Bát Hoang, rượu ngon không? Ừ, cũng khá ngon. Trần Đức nhìn hai ly rượu vang ngay quầy, cười nói, có điều, anh càng muốn nếm thử hai ly rượu kia. Tên khốn này, lẽ nào người ta còn không bằng chúng ư? Hạ Thiên Tuyết khẽ cắn Trần Đức một cái để lại một trái dâu tây trên người anh. Vậy em sẽ đi lấy nó tới cho anh, để anh nếm thử xem hai ly rượu kia. Em đã tốn hơn 8 triệu lần đó. Rượu mãi mãi là thứ mà Trần Đức thích nhất, quá khứ, bây giờ hay tương lai thì cũng là thế. Anh càng thích rượu trắng, nhưng rượu vang cũng khá tốt. Trần Đức một tay bưng rượu ngon, một tay ôm người đẹp mà cảm thấy hết sức mãn nguyện và thoải mái. Anh về hồi nào vậy,
Hạ Thiên Tuyết rúc vào trong cánh tay anh, dịu dàng hỏi. Ngày hôm qua, đến thủ đô một chuyến, nay vừa đến thành phố Tân là đi tìm em liền, Trần Đức đáp, nghe nói mỗi ngày em đều cử người đứng ở cửa quán ba chờ anh. Hạ Thiên Tuyết khẽ gật đầu, em hy vọng anh vừa đến thì mình sẽ biết được. Thực ra, lần này anh đến là để tạm biệt, sắp tới, anh sẽ đi xa một chuyến. Khi nào anh về? Hạ Thiên Tuyết không hỏi Trần Đức đi đâu, cũng không hỏi khi nào anh đi, cô ấy chỉ muốn biết bao giờ anh về. Chắc sẽ không lâu đâu, trong khoảng thời gian này trên người anh đã xảy ra một chuyện, nghe có vẻ rất lạ và không thể tưởng tượng được, em muốn nghe không? Trần Đức cười hỏi. Đương nhiên, Hạ Thiên Tuyết vui vẻ gật đầu, đây là lần đầu tiên Trần Đức chủ động chia sẻ chuyện của anh với mình. Anh đã nói với em về Côn Luân Hư rồi đúng không? Trần Đức bắt đầu kể những chuyện đã xảy ra từ khi tiến vào Côn Luân Hư một cách nhẹ nhàng bâng quơ cho Hạ Thiên Tuyết nghe. Mặc dù anh nói một cách vô cùng bình tĩnh và đơn giản, nhưng Hạ Thiên Tuyết vẫn có thể cảm nhận được sự chấn động lòng người của nó. Chỉ là, chẳng được bao lâu sau, Trần Đức còn chưa nói xong thì cô ấy đã ngủ thiếp đi. Lồng ngực của Trần Đức thật sự là quá thoải mái, Hạ Thiên Tuyết rất muốn nghe anh kể chuyện của mình, nhưng cô ấy cũng không muốn bỏ qua cơ hội được thiếp đi trong lòng anh. Cô gái này! Trần Đức khẽ lắc đầu, sau đó đặt cô ấy xuống, đắp chăn xong bèn yên lặng rời đi. Anh có rất ít thời gian, tối nay anh còn phải trở về thăm Tử Hàm. Giờ đã là 1-2 giờ sáng, trong khu biệt thự, Trần Đức đi đến trước biệt thự nhà mình, đang định đến gần thì chợt có hai bóng người chặn ngay trước mặt anh. Họ vốn định quát hai câu thì nhìn thấy dáng dấp của Trần Đức bèn vội vàng quỳ xuống, ra mắt cậu Trần. Hai người là, người của nhà họ Kỳ, Trần Đức hỏi. Đúng vậy. Một người trong đó đáp, chúng tôi ở đây để bảo vệ sự an toàn của chị dâu. Được, hai người vất vả rồi. Trước khi Trần Đức rời khỏi có dặn nhà họ Kỳ phải bảo vệ tốt những người có liên quan đến anh. Hiển nhiên, đối phương đã làm rất tốt ở mặt này. Làm phiền hai người rồi, đây là phần thưởng cho các anh. Trần Đức lấy hai viên thông mạch đan ra đưa cho hai người, họ lập tức vô cùng kích động. Cảm ơn cậu Trần. Trần Đức chào một tiếng rồi đi tiếp vào nhà. Bên trong căn biệt thự to lớn vẫn sáng lên ánh đèn. Trần Đức mở cửa, rõ ràng nhìn thấy trong phòng khách có một cô gái mặc bộ áo ngủ rộng thùng thình đang ôm laptop nghiêm túc làm việc, lâu lâu lại hớp một ngụm cà phê. Đó là Tống Ngữ Yên. Dáng vẻ nghiêm túc của cô ấy thật sự rất lạnh lùng cao quý động lòng người, có một cảm giác xa cách lạnh nhạt với mọi người. Đôi chân như được thượng đế tạo ra mập thêm một chút sẽ béo, ốm hơn lại có vẻ gầy, cực kỳ đẹp đang vắt chéo, trông còn thẳng hơn cả Hạ Thiên Tuyết. Nếu như Hạ Thiên Tuyết là một đóa hoa hồng xinh đẹp thì Tống Ngữ Yên chính là một bông hoa rành rành tỏa hương thơm ngát, thanh nhã, xuất trần. Bởi vì quá chăm chú nên Trần Đức đi đến sau lưng, cô ấy vẫn không phát hiện. Em chăm chú như vậy không sợ có người xấu xông tới cũng chẳng hay biết gì sao, Trần Đức đứng sau lưng cô ấy chợt hỏi. Bất ngờ là Tống Ngữ Yên cũng không có quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói, sợ cái gì, chẳng phải bên ngoài có người của anh canh giữ sao. Cô ấy vẫn không quay đầu lại mà chăm chú làm việc như hoàn toàn chẳng thèm để ý đến Trần Đức. Mãi đến khi giải quyết xong tài liệu trong tay, Tống Ngữ Yên mới quay đầu lại. Tống Ngữ Yên cứ ngỡ đã giấu kín tâm trạng của mình rất tốt, nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Trần Đức vẫn khiến cô ấy hơi ngẩn ngơ. Hình như Trần Đức càng đẹp trai và có thần hơn trước thì phải. Cũng chẳng biết có phải là ảo giác của mình không nữa. Nhịp tim của cô ấy bỗng đập thình thịch. Gương mặt không kiềm được hơi ửng đỏ. Sao anh về mà không báo một tiếng? Tử Hàm ngủ mất rồi. Gấp quá, Tử Hàm. Có lẽ lần này không có cơ hội chơi với con bé. Để anh lên xem con bé. Người Trần Đức nhớ mong nhất vẫn là Tử Hàm. Anh đi vào phòng cô bé, nhìn cô nhóc đang ngủ say, trong lòng chợt nổi lên một chút thương hại. Nếu cô bé biết anh trai mình đã chết thì sẽ thế nào? Trần Đức không dám nghĩ đến. Càng không dám nói chuyện này cho Tử Hàm. Ít nhất thì một cô bé 8-9 tuổi không nên gánh chịu cơn đau không phù hợp với lứa tuổi của mình. Trong khoảng thời gian này, con bé rất nhớ anh, thường xuyên hỏi em sao anh Bát Hoang chưa về, có phải là đi làm nhiệm vụ đặc biệt nào không, Tống Ngữ Yên đứng sau dịu dàng nói. Sau này, mong em hãy chăm sóc con bé nhiều hơn, mấy ngày nữa, anh sẽ đi một chuyến còn xa hơn, Trần Đức không quay đầu lại. Lấy chiếc điện thoại Nokia ra, chụp một bức ảnh của Tử Hàm. Vâng.
Tống Ngữ Hiên gật đầu, không có hỏi nhiều, dù Trần Đức là chồng cô ấy, nhưng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Tuy, cô ấy đã sớm yêu Trần Đức, nhưng Tống Ngữ Hiên không biết cảm giác của Trần Đức với mình là gì. Thế nên, cô ấy không dám thể hiện nhiều, có bao nhiêu tình yêu thì cũng chỉ biết chôn giấu trong đáy lòng. Đợi con bé tỉnh lại thì em nói cho nó anh đã từng trở về, đây là quà mà anh chuẩn bị cho con bé. Trần Đức lấy ra hai lá bùa hộ mệnh, cái này do anh Bảo Linh Lung chế ra để bảo vệ Tử Hàm vào giây phút nguy hiểm. Một cái khác là của em. Trần Đức đưa bùa hộ mệnh cho Tống Ngữ Hiên thì phát hiện trong đôi mắt to tròn của cô ấy phủ một tầng hơi nước, dường như sắp khóc. Em sao thế? Trần Đức khó hiểu hỏi. Không, không có gì, Tống Ngữ Hiên lau khóe mắt, nói em chỉ là vui vẻ, không ngờ anh còn nhớ mua quà cho em. Đương nhiên rồi, em là vợ của anh, sao có thể không mang quà cho em được, Trần Đức nói. Em chính là người vợ duy nhất trên pháp luật của anh mà, lẽ nào em quên rằng chúng ta đã kết hôn rồi sao? Tống Ngữ Hiên ngấn ra, một cảm giác khác thường chợt nổi lên trong lòng. Không ngờ, Trần Đức vẫn còn nhớ họ đã kết hôn. Cô ấy vốn tưởng rằng anh ấy đã quên chuyện này rồi chứ. Anh biết em là vợ anh, vậy sao anh vẫn cứ tôn trọng nhau như khách với em? Cuối cùng Tống Ngữ Hiên cũng không kiềm nổi sự khó hiểu trong lòng, mở miệng trách móc. Cô ấy hỏi xong, nước mắt rốt cuộc không nín được chảy xuống. Lần này như là vỡ đê, không tài nào dừng lại được, từng giọt không ngừng lăn dài trên má. Trần Đức hơi buồn bực, vụ gì đây, sao bỗng dưng lại khóc? Phụ nữ đều hay thay đổi như vậy hả? Đang lúc anh khó hiểu thì Tống Ngữ Hiên bỗng vươn tay ôm lấy mình, tựa đầu vào ngực anh nói, tên khốn. Em! Trần Đức ngớ người, dù anh đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng lúc này vẫn há hốc mồm, không hiểu ra sao. Em nói gì? Trần Đức ôm Tống Ngữ Hiên, sững sờ tại chỗ. Hừ, chuyện này còn cần người ta nói lần thứ hai sao? Tống Ngữ Hiên hừ lạnh, nước mặt lưng tròng, hết sức bực mình. Trên thực tế, đương nhiên Trần Đức nghe rất rõ là khác, anh kinh ngạc là vì không ngờ một cô gái trong sáng, trang nhã như Tống Ngữ Hiên lại chủ động đưa ra yêu cầu đó, khiến anh rộn ràng không thôi. Hơn nữa, anh còn nhớ trước khi đi Đại học Thương mại Vân Bắc, Tống Ngữ Hiên cũng từng chủ động như vậy một lần. Chỉ là, hai người làm đến bước cuối cùng thì Trần Đức lại ngừng. Lúc ấy, anh chần chừ là vì có rất nhiều công pháp, nhưng chỉ có băng tâm quyết là hợp với thể chất đặc biệt của cô ấy. Mà công pháp ấy, nếu quan hệ tình dục trước khi đến luyện khí kỳ thì sẽ làm tu luyện chậm lại rất nhiều. Ngữ Hiên, em cũng biết, tình huống của mình khá đặc biệt, chúng ta không thể, một, trong lòng Trần Đức xao xuyến không thôi, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Anh liếc mắt một cái là có thể nhận ra cảnh giới của Tống Ngữ Hiên, trước mặt cô ấy chỉ mới là đại tông sư, vẫn còn cách luyện khí kỳ một chút. Xin lỗi, bát hoang, em vô dụng quá, em mờ. Tống Ngữ Hiên hơi rũ đầu, úp mặt vào lòng anh. Lâu như vậy mới đến đại tông sư. Tống Ngữ Hiên vô cùng xấu hổ, từ nhỏ đến lớn, dưới sự bảo vệ của bổ, cô ấy làm cái gì cũng muốn đạt được kết quả tốt nhất, hơn nữa, còn có tư chất kinh người ở rất nhiều mặt. Chỉ cần cô ấy muốn thì trên đời này không gì là chẳng làm được. Nhưng ở khía cạnh tu võ lại khiến Tống Ngữ Hiên cảm thấy cực kỳ khó khăn, cô ấy đã rất cố gắng, song vẫn không thể đuổi kịp bước chân của Trần Đức. Cô ấy lo cứ thì ép tục như vậy thì sẽ hoàn toàn mất đi Trần Đức, nên dù không tu hành, Tống Ngữ Hiên cũng muốn có được Trần Đức, làm người phụ nữ của anh. Gì mà vô dụng chứ, em nói bậy gì đó. Em đã rất giỏi rồi, có biết bao nhiêu người cả đời cũng không đạt tới được Đại Tông Sư, nhưng em mới tu luyện bao lâu, Trần Đức nói. Đừng xem nhẹ mình được không? Em thử tìm hiểu đám người tu võ từ nhỏ mà xem, không chừng còn chẳng bằng em nữa đó. Và lại, băng tâm quyết càng về sau sẽ càng lợi hại. Trần Đức cũng không phải chỉ là đang an ủi cô ấy, mà là nói thật. Giai đoạn trước, băng tâm quyết sẽ rất chậm, Tống Ngữ Hiên có thể trở thành đại tổng sư trong thời gian ngắn như vậy đã vô cùng giỏi rồi. Thật không, Tống Ngữ Hiên mở to đôi mắt đẫm nước nhìn chằm chằm Trần Đức. Thật, Trần Đức gật đầu một cách chắc chắn, anh lừa em thì được gì? Vâng, có được sự đảm bảo từ Trần Đức. Trong lòng có Tống Ngữ Hiên không khỏi hơi vui vẻ giống như một cô bé được khen ngợi. Ban đêm, hai người ngủ trên một chiếc giường, nói đôi câu âu yếm, ngoài bước cuối cùng ra thì cái gì cần làm Trần Đức cũng đã làm hết. Sáng sớm hôm sau, Trần Đức không có đánh thức Tử Hàm, tạm biệt Tống Ngữ Hiên xong bèn đi theo Hình Tông Đài đến mộ của Sử gia.
Cậu Hoang, nơi này tên là núi Đại Hoang, ông lão này có quá nhiều tội nghiệt. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức thì vẫn chỉ có thể chôn ở trên núi này, chứ không thể mang ra ngoài, Hình Tông Đài bình tĩnh nói ỉ. Nghe nói trước khi ông ta mất thì rất bình tĩnh, dù đến chết cũng không lộ ra chút đau đớn nào. Hình Tông Đài và Trần Đức đã ra khỏi trung tâm thành phố Tần, đi đến một vùng nông thôn hẻo lánh, cực kỳ khó khăn. Núi Đại Hoang gần như là nơi nghèo nhất trong phạm vi 30 km của thành phố Tần, hình như nhà cũ của Đàm Thu cũng ở chỗ này. Trước mặt Trần Bát Hoang là một ngôi mộ, nó không có bia, cũng chẳng có ghi chú, càng không ai đến cúng bái. Trước phần mộ rậm rạp một mảnh, Trần Đức thắp cho Sửu Gia ba cây hương, đốt tiền giấy, cuối cùng còn đốt pháo. Thoáng chốc, trước ngôi mộ hương khói lượn lờ, không ngừng vang lên tiếng pháp nổ đi đùng, mãi một lúc lẩu sau mới biến mất. Sửu Gia, giờ phút này, Trần Đức quỳ xuống, anh không, lạy đất, lạy trời, nhưng Sửu Gia là người có ơn cứu mạng, ơn tái sinh làm người, đáng giá để anh quỳ. Trần Đức cung kính quỳ trước phần mộ. Chẳng nói chẳng rằng chỉ lắng lặng quỳ ở đó, mọi lời nói đều được anh thầm niệm trong lòng. Anh có ngày hôm nay thì phải kế đến cõng của Sửu Gia. Không có Sửu Gia thì e rằng giờ Trần Đức vẫn là một tên tàn phế. Đáng tiếc, đến giờ anh vẫn không biết được tên thật của Sửu Gia. Dù muốn lập bia cho ông ấy, nhưng cũng không biết nên viết tên gì. Thấy không, theo thông tin thì nơi đó, chính là phần mộ của ông già kia. Đúng lúc này bỗng có một giọng nói ngả ngớn truyền đến. Cách đó hơn 40-50 mét có bốn bóng người, ba nam một nữ đang nhìn họ. Người đi đầu là một người đàn ông trung niên khoảng 30-40 tuổi, trong ngực ôm một người phụ nữ. Hai bên trái phải ông ta còn đứng hai người trông cực kỳ cao to vạm vỡ, chỉ liếc mắt một cái thôi cũng biết cỏ luyện võ, mà ít nhất cũng là cấp. Vâng, trán của họ hơi hao hao người đàn ông trung niên kia nên chắc là anh em. Ba gã đàn ông lần lượt từ trái sang phải là Sở Hoài Vũ, Sở Thiên Phàm, Sở Hoài Tâm. Người nói chuyện chính là Sở Thiên Phàm đang đứng giữa, hắn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Sở ở Hoa Hạ, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ sáng lấp lánh, cả người toàn là hành hiệu, ít nhất cũng phải trị giá vài triệu tệ. Sở Hoài Tâm cười lạnh nói, ha ha, còn tưởng Giang lão khốn kia sẽ phơi thây hoang dã, ai ngờ có mộ thật. Lẽ nào? Bất ngờ nhất không phải là có người tới viếng mộ cho ông ta à? Một, Sở Hoài Vũ cười nhạt nói. Ba người vừa nói vừa đi về phía này. Họ đi đến trước phần mộ, trực tiếp làm lơ Hình Tông Đài và Trần Đức. Sở Thiên Phàm đạp lên phần mộ, rồi bắt đầu nấu cháo lưỡi với cô gái trong ngực. Mà hai người anh em của Hân lại lấy điện thoại ra, chẳng kiêng dè gì bắt đầu quay video, chụp ảnh. Trần Đức vẫn còn quỳ trước mộ, nhưng trong mắt anh đã lóe lên sát khí ngút trời. Các người là ai? Mau bước xuống. Hình Tông Đài thấy mấy người đó ngông cuồng như vậy, nhíu mày, giọng điệu gần như là ra lệnh nói. Nơi này, không phải là chỗ mà các người có thể quậy phá. Ông là cái thá gì mà dám nói chuyện như vậy với anh Phàm? Sở Hoài Tâm cất điện thoại đi hỏi. Hắn ta chẳng chút do dự đến gần Hình Tông Đài, dáng người 1m8 của hắn ta trông còn to con hơn Hình Tông Đài một chút, kiêu ngạo hiếp người. Tay Hình Tông Đài đã đặt lên cây súng bên hông, lạnh lùng nhắc nhở tôi. Đô đốc thành phố Tần, Hình Tông Đài. Đô đốc thành phố Tân. Mấy chữ này vừa được nói ra, Sở Hoài Tâm khẽ ngây ra, rõ ràng là không ngờ lai lịch của người đàn ông trung niên trước mặt lại lớn như vậy. Thống soái thành phố Tân tương đương với đại quan tướng soái thời cổ đại, thống trị một phương. Thân phận này quá mức cách biệt, khủng khiếp. Nhưng, Sở Hoài Tâm cũng chỉ khẽ ngây ra mà thôi. Chưa đầy 5 giây, Hân ta đã cười. Tôi tướng là ai mà lại kiêu ngạo như vậy, còn mang theo súng bên người, hóa ra là nhân vật cấp thống soái, cơ mà ha ha. Sở Hoài Tâm cười hết sức đắc ý, chức vị này mang ra hù dọa người khác còn được, nhưng, có thể hù dọa được nhà họ Sở ở Hoa Hạ chúng tôi sao? Mấy chữ nhà họ Sở ở Hoa Hạ vừa được nói ra, Hình Tông Đài không khỏi khẽ sửng sốt, trên mặt ông lập tức lộ ra vẻ hết sức thận trọng. Cao mày hỏi các người là người nhà họ Sở. Khóe miệng Sở Hoài Tâm khẽ nhếch lên, lạnh lùng chỉ vào Sở Thiên Phàm, đúng vậy, chính là nhà họ Sở, người này là người nhà họ Sở, Sở Thiên Phàm. Từ đầu đến cuối, Sở Thiên Phàm không ngừng ôm hôn người phụ nữ, không biết từ lúc nào, hai tay. Hân đã di chuyển đến ngực người phụ nữ. Trần Đức đứng dậy, tạm thời không lên tiếng, cũng không trực tiếp ra tay, bởi vì
anh muốn biết những người này rốt cuộc có lai lịch gì, nhà họ Sở ở Hoa Hạ, có quan hệ gì với Sửu gia, lúc trước anh rõ ràng nghe thấy mấy người bàn tán về Sửu gia. Thế lực nhà họ Sở ở Hoa Hạ quả thực lớn, 36 gia tộc địa sát thường không quan tâm đến thế tục, trong giới thế tục, địa bàn của nhà họ Sở các người là lớn nhất, tiền của nhiều nhất, thế nhưng... Ngay lập tức, Hình Tông Đài rút súng từ thắt lưng ra, nhanh chóng chĩa thẳng vào trán Sở Hoài Tâm, bất luận xuất thân của các người là gì, hôm nay phải cút, bằng không, các người sẽ chết. Giọng nói của Hình Tông Đài rất lớn, giống như đang huấn luyện binh lính trong doanh trại quân đội, gầm lên ra lệnh. Tuy nhiên, Sở Thiên Phàm và cả Sở Hoài Vũ, chỉ khẽ liếc nhìn ông một cái, hoàn toàn không thèm để ý đến ông. Với thế lực của nhà họ Sở, trừ khi một vài nhân vật cốt cán của Hoa Hạ đứng trên cả thống soái có mặt, bằng không, căn bản không động được đến bọn chúng. Ông chỉ là một thống soái thành phố tan nhỏ nhoi, tính là cái thá gì chứ? Sở Hoài Tâm không chút sợ hãi, ngược lại cười càng thêm sán lạn, nào, ông bắn thử xem, tôi là võ giả, cũng rất muốn biết khẩu súng này của ông có thể bắn chết tôi được không? Ồ, đúng rồi, sợ rằng đám phàm phu tục tử các người còn không biết võ giả là gì đi. Có điều, cũng không sao cả, tôi cũng... Bằng! Sở Hoài Tâm còn chưa nói xong, bỗng một tiếng súng đột ngột vang lên. Cỏ cây xung quanh khẽ động, họng súng của Hình Tông Đài tỏa ra làn khói đen nhàn nhạt, lại thấy trên mặt đất, Sở Hoài Tâm ngã trong vũng máu, hai mặt mở to, chết không nhầm mắt. Tôi cũng muốn thử xem khẩu súng đã qua cải tiến này có thể giết chết võ giả hay không. Hình Tông Đài chậm rãi cất súng đi, lạnh lùng nhìn thi thể trên mặt đất, mặt không biếu cảm nói, kết quả rất rõ ràng, khẩu súng này có thể giết chết. Sở Hoài Vũ sững sờ, sắc mặt tái nhợt, Sở Thiên Phàm nhíu chặt mày, người phụ nữ bên cạnh hắn sợ tới mức ôm chặt lấy hắn, cơ thể yêu kiều run rẩy. Không gian, một mảng yên tĩnh. Bọn chúng không ngờ Hình Tông Đài vậy mà lại thực sự nổ súng, hơn nữa còn nổ súng vô cùng dứt khoát. Không chút do dự. Sở Hoài Vũ, Sở Thiên Phàm cực kỳ bất ngờ. Trần Đức lại không chút ngạc nhiên, bởi vì, ông ấy là Hình Tông Đài. Một người lính thực thụ bước ra từ chiến trường. Mặc dù, bình thường ông rất hòa nhã, tôn trọng, nghe lời Trần Đức, nhưng bất cứ ai quen biết Hình Tông Đài đều biết, ông là một người cực kỳ quyết đoán, lão luyện, đồng thời rất nhạy bén. Ông chính là chính nghĩa ở Hoa Hạ. Sở Hoài Tâm dám sỉ nhục thống soái là ông, thì chính là đang sỉ nhục Hoa Hạ, sỉ nhục các quan. Chức của Hoa Hạ. Sỉ nhục người Hoa Hạ, phải chết. Đáng tiếc. Đạn đã qua cải tiến chỉ mang theo có một viên, bằng không, tôi sẽ tặng thêm cho cậu vài viên nữa, Hình Tông Đài nhàn nhạt nói với thi thể của Sở Hoài Tâm. Ông không chút che giấu về tình hình đạn dược, không có nó, Trần Bát Hoang ở đây, ông không cần phải che giấu. Vốn dĩ, Sở Hoài Vũ còn có chút kiêng dè khẩu súng đó của Hình Tông Đài, vừa nghe nói ông không còn đạn, lập tức hung ác nói, Hình Tông Đài, con mẹ nó ông dám giết em trai tôi. Đúng vậy. Tôi chính là dám giết, sao nào, cậu muốn cắn tôi, Hình Tông Đào ồ không chút sợ hãi. Thứ nhất, Trần Đức đang ở bên cạnh, thứ hai, dưới sự giúp đỡ của Trần Đức, Hình Tông Đài sớm đã trở thành một võ giả, cuối cùng, Sở Hoài Vũ không dám động đến ông. Bởi vì ông là thống soái của thành phố Tan, nếu ông chết, Hoa Hạ sẽ không bỏ qua cho nhà họ Sở, đến lúc đó, nhà họ Sở dù không chết cũng thương gân động cốt, tổn thất nặng nề. Sở Hoài Vũ nhất thời không nói nên lời, hẳn ta hoàn toàn không ngờ Hoa Hạ lại có một thống soái như vậy, những thống soái từng gặp trước, làm gì có ai không khách sáo với nhà họ Sở chứ. Hình Tông Đài ông được lắm, ông cho rằng chúng tôi không dám động đến ông, phải không? Cuối cùng, Sở Thiên Phàm giãn theo người phụ nữ, từ ngôi mộ bước xuống, làm cho nói, quả thực không tệ, chúng tôi không thể động đến ông, nhưng, hắn ta thì thế nào? Sở Thiên Phàm giơ tay. Chỉ vào mũi Trần Đức, tôi thấy ông vẫn luôn đứng bên cạnh tên nhãi này, hắn ta nhất định rất quan trọng với ông phải không? Đáng tiếc, hắn ta không phải là thống soái của thành phố Tân. Ồ, đối với việc này Hình Tông Đài tỉnh bơ, lười quan tâm đến hắn. Chọc đến tôi có thế sống, chọc đến Trần Bát Hoang. Ha ha, Hình Tông Đài im lặng, Sở Thiên Phàm lại cho. Rằng bản thản đã nắm được thóp người trước mặt. Ngay lập tức đi đến trước mặt Trần Đức, thằng nhãi, vốn dĩ tao đây không thích giết người, là muốn đưa mày về làm nô lệ, nhưng bây giờ, em họ của tao đã chết, tao thấy mày phải đi xuống đó bầu bạn cùng cậu ta. Trần Đức khẽ gật đầu, giống như chấp nhận số phận,
trước khi chết, tôi muốn hỏi anh, ngôi mộ này có quan hệ gì với các người? Các người đến đây làm gì? Mày nói ông già này, nói cho mày biết cũng không sao, ông ta là người nhà họ Sở tao, đáng lẽ là người thừa kế đời trước của nhà họ Sở, nhưng đáng tiếc, tranh giành phụ nữ, tranh giành địa vị với bố tao, cuối cùng ông ta thua, bị đuổi đi, nói đơn giản. Sở Thiên Phàm dừng lại, hướng đến ngôi mộ nói, ông ta chính là một con chó hoang, không có tư cách được cho vào phần mộ tổ tiên nhà họ Sở, thậm chí không xứng có một ngôi mộ. Vừa rồi tao thấy mày quỳ chân thành như vậy, mày với con chó giả Sở Thế Long này có quan hệ gì? Sở Thiên Phàm hỏi. Hóa ra tên thật của Sửu gia là Sở Thế Long. Tôi là bạn vong niên của ông ấy, cũng coi như là đệ tử của ông ấy. Lặng lẽ ghi nhớ ba chữ Sở Thế Long, Trần Đức lên tiếng, trong giọng nói không có một chút dao động, giống như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường. Trong đầu không khỏi nghĩ đến hồi đó sống chung với Sửu gia trong tù, ông ấy từng ngạo nhiên nói qua, nói đời này ông ấy nghiên cứu y thuật, bởi vì hại quá nhiều người, chết cũng chưa đền hết tội. Đời này không có nguyện vọng gì, chỉ mong sau khi chết có thể được an táng trong phần mộ tổ tiên, chôn cùng một chỗ với tổ tiên. Khi đó Trần Đức đã gặng hỏi tổ tiên của ông ấy là ai, ở đâu, nhưng Sửu gia lại sống chết không chịu nói. Chưa từng nghĩ lại là nhà họ Sở, gia tộc hiển hách danh tiếng lẫy lừng như vậy. Đệ tử, không ngờ con chó già đó cũng có đệ tử, Sở Thiên Phàm nghiền ngầm cười nói. Vậy mày càng phải chết, càng nên chết rồi. Anh mở mồm ra là nói con chó già, tôi ỉ muốn hỏi đột nhiên, Trần Đức nhướng mày nhìn chằm chằm Sở Thiên Phàm, ông ấy là anh em của bố anh, ông ấy là con chó già, vậy bố anh là gì, cũng là chó sao? Nói như vậy, anh há chẳng phải là con của chó sao? Trần Đức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã thu lại dáng vẻ tươi cười, sắc mặt dần trở nên khó coi của Sở Thiên Phàm, nhàn nhạt nói, con của chó, nể tình anh cũng coi như là con cháu của Sửu gia, quỳ xuống. Dập đầu 100 cái, tôi sẽ tha cho cái mạng chó của anh. Trần Đức sẽ luôn ghi nhớ đại ân đại đức của Sửu gia, đương nhiên sẽ không tùy tiện giết chết con cháu của ông ấy. Anh bằng lòng cho Sở Thiên Phàm một cơ hội dập đầu chuộc tội. Sắc mặt của Sở Thiên Phàm đã trở nên vô cùng khó coi. Con của chó, lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám gọi ỷ hân như vậy. Cả hoa hạ có bao nhiêu người nhìn thấy hắn mà không phải cung cung kính kính gọi một tiếng xếp Sở, cậu chủ Sở, anh Sở chứ. Mấy ông lớn đó còn vô cùng tôn trọng hẳn, mà hõm nay lại bị một tên ngông cuồng mắng mỏ. Ha ha! Sở Thiên Phàm tức giận đến mức bật cười, xem ra, những kẻ thấp kém suy cho cùng vẫn là những kẻ tầm thường, đến giờ vẫn còn không hiểu thế lực của nhà họ Sở chúng tao lớn như nào. Sở Thiên Phàm từ trên người lẩy ra một hộp xì gà, rút ra một điếu. Từ từ châm lửa, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhả ra một làn khói dày, tùy tiện nói, suy cho cùng, chung quy mày thuộc tầng lớp thấp nhất, người của tầng lớp thấp nhất thì làm sao mà biết được cuộc sống của những nhân sĩ thượng lưu như chúng tao. Tao không có hứng thú nói nhảm với mày, nếu mày là đệ tử của con chó giả Sở Thế Long đó, vậy sẽ cho mày đợi một lúc nữa rồi chết, nhìn chúng tao san bằng, đào, quật xác ông ta. Sở Hoài Vũ, còn chờ gì nữa, làm đi. Sở Thiên Phàm lại phớt lờ Trần Đức, nói với Sở Hoài Vũ. Hắn muốn giết Trần Bát Hoang, nhưng không phải là bây giờ, bởi vì, hắn muốn để Trần Bát Hoang cảm thấy sợ hãi, cảm nhận được sức mạnh của nhà họ Sở. Vâng. Sở Hoài Vũ đến trước mộ, khởi động tay chân, đối với cấp đại sư như hắn ta mà nói, việc san bằng. Một ngôi mộ không khó. Hai bắp tay căng phồng lên, dồn chút sức lực trên người xuống hai chân, sau đó nhấc một chân lên. Đạp lên mộ của Sửu gia. Chỉ là, một giây sau, chân của hắn ta còn chưa đáp xuống, Hình Tông Đài bất ngờ ra tay, nắm lấy cánh tay của hắn ta, Sở Hoài Vũ vẫn chưa định thần lại, Hình Tông Đài đã tung một đòn ném ngã qua vai Tiêu Chuẩn. Sở Hoài Vũ bị quăng ra ngoài, đau đến nhe răng trợn mặt, vẻ mặt kinh hãi chằm chằm Hình Tông Đài, ông cũng là, võ giả. Đúng vậy, họ Hình tồi bất tài, cũng là võ giả cấp đại sư. Hình Tông Đài nhàn nhạt nói. Mặc dù đều là đại sư, nhưng lợi hại hơn cậu một chút. Nhìn xem, đây là lời của người nói sao? Sở Hoài Vũ tức đến mức sắc mặt xanh đen, muốn nói vài câu, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ có thể nhìn Sở Thiên Phàm, anh Phàm. Sở Thiên Phàm duỗi một tay kéo hân ta dậy. Chẳng trách tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể làm thống soái, hóa ra là võ giả.
có điều tiếc là quá yếu. Vừa dứt lời, Sở Thiên Phàm đột nhiên tung một chưởng đánh vào ngực Hình Tông Đài, ngay lập tức, Hình Tông Đài lùi lại cách đó 7-8 bước, sắc mặt trở nên tái mét, mà Sở Thiên Phàm lại rất thoải mái, giống như một chưởng đó không hề dùng sức, nhìn thẳng vào Hình Tông Đài, uy hiếp nói, nếu ông còn dám ra tay một lần nữa, cho dù bị Hoa Hạ truy cứu, tôi cũng sẽ giết ông, hiểu chưa? Wow, anh Sở thật lợi hại, người phụ nữ bên cạnh nịnh nọt vỗ tay tán thưởng. Sở Thiên Phàm nở một nụ cười đắc ý, không đợi Hình Tông Đài trả lời, hắn xoay người lại, đối diện với Mộ Sử Gia. Lần này, hắn chuẩn bị đích thân ra tay. Sau đó, tập hợp sức mạnh vào nắm tay, giây tiếp theo, tung ra một cú đấm. Ầm, một âm thanh bức bối truyền đến, biểu cảm trên mặt Sở Thiên Phàm đột nhiên cứng lại. Nắm đấm của hắn đã bị chặn lại. Bị đệ tử của con chó già một tay chặn lại. Hơn nữa, người đó còn vô cùng nhẹ nhõm, thoải mái. Làm sao có thể? Sở Thiên Phàm hắn là một võ giả cấp tông sư. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, giống như nhìn thấy một đứa bé đột nhiên nhấc một quả tạ nặng mấy trăm cân, loại kinh ngạc đó không cần nói cũng có thể tưởng tượng được. Những lời tôi vừa nói, nếu anh không nghe thấy, thì đế tôi dì úp anh, nhìn chằm chằm đến khuôn mặt kinh ngạc đến sững sờ của Sở Thiên Phàm, Trần Đức lại cực kỳ bình tĩnh. Nói xong, một bàn tay rơi xuống bả vai Sở Thiên Phàm, cùng lúc đó, ầm một tiếng Sở Thiên Phàm quỳ gối xuống đất. Hai đầu gối khuỵu trong bùn đất, trán và trồ huyệt thái dương của hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn cố gắng đứng dậy, nhưng, bàn tay đó giống như một ngọn núi lớn đè nặng trên người hân. Khiến hắn khó thở. Lúc này, hắn không có thời gian để kinh ngạc, sợ hãi nữa, mà dốc hết sức lực để lay chuyến cổ sức mạnh đó. Nhưng, cũng chẳng có ích gì, mọi thứ đều vô ích, khoảng cách giữa hắn và Trần Đức lớn đến mức nào. Bất luận dùng bao nhiêu sức mạnh cũng không có cách nào chống đỡ được bàn tay đó. Cứu, cứu tôi, Sở Thiên Phàm cân chặt răng, trong con người hiện lên vô số tia máu, khó khăn cầu cứu Sở Hoài Vũ. Thằng nhãi, mày đang làm cái gì vậy? Buông anh Phàm ra, Sở Hoài Vũ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rút một con dao găm từ trong người ra, vung về phía Trần Đức. Cút! Trần Đức trầm giọng quát lên một tiếng, đột nhiên, Sở Hoài Vũ giống như bị sét đánh. Dao găm rơi ra, quỳ thẳng đờ xuống. Sau đó, thất khiếu chảy máu, cơ thể siêu vẹo, ngã xuống đất co giật, như thể sống không bằng chết. Thất khiếu, gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. A, à, người phụ nữ đó nhìn thấy cảnh này, bị dọa đến mức thất kinh, bỏ lại Sở Thiên Phàm, bỏ chạy đầu cũng không ngoảnh lại. Đầu, tự anh dập hay đế tôi giúp anh, Trần Đức sửng dưng nhìn đến Sở Thiên Phàm, hỏi. Tôi tự mình. Đến bây giờ, Sở Thiên Phàm sao có thể không biết Trần Đức mạnh đến mức nào chứ? Với tình hình hiện tại, ít nhất là một đại tông sư. Hắn xác chắn không phải là đối thủ. Nếu phản kháng, chờ đợi hắn chỉ có con đường chết. Sau đó, hắn đã dập đầu lại, 100 cái. Không thiếu một cái nào. Mỗi một cái đều dập rất mạnh, đến lúc hắn dừng lại, trán đã khác hắn, mơ hồ một mảng. Tôi cúi đầu xong rồi, Sở Thiên Phàm run như cầy sấy nhìn Trần Đức, cẩn thận dè dặt nói, có thể thả tôi đi không? Bố Tó ỉ đang ở thành phố Tân, nếu tôi lẩu không trở lại, ông ấy nhất định sẽ tới đây tìm tôi. Bên cạnh bố tôi có một võ giả luyện khí kỳ, nếu bị ông ấy phát hiện cậu ra tay với tôi, cậu nhất định sẽ rất thảm. Ồ, anh đang dùng bố anh để đe dọa tôi, Trần Đức hỏi. Không, cậu đừng hiểu lầm tôi là đang nhắc nhở, Sở Thiên Phàm mồ hôi đổ xuống như mưa, dùng mình một cái, hiện tại bố hắn vẫn chưa đến, nếu như quá ngạo mạn, nói không chừng người trước mặt sẽ thật sự giết hân. Hắn không dám mạo hiểm, khiêm tốn, nhất định phải khiêm tốn. Ít nhất, trước khi gặp được bố hắn, nhất định phải khiêm tốn. Trần Đức khẽ cười, nếu bố hắn đã ở thành phố Tần, vậy thì, rất tốt. Anh cũng muốn xem người năm đó đuổi Sử Gia ra khỏi cửa rốt cuộc là người như thế nào. Ngay lập tức, cưỡng ép lấy điện thoại từ trên người Sở Thiên Phàm ra, nhanh, mở khóa. Sở Thiên Phàm không hiểu Trần Đức định làm cái gì, hắn ngoan ngoãn dùng vân tay mở khóa, Trần Đức mở danh bạ, tìm được số điện thoại được ghi chú là bố, sau đó bấm gọi đi. Alo, Phàm, có chuyện gì sao, rất nhanh, một. Giọng nói cưng chiều. Có chút hơi già truyền đến từ phía đầu dây bên kia.
Lão già, con trai ông đang ả trong tay tôi, hiện tại chúng tôi đang ở núi Đại Hoang, muốn gặp hắn, thì đến đây. Trần Đức lạnh nhạt nói xong, không đợi đối phương trả lời, cúp luôn điện thoại. Răng rắc, Trần Đức không chỉ cúp điện thoại mà còn bóp nát chiếc điện thoại thành một nắm sắt vụn ngay tại chỗ, rồi ném sang một bên. Trong lòng Sở Thiên Phàm vui mừng khôn xiết, hẳn không ngờ Trần Đức lại to gan đến vậy, dám gọi điện thoại cho bố mình, đây không phải là tự tìm cái chết sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, thì bố hắn nhất định sẽ đến, bởi vì Sở Thế Cuồng chỉ có một người con trai duy nhất, đó chính là Sở Thiên Phàm hẳn. Thành phố Tân. Sở Thế Cuồng vốn đang vui vẻ với những người đẹp trong vùng được đưa về với giá cao trong một căn phòng hạng sang cấp 5 sao. Cuộc điện thoại bất ngờ khiến ông ta trở tay không kịp, muốn gọi lại, nhưng căn bản không thể gọi được. Gọi cho Sở Hoài Vũ, Sở Hoài Tâm cũng không có ai trả lời. Lẽ nào thật sự đã xảy ra chuyện rồi, trong lòng Sở Thế Cuồng trùng xuống, mí mắt đột nhiên giật lên, mẹ kiếp, ông đây muốn xem là kẻ nào dám động vào con trai của Sở Thế Cuồng ông. Sau đó, Sở Thế Cuồng mặc quần áo vào, gọi một ông già đến, chạy đến thôn Đại Hoàng. Anh Cuồng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại cuống cuồng như vậy, ông già điềm tĩnh, làm ra vẻ tai to mặt lớn, xưng anh xưng em với Sở Thế Cuồng. Thiên Phàm có thể đã bị bắt cóc, Sở Thế Cuồng nghiêm nghị nói, Thiên Phàm vốn là võ giả cấp tông sư, thực lực của kẻ bắt nó có lẽ không thấp, lát nữa nếu có tình huống đặc biệt, xin hội trưởng Đường ra tay giúp đó. Anh yên tâm. Ông già đã tính trước kỹ càng, tự tin quá mức nói, Đường hiến sinh tôi cũng muốn xem, ở tỉnh Hoa Bắc của tôi, còn có kẻ dám động đến con trai nhà họ Sở. Người này không phải ai khác chính là hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc, Đường hiến sinh. Sau khi Hàn Huyền Tông qua đời, ông ta từ phó hội trưởng một bước trở thành hội trưởng, tài nguyên tu võ nhiều hơn gấp mấy chục lần so với trước đây. Chỉ trong 1-2 tháng ngắn ngủi. Thực lực của ông ta đã đạt tới giai đoạn đầu tiên của luyện khí kỳ, ngưng khí kỳ. Trong đó, ngoài việc tài nguyên được gia tăng, không tránh khỏi việc trước đây Trần Đức hướng dần trí dạy cho ông ta lúc rảnh rỗi. Ông ta tự đánh giá, chỉ cần 36 gia tộc địa sát không ra mặt, thì trước mắt không có đối thủ. Vậy thì phiền hội trưởng Đường rồi, có hội trưởng Đường giúp đỡ, loại chuyện vặt vãnh này sẽ không thành vấn đề, Sở Thế Cuồng cười lấy lòng nói, sau khi sự việc được giải quyết. Tôi sẽ gửi chi phiếu 10 triệu tới nhà anh, coi như là chi phí đi lại cho chuyến đi này. Anh Sở quả nhiên hào phóng, Đường hiển sinh lại tỏ rõ thái độ, anh Sở yên tâm, người của 36 gia tộc địa sát gần đây không có nhãn vật quan. Trọng nào đến thành phố Tan, chắc hẳn là tên tự tu luyện nào đó tự cho mình có chút bản lĩnh mà thôi, tới lúc đó tôi sẽ giúp anh giải quyết. Như vậy thì tốt quá. Sở Thế Cuồng hài lòng gật đầu. Có Đường hiển sinh phụ trách ông ta còn phải lo lắng gì nữa chứ? Một cây cổ thụ như này, cho dù là người của 36 gia tộc địa sát đến, cũng phải nể mặt ông ta vài phần. 10 phút sau, một chiếc Land Rover mang biến số Sở A99999 ngang tàng chạy trên con đường lầy lội, băng qua cánh đồng của nông dân, chạy về phía bên này. Bố tao đến rồi, nhìn thấy biến số xe Land Rover, Sở Thiên Phàm lập tức hưng phấn, ánh mắt trở nên độc ác. Thằng nhãi, nhìn thấy chưa, đó là xe của bố tao, tao đã nhắc nhở mày, nếu ông ấy đích thản đến, mày sẽ chết rất thảm. Bố, bên này, còn ở bên này, Sở Thiên Phàm vẫy tay về phía chiếc Land Rover, hẳn vốn đang quỳ, giống như tìm được chỗ dựa vững chắc, chạy về phía chiếc xe Land Rover. Trần Đức không thèm quan tâm đến hẳn, quay lưng về phía chiếc xe Land Rover, quay mặt về phía mộ của Sửu gia, thầm nói trong lòng. Sửu gia. Nguyện vọng mà ông chưa hoàn thành, tôi sẽ hoàn thành giúp ông, tôi nhất định sẽ cho chôn cất ông với tổ tiên của ông, nhất định. Ầm ầm, tiếng động cơ Land Rover vang lên ầm ầm, chưa đến 3 phút, đã đến phía sau Trần Đức, sau đó dừng lại. Tài xế xuống xe mở cửa cho Sở Thế Cuồng. Sở Thế Cuồng từ trên xe đi xuống, thấy Sở Hoài Vũ co giật, và Sở Hoài Tâm chết không thể chết thêm được nữa, trong lòng trùng xuống, trầm giọng quát nói. Tiếu Phàm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai dám đánh con cháu nhà họ Sở chúng ta bị thương. Bố ơi, bố nhất định phải làm chủ cho con đến đây đào mộ quật xác theo chỉ thị của bố, nhưng... Gặp phải thống soái thành phố Tần và tên nhãi đó, hắn ta là đệ tử của con chó già, bọn họ không chỉ giết Hoài Tâm, còn đánh Hoài Vũ bị thương, bắt con dập đầu trước lão già đó, Sở Thiên Phàm hầm hầm nói. Bố ơi,
giúp con giết tên nhãi đó đi, con phải dùng thịt của hắn ta gói sủi cảo. Hừ, con yên tâm, bố và chú Đường nhất định làm chủ cho con, Sở Thế Cuồng lạnh lùng hừ một cái, ánh mắt trở nên cực kỳ dữ tợn, dám đánh con cháu nhà họ Sở ông ta bị thương, động vào con trai ông ta, đúng là muốn chết mà. Không chỉ có bố cháu chống lưng cho cháu, còn có chú nữa, Đường Hiến Sinh từ từ nói, chú cũng muốn xem, rốt cuộc là ai dám ngang ngược ở tỉnh Hoa Bắc, địa bàn của Đường Hiến Sinh này. Đường Hiến Sinh nở nụ cười tràn đầy tự tin, cùng Sở Thế Cuồng đi về phía hai người Trần Đức, Hình Tông Đài. Đột nhiên, trong lòng Đường Hiến Sinh giật thót, bóng hình trước mộ đó, sao mà quen mất thế? Chẳng lẽ đã từng thấy ở đâu đó? Đường Hiến Sinh cau chặt mày. Sắc mặt thay đổi, trong đầu hiện lẻn một khuôn mặt trẻ anh tuấn góc cạnh. Trần Bát Hoang. Khuôn mặt đó bỗng khiến ông ta lạnh run, yết hầu cuộn lên, cơ thể như bùn đất bị đổ nước, không. Nhúc nhích, ngấn người nhìn bóng hình đó. Chỉ với bóng lưng đó, ông ta đã nhận ra người đó là ai. Bởi vì, bóng hình đó sớm đã khắc sâu vào trong lòng ông ta, cả đời ông ta sẽ không quên. Sở Thế Cuồng không chú ý đến sự thay đổi của Đường Hiến Sinh, ông ta đảo nhìn Hình Tông Đài một cái, sau đó lại chuyển ánh mắt sang Trần Đức. Nhãi con, mày dám đánh người của nhà họ Sở tao bị thương, ai cho mày tim gấu gan hùm thế hả? Trước mộ, Trần Đức lấy lại tinh thần. Ánh mắt anh lướt nhìn Sở Thế Cuồng, Đường Hiến Sinh. Khi nhìn thấy Đường Hiến Sinh, rõ ràng có chút bất ngờ, anh lại không ngờ cao thủ luyện khí kỳ mà Sở Thiên Phàm nói lại là ông già Đường Hiến Sinh. Bị ánh mắt Trần Đức lướt đến, Đường Hiến Sinh sởn góc gáy nổi da gà, mồ hôi bất giác tràn ra từ lỗ chân lông, sau đó ướt sũng một mảng. Đúng thế, là tôi động vào con trai ông, Trần Đức hào sảng thừa nhận ông. Là em trai của Sửu gia. Sửu gia. Sở Thế Cuồng liền ngẩn người, sau đó cười lạnh lùng nói, cũng phải, con trỏ chết đó xấu đến mức trời oán người giận, được gọi là Sửu gia cũng lẻ lẽ dĩ nhiên. Tôi chính là em trai của ông ta. Làm sao, cậu muốn báo thù cho thầy của cậu phải không? Sửu gia không phải do ông giết, không nói được là báo thù gì, tôi chỉ có một yêu cầu, Trần Đức thản nhiên nói. Tôi không quan tâm phần mộ tổ tiên của nhà họ Sở các ông ở đâu, trong vòng 3 ngày, chuyển đến đây cho tôi, lấy Sửu gia làm trung tâm, xây dựng lại phần mộ tổ tiên nhà họ Sở, ông đồng ý không? Vãi, nhãi con, mày là cái thá gì mà dám báo tao truyền mộ tổ tiên? Sở Thế Cuồng nghi ngờ tên nhóc con trước mặt liệu có bị ngu không, sắp chết đến nơi rồi còn không biết, dám bảo ông ta chuyển mộ tổ tiên, nực cười. Đúng là nực cười. Thậm chí ông ta không có hứng thú tiếp tục. Lãng phí thời gian với nhân vật nhỏ bé này, quay đầu, nhìn sang Đường Hiển Sinh. Hội trưởng Đường, tôi không có hứng ở lại nơi như này quá lẩu, đẩy là người của tỉnh Hoa Bắc các anh đích thản giải quyết đi, thế nào? Phập phập. Ông ta vừa dứt lời, không hề báo trước, Đường Hiến Sinh đột nhiên quỳ xuống, đầu vùi xuống đất, run rẩy. Cậu Trần, không biết là cậu ở đây, Đường Hiến Sinh không có ý làm phiền, xin cậu tha tội. Đường Hiến Sinh rất hoảng sợ, phủ phục dưới đất, run rẩy, khuôn mặt không có chút khí sắc, chống ngực đập thình thịch. Ông ta thực sự rất sợ hãi. Trần Bát Hoang là người thế nào? Nói thế nào ít nhất cũng là người mạnh nhất tỉnh Hoa Bạc. Ông ta dám chọc ư? Hội trưởng Đường, anh bị làm sao vậy? Sở Thế Cuồng cau mày, ông ta không phải kẻ ngốc, ngược lại, ông ta thông minh hơn người bình. Thường, có thể cướp vị trí từ trong tay Sở Thế Long, bình yên vô sự ngôi chén vị trí gia chủ 1-20 năm, loại người thế này đâu phải loại vừa. Đường Hiến Sinh không trả lời Sở Thế Cuồng, bây giờ ông ta vốn không dám nói chuyện. Ông ta sợ. Trong lòng ngoài sợ hãi thì là sợ hãi. Sở Thế Cuồng cau mày, nhìn chằm chằm Trần Đức, ngầm cảm thấy lai lịch của đối phương không nhỏ. Ngay cả hội trường hội hiệp hội võ thuật Hoa Bắc cũng sợ như vậy, chẳng lẽ hẳn ta đến từ 36 gia tộc địa sát? Sở Thế Cuồng tìm kiếm kỹ trong đầu, đám cậu ấm của 36 gia tộc địa sát, ông ta đã gặp gần hết và còn rất nhớ. Nhưng, trước nay chưa từng gặp một người nào như Trần Đức. Thôi đi, mặc kệ mày có lai lịch thế nào. Chỉ cần không phải là người của 36 gia tộc địa sát, dám động vào nhà họ Sở tao, thì buộc phải chết. Cùng lúc đó, Sở Thế Cuồng nói với tài xế đứng bên cạnh từ nãy vẫn luôn im lặng gần như không có cảm giác tồn tại nói, Thương Long, không dựa vào người ngoài được nữa, không ngờ cuối cùng vẫn phải dựa vào ông. He,
Sự tồn tại của tôi vốn là giải quyết cho gia chủ những chuyện mà người khác không thể giải quyết, không phải sao? Cùng lúc đó, trên người Thương Long phát ra khí tức đáng sợ. Vận khí kỳ. Ông ta còn mạnh hơn Đường Hiển Sinh. Ai có thể ngờ một tài xế nhỏ bé 4-50 tuổi lại đạt đến cảnh giới như này. Thực lực như này đã bỏ lại một số người trong 36 gia tộc địa sát tận xa xa phía sau. Đây chính là con át chủ bài của nhà họ Sở. Con át chủ bài của Sở Thế Cuồng. Đúng thế, những năm này, chuyện mà người khác không thể giải quyết được, ông đều giúp tôi giải quyết, Sở Thế Cuồng cực kỳ hài lòng với. Thương Long, mấy năm nay, chính vì có Thương Long, Sở Thế Cuồng ông ta mới thuận buồm xuôi gió, từng bước lẽn cao. Giao tên nhãi này cho ông đây, bất kể hắn có thực lực gì, mạnh thế nào, tôi chỉ có một yêu cầu, chặt đầu của hắn xuống làm bồn cầu cho tôi. Yên tâm đi. Từ chương 1125 trở đi đã được chỉnh sửa. Xin lỗi anh em nhiều ạ, vì lượng chuyện gửi về lớn nên mình có bị nhầm lẫn. Nếu có lỗi nhờ anh em báo giúp mình số chương và tình trạng lỗi. Mình sẽ chỉnh ngay khi có thể. Cảm ơn đã báo lỗi cho mình và đã ủng hộ web ạ. Gạch nối dài. Thương Long cởi áo, trên cơ bắp cuồn cuộn nổi lên một con rồng màu đen. Sau đó, ông ta lấy ra một thanh đao dài hơn nửa mét từ trên Land Rover. Trên thanh đao cũng có hình một con rồng quấn quanh. Chẳng trách Sở Thế Cuồng gọi ông ta là Thương Long. Ha ha, nhóc con, có thế chết dưới đao của tao là vinh hạnh của mày đầy. Hai mắt Thương Long nheo lại, cầm đao, vô cùng tự tin, đảo nhìn Trần Đức từ trên xuống dưới. Mày cũng may mắn đấy, là người thứ 300 chết trong tay tao. Kiếp sau, hy vọng mày mở to mắt chó của mày nhìn cho kỹ người nào nên chọc, người nào không nên chọc. Đi chết đi. Thương Long không có thói quen nhiều lời, ông ta cực kỳ quyết đoán, vừa dứt lời, thanh đao trong tay dì ơ lên cao rồi hạ xuống. Trần Đức không nhúc nhích, cứ yên lặng đứng đó, mặc cho thanh đao đó chém xuống, nhưng... Không biết tại sao thanh đao thô nặng lại không chém chúng, chỉ sượt qua người Trần Bát Hoang, mà ngay cả một cọng lông cũng không chạm vào được. Vãi, mày may mắn đấy. Thương Long ngẩn người, tưởng rằng mình sơ suất, mắng một cẩu. Đồng thời chuẩn bị nâng đao lẻn lần nữa vung về phía trước. Thân đao rung lẽn, lóe lên từng ánh huyền quang, lần này, rất chuẩn, đao phong nhằm thẳng vào cổ, động mạch chủ của Trần Đức. Chỉ cần chém xuống, đầu của Trần Đức chắc chắn rơi xuống đất. To gan, dám động vào cậu Trần. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng quát vang lên, đồng thời, một thanh đao nhỏ bên bầu trời phi đến mang theo hào quang đập vào thanh đao chém đó. Keng! Lập tức tia lửa rực rỡ bắn lên, Thương Long chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, đao trong tay bất giác rơi xuống. Khuôn mặt ông ta run lên dữ dội, không tự chủ. Nhìn về hướng phát ra ảm thanh, sắc mặt hai người Sở Thế Cuồng và Sở Thiên Phàm đều biến đổi nhìn về phía xa. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, gần như cùng lúc, trên bầu trời, vang lên tiếng nhức tai, chỉ thấy ở phía xa có một đoàn trực thăng xuất hiện nối đuôi bay về phía này. Vừa nhìn có đến 36 chiếc. Hai bên trực thăng treo lá cờ rực rỡ đủ màu sắc khác nhau, chiếc trực thăng thứ nhất, viết một chữ Diệp. Chiếc thứ hai, lá cờ chữ cổ tung bay phấp phới. Chiếc thứ ba, chữ tôn phần phật vang lên, chữ màu vàng rực rỡ trói lọi. Chiếc thứ tư, chiếc thứ năm, chiếc thứ 26, chữ lữ, phấp phới. Rồng bay phượng múa. Chiếc thứ 33, chữ kỳ, đầy màu sắc cổ. Xưa. Chiếc thứ 32, hai chữ Âu Dã, bá đạo nổi bật, lá cờ màu tím cá tính tươi mới. Trên bầu trời, 36 chiếc trực thăng từ xa bay đến. Đúng lúc đám người Sở Thế Cuồng, Sở Thiên Phàm, Thương Long nhìn qua, lại thấy từng cánh cửa khoang trực thăng cùng mở ra, sau đó, từng tiếng nói còn lớn tiếng đập cánh của trực thăng vang lên từ trên 9 tầng mảy thông qua loa phóng thanh. Diệp Thiên Long nhà họ Diệp trong 36 gia tộc địa sát đến tế bái Sửu gia. Cố Trầm nhà họ Cổ trong 36 gia tộc địa sát đến tế bái Sửu gia. Tôn Bách Tường nhà họ Tôn trong 36 gia tộc địa sát đến tế bái Sửu Gìa. Nhà họ Ngụy 36 gia tộc địa sát, nhà họ Hà 36 gia tộc địa sát, nhà họ Lý 36 gia tộc địa sát. Nhà họ Vân 36 gia tộc địa sát, gạch chéo. Nhà họ Kỳ, nhà họ Âu Dã. Đến tế bái Sửu gia. Từng gia tộc, từng cái tên như sét đánh ngang tai vang lẻn trên bầu trời. Trong lúc bọn họ lên tiếng phát loa, ở ngoài 100 mét, trực thăng chậm rãi đáp xuống,
sau đó từng bóng hình tràn ngập khí tức đáng sợ từ trực thăng từ từ bước xuống, đi về phía bên này. Những người đi đến đều là cấp gia chủ, thậm chí còn có người đứng đầu gia tộc, không chỉ có gia chủ, ngay cả những ông lão mà bên ngoài đồn đại đã chết cũng xuất hiện ở đây. 36 chiếc trực thăng, 4-500 người. Hào hùng uy nghiêm, kết thành một đội quân. Vẫn chưa hết, hàng loạt những chiếc xe sang trọng từ các thôn hoang vu vắng vẻ ít người cũng lần lượt kéo tới. 6-70 chiếc xe cao cấp, dừng phía sau trực thăng, sau đó, từng bóng hình xuất hiện. Trương Thiên Dương ở Hoa Bắc đến tế bái Sửu gia. La Vân An ở Hoa Nam đến tế bái Sửu gia. Lý Tử Hổ ở Tây Nam đến tế bái Sửu gia. Lăng Vân An ở Kinh Đô đến tế bái Sửu gia. Lại từng tiếng hô vang lên. Mỗi một âm thanh đều như sấm sét đánh trên đầu Sở Thế Cuồng. Mỗi một cái tên của nhân vật gia tộc xuất hiện, sắc mặt ông ta lại tái đi một phần. Cuối cùng ông ta sợ đến ngồi bệt xuống đất, run rẩy, mặt không chút khí sắc, tinh thần, sắc mặt càng khó coi hơn người chết. Nghi hoặc, bất an, hoang mang, hoảng sợ, sôi sục dâng lên từ tận trong lòng, trái tim ông ta cũng sắp nổ tung rồi. Bọn họ là những ai chứ? Từng cái tên vang lên này, có lẽ người bình thường không có cơ hội tiếp xúc, cũng không từng nghe nói đến, nhưng ông ta là gia chủ nhà họ Sở, làm sao lại không biết? 36 gia tộc địa sát. Bất kỳ một gia tộc nào nháy ra, cũng đủ để khiến các phú hào thế gia Hoa Hạ run sợ. Nhưng hôm nay, cả 36 gia tộc cùng xuất hiện. Ai mà không biết trong 36 gia tộc địa sát có rất nhiều điều bất hòa, thậm chí là có thủ với nhau. Bọn họ cùng xuất hiện, đồng tâm hiệp tức, có lúc nào từng xảy ra? Không có. Tuyệt đối không có. Sở Thế Cuồng biết rất rõ, tình hình như này chưa từng xảy ra. Ít nhất ông ta cũng chưa từng thấy, bố ông ta chưa từng thấy, thế hệ ông nội ông ta cũng chắc. Chắc chưa từng chứng kiến. Những người ngồi xe sang trọng đó đến hầu như đều là những người giàu có hàng đầu các khu vực lớn Hoa Hạ, ngoài ra còn có một số nhân vật quyền thế ngút trời. Thậm chí, Lăng Vân An, người phát ngôn quyền lực trí cao giới quan chức Hoa Hạ cũng đến. Ngoại trừ đại lão giới kinh doanh, đại lão giới chính trị, còn có không ít các đại lão thế giới ngầm cũng đến. Ví dụ như Ân Thập Nương mà ông ta đã thèm muốn từ lâu. Ví dụ như Cốn Đao Tử đầu rồng thế giới ngầm lớn nhất. Đại lão ba giới chính trị, thế giới ngầm, giới kinh doanh cùng hội tụ. Lại thêm 36 gia tộc địa sát. Tất cả những người có tiếng nói trong cả Hoa Hạ đều đến. Mà mục đích đến đây của họ, lại, chí là tế bái con chó già đó. Làm sao Sở Thế Cuồng không hoang mang, làm sao không hoảng sợ. Lão chó Sở Thế Long rốt cuộc đã làm gì mới khiến những đại lão này quan tâm như vậy? Không. Chắc chắn không phải vì bản thân Sở Thế Long, ông ta biết rõ, Sở Thế Long không đạt đến mức ấy, khả năng duy nhất là. Sở Thế Cuồng nhìn chằm chằm Trần Đức, không dám nghĩ tiếp, càng nghĩ, càng thấy da đầu tê dại. Thương Long càng sợ đến hai chân mềm nhũn, dù ổng ta có ngông cuồng thế nào thì cũng biết rõ những người này đại diện cho điều gì, cho dù ông ta là một con rồng thật, bây giờ cũng phải cuộn mình vào trong hang. Cậu Trần, chúng tôi đến tế bái Sửu gia. Xin cậu cho chúng tôi một cơ hội. Diệp Thiên Long đứng ra từ trong đám đông đầu tiên, cung kính, khom lưng 90 độ với Trần Đức. Trần Đức rất bất ngờ, anh không ngờ những người này lại đến đây, càng không ngờ bọn họ lại cùng nhau đến, không cần nói, chắc chắn nhà họ Diệp đã liên hệ với 36 gia tộc địa sát, còn ba giới chính trị, kinh doanh, thế giới ngầm, chắc là công lao của Trương Thiên Dương, hoặc là Ân Thập. Nương Tiêu Mạn Y. Chỉ có mấy người này mới biết rõ hành trình của anh. Trương Thiên Dương, Diệp Thiên Long, Tiêu Mạn Y, ba người tiến lên trước, những người khác muốn bái tế thì đứng cách 10 mét là được rồi, Trần Đức thản nhiên nói. Anh không muốn có quá nhiều người làm phiền Sửu gia. Vảng, Diệp Thiên Long hiện vẻ vui mừng. Có thể được Trần Đức chọn, đây là vinh hạnh trời bể đối với ống cụ. Sau đó, ông cụ giãn hai người Tiêu Mạn Y, Trương Thiên Dương đi lẻn phía trước nhất. Nhưng khi cách Sửu gia 3 mét, bọn họ dừng bước chân để thể hiện sự tôn kính. Tiếp đó, một đại sư phong thủy danh tiếng lừng lẫy đi ra từ trong đám đông, làm người chủ trì, hô lớn. Tế bái Sửu gia, một bái. Hai bái, một. Ba bái. Đại sư phong thủy dẫn dắt 6-700 người, đại lão, đồng loạt lễ bái Sửu gia. Hoàn thành. Hành lễ xong, bọn họ không rời đi ngay.
Lăng Vân An, người phát ngôn của mấy vị lãnh đạo cấp cao nhất Hoa Hạ mặc vest đi giày da, hơi thở mạnh mẽ, anh ta lấy ra một bản hồ sơ, điềm tĩnh nói cậu Trần, đây là món quà của mấy vị lãnh đạo nhờ tôi gửi cho cậu. Lăng Vân An nói, cấp trên đã hạ lệnh tuyệt đối, bắt đầu từ hôm nay, núi Đại Hoang thuộc về Sửu gia, đồng thời, tình nguyện bỏ ra 100 triệu, tu sửa lại mộ phần. 100 triệu cũng không phải là nhiều với Hoa Hạ, nhưng bọn họ cũng sẽ không bỏ ra nhiều tiền hơn. Bởi vì không chỉ có mấy người bọn họ muốn ôm chân Trần Bát Hoang. Nhà họ Diệp tôi cũng tình nguyện đóng góp 90 triệu tu sửa lăng viên. Nhà họ Tôn tôi đóng góp 89 triệu. Nhà họ Cố đóng góp 88 triệu. Lăng Vân An vừa dứt lời, 36 gia tộc địa sát đều lên tiếng đóng góp, tiếp đó là các tập đoàn lớn, công ty lớn trong giới thế tục, và đại lão của hai ỷ giới kinh doanh và thế giới ngầm cũng đóng góp. Số tiền mỗi người đóng góp cũng không nhiều, nhiều nhất cũng không quá 100 triệu, nhưng cuối cùng cộng lại nhiều đến 60-70 tỷ. Đây chỉ là đóng góp bề ngoài. Không ngoài dữ liệu, bọn họ còn âm thầm đóng góp nhiều hơn. Tu sửa một mộ phần đến tận hàng chục tỷ đã khá là khủng bố, Trần Đức cũng không dao động nhiều lắm, 6-70 tỷ, có vẻ rất nhiều, nhưng chút tiền này thực sự chẳng là gì với anh hoàn toàn có thể tự bỏ ra, nhưng anh không làm như vậy, những người này đóng góp là để lấy lòng anh cũng vui vẻ hưởng thụ. Vãi, rốt cuộc tôi đã chọc đến người thế nào? Đầu óc Sở Thiên Phàm trống rỗng, giơ tay tự tát mình một cái, hẳn không dám tưởng tượng. Những kẻ bình thường ngạo mạn này lại quyên góp cho mộ phần của lão chó già đó. Phải biết rằng, những người này quyên góp, không phải là chuyện tiền ít tiền nhiều, mà là thế diện. Cái tên của bọn họ còn đáng giá hơn mấy chục triệu đó nhiều. Sở Thế Cuồng ngồi dưới đất, bệnh tim sắp tái phát, cảnh tượng này hoàn toàn khiến ông ta chấn hãi. Còn Thương Long bên cạnh, da mặt co giật, trong lòng ông ta vô cùng hung ác, ông ta biết, với những hành vi trước đó của ông ta. Hôm nay, chết xác. Cho dù may mắn rời khỏi núi ỷ Đại Hoang, 36 gia tộc địa sát cũng tuyệt đối không tha cho ông ta. Ông ta phải đánh cược, uy hiếp Trần Bát Hoang. Từ đầu đến cuối, ông ta đều cho rằng Trần Bát Hoang không mạnh, bởi vì ông ta không hề phát hiện ra chút linh khí nào dao động trên người anh. 36 gia tộc địa sát và người của ba giới chính trị, kinh doanh, thế giới ngầm đến đây, chắc chắn là vì thân phận của anh. Nếu ông ta uy hiếp Trần Đức thành công, vậy thì còn có một tia hy vọng sống sót. Tận sâu trong ánh mắt Thương Long hiện lên sát ý tàn bạo, ông ta đang đợi thời cơ ra tay tốt nhất. Sở Thế Cuồng, tôi hỏi ông lần nữa, mộ tổ của nhà họ Sở các ông, có chuyến hay không? Lúc này, Trần Đức chuyển ánh mặt sang Sở Thế Cuồng. Tôi, Sở Thế Cuồng bị dọa sợ đến run rẩy, nói cũng không nói rõ, lắp ba lắp bắp. Tôi, mộ tổ của tôi. Chủ nhân. Đúng lúc này, trong khi không chút động tĩnh, bên cạnh Trần Đức xuất hiện một bóng hình cực kỳ già nua nhưng rất dồi dào tinh thần. Vừa xuất hiện, ông ta liền quỳ trước Trần Đức. Là Liễu Tông Nguyên. Chủ nhắn, cậu phải về Côn Lưu Ản Hư rồi, Liễu Tông Nguyên khẩn thiết nói, còn không về, có thể. Tương đương hát. Xe. Nói đến đây, đột nhiên. Ánh mắt của Liễu Tông Nguyên nhìn sang Thương Long bên cạnh Sở Thế Cuồng, vừa nãy ông nổi sát ý với chủ nhân phải không? Tôi, sắc mặt Thương Long biến đổi, hoảng sợ bất an, muốn chối cãi theo bản năng, Liễu Tông Nguyên lại không cho ông ta cơ hội nói, nắm chặt nắm đấm. Bốp! Lập tức, cả người Thương Long như quả bóng bay, bị bóp nổ từ xa, hóa thành một vũng máu chết tại chỗ. Thương Long nổ tung, nổ ngay bên cạnh Sở Thế Cuồng, Sở Thiên Phàm, máu tươi bắn lên người, lên mặt, mắt, mũi mồm bọn họ. Hai bố con bị dọa sợ đến trợn mắt. Bọn họ vốn đã chịu áp lực cực lớn, trực tiếp chết ngất, bất tỉnh nhân sự. Mạnh quá! Từ chương 1125 trở đi đã được chỉnh sửa. Xin lỗi anh em nhiều ạ, vì lượng chuyện gửi về lớn nên mình có bị nhầm lẫn. Gạch nối dài. Các cường giả hàng đầu trong 36 gia tộc đa sát đều tỏ vẻ nghiêm trọng, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng khí tức đáng sợ đủ để nghiền áp, đảo quét bọn họ từ trên người Liễu Tông Nguyên, rất rõ ràng. Ông lão đó vừa xuất hiện, cả địa vực, không. Gian trở nên vô cùng nặng nề, đáng sợ. Mà bọn họ vẫn không nhìn ra rốt cuộc ông lão đó có cảnh giới gì. Chỉ có một cách giải thích, đó là sự cường mạnh của ông lão đó vượt xa bọn họ. Một cường giả như vậy mà còn quỳ trước Trần Bát Hoang, cung kính gọi anh là chủ nhân. Rốt cuộc,
Trần Bát Hoang đã đi đến bước nào. Rất nhiều người tê dại ra đầu, thầm thấy may mắn vì hôm nay họ đã đến, nếu không đến, chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Diệp Thiên Long không nhịn được nuốt nước miếng, hoàn hồn lại từ trong kinh ngạc, lập tức tiến lên một bước, cực kỳ cung kính, thậm chí hơi run run nói. Cậu Trần, chuyện dịch chuyến mộ phần của nhà họ Sở, không cần hỏi ý kiến của họ, chuyện này, tôi sẽ hoàn thành thay cậu. Đúng thế, cậu Trần, cứ giao chuyện này cho chúng tôi là được, Trương Thiên Dương cười nói. Ông ta khác Diệp Thiên Long, trước đây cũng coi là bạn với Trần Đức, vì vậy chỉ tôn kính Trần Đức. Không cảm thấy sợ hãi. Được. Trần Đức biết rõ giờ đã không kịp nữa, nếu còn ở lại đây có thể sẽ bỏ lỡ sát hạch của Thông Thiên Các. Anh quay người, đối diện với phần mộ của Sửu gia, quỳ xuống, cuối cùng đốt một ít tiền giấy cho ông ta, thấp giọng nói. Sửu gia, nguyện vọng của ông, tôi đã hoàn thành giúp ông, nhưng... Đối cách khác, không phải là ông về, mà là họ chuyển đến. Thầy của tôi, việc gì phải chuyển mộ? Sau này... Chỗ của ông chính là mộ tổ tiên của nhà họ Sở, vùng đất ông đứng chính là vị trí cao cấp, tôn quý, tôn kính nhất. Sửu gia, cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của ông với tôi trước đây. Sau một hồi thì thầm, Trần Đức đứng lên, đến trước ản thập nương Tiêu Mạn Y, những ngày tôi không ở đây, sông pha giang hồ phải cẩn thận chút, biết chưa? Tiêu Mạn Y duyên dáng thướt tha, mặc lễ phục màu đen, xinh đẹp phóng khoáng, không thua kém bất kỳ cô gái nào có mặt ở đây. Yên tâm đi, Tiêu Mạn Y chủ động tiến lên trước, nhẹ nhàng kiềng chân, đôi môi đỏ mọng nước hôn nhẹ lên môi Trần Đức, anh cũng vậy, hãy nhớ, em vẫn đang đợi anh. Cảnh này khiến mọi người nhìn mà lóa mắt. Không phải bọn họ ngưỡng mộ Trần Đức, mà là ngưỡng mộ Tiêu Mạn Y. Ngưỡng mộ cô ta là người phụ nữ của Trần Bát Hoang. Hôm nay trong đám đông có rất nhiều phụ nữ, trong đó không thiếu những mỹ nữ đủ đạt đến 8-9 điếm. Bọn họ hoặc là con gái cháu gái của nhân vật lớn, hoặc là do những nhân vật lớn bỏ ra một đống tiền mời đến, mục đích là hy vọng Trần Đức có thể để ý đến một hai người, để tạo quan hệ với anh. Rất nhiều người muốn làm người phụ nữ của Trần Bát Hoang. Có thể nói, bất kỳ cô gái nào có mặt, chỉ cần Trần Bát Hoang muốn, bọn họ sẽ lập tức đi theo anh, cả đời, đi theo anh. Nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ, Trần Bát Hoang chưa từng nhìn họ đến một cái, kể cả bọn họ có đẹp. Đến thế nào, tuyệt sắc đến thế nào, trong mắt anh chỉ có một mình Tiêu Mạn Y. Chủ nhân, phải đi rồi. Liêu Tổng Nguyên nhắc lần nữa, thực sự không còn nhiều thời gian nữa, nếu còn chậm trễ, thì sẽ không kịp thời gian báo danh sát hạch của Thông Thiên Các. Được, chúng ta đi. Trần Đức không do dự nữa, anh buộc phải đến Thông Thiên Các. Sau đó, anh sánh vai đi cùng Liêu Tổng Nguyên, đi mấy bước, trực tiếp phút lên không trung giống như bay lên. Chỉ mấy giây liền biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người. Hàng trăm nhàn vật lớn ở núi ỉ Đại Hoang ngẩn người sững sờ, dõi theo bóng dáng anh rời đi. Không ngoài dự liệu, từ nay về sau, giới xã hội thượng lưu cả hoa hạ hoàn toàn tôn sùng Trần Bát Hoang. Anh sẽ trở thành một người đàn ông như thần thánh, không thể xâm phạm trong lòng mọi người. Liễu Tông Nguyên dẫn Trần Đức đến một nơi linh khí cực kỳ dồi dào của Côn Luân Hư. Một nơi trên đỉnh núi cao 5-6 ngàn mét. Nơi đây không phải là nhà của Liêu Tông Nguyên, mà là nơi tu hành trước đây của Tư Mã Ôn, địa bàn của gia tộc Tư Mã. Cả ghìa tộc Tư Mã chiếm cứ tài nguyên tu hành của cả ngọn núi này, những công trình kiến trúc trên đỉnh núi được bao phủ bởi mây mù, tráng lệ lộng lẫy như tiên cung. Nơi này thực sự rất thích hợp để tu hành, tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với Vô Song Môn. Đương nhiên, việc này cũng không có gì với Trần Đức. Đến cảnh giới của anh, kể cả linh khí của Côn Luân Hư nồng đặc đi nữa, cũng rất khó thỏa mãn yêu cầu của anh. Nhìn khắp Côn Luân Hư, có thể nói thực lực của anh đã đến cảnh giới cao không thế với tới, độc cô cầu bại. Trò ở của tôi quá sơ sài, muốn đến Thông Thiên Các, phải nhờ vào phương tiện giao thông đặc biệt, những phương tiện này vẫn luôn để ở nhà họ Tư Mã, Liêu Tông Nguyên giải thích cho Trần Đức. Tư Mã Ôn đã biến thành phế nhàn, đương nhiên gia tộc Tư Mã cũng hoàn toàn lụi bại. Người trong gia tộc sớm đã bị Liễu Tông Nguyên đuổi đi, trên đỉnh núi rộng lớn, không một bóng người, yên tĩnh và hiu quạnh. Trần Đức ung dung thản nhiên, yên tĩnh đi theo phía sau, đi xuyên qua đình viện của gia tộc Tư Mã, đến trước đại điện trung tảm, đứng trước một tấm bia đá trước đại điện. Trên tấm bia đá chỉ có hai chữ, cấm địa. Nhưng bây giờ cấm địa này không còn là cấm địa nữa, Liễu Tông Nguyên trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Vừa vào đại điện, lọt vào ánh mắt, đầu tiên là một trụ cột tròn cao 7-8 mét được chế tạo từ vật liệu đặc biệt. Trong cột trụ có gần một vật thể hình tròn giống như đĩa bay. Đây chính là phương tiện giao thông mà chúng ta cần sử dụng, cũng chính là đĩa bay thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mà giới thế tục thường nói, cả Côn Luân Hư chỉ có một chiếc này. Liễu Tông Nguyên chậm rãi giới thiệu, lần này, chúng ta ngồi nó đến Thông Thiên Các. Trần Đức ngạc nhiên, trước đây anh Vân luôn cho rằng những người chụp ảnh được, nhìn thấy đĩa bay trên mạng ở giới thế tục chỉ nói dối, không nghĩ đây lại là đồ của Côn Luân Hư. Anh rất bất ngờ với việc này. Liễu Tông Nguyên biết Trần Đức không hiểu, đặc biệt giải thích cho anh. Giới thế tục các cậu gọi là đĩa bay, nhưng Côn Luân Hư chúng tôi và Vân Tiêu giới gọi nó là Linh Châu, nó được vận hành bằng nguồn năng lượng do Linh Thạch cung cấp. Đi một chiều từ Côn Luân Hư đến Thỏng Thiên Các, cần 5.000 cân linh thạch thượng phẩm cung cấp năng lượng. 5.000 cân linh thạch thượng phẩm, Trần Đức tặc lưỡi, nhiều linh thạch như vậy, nếu tính bằng tiền của giới thế tục, nói ít cũng giá trị ngàn tỷ. Mà xô, linh thạch đỏ lại chỉ đủ đi một chiều từ Côn Luân Hư đến Thông Thiên Các. Liễu Tông Nguyên không nói nhiều thêm, mở cánh cửa ở cột trụ tròn, dẫn Trần Đức đi vào bên trong Linh Châu, không gian bên trong rất đơn giản. Đơn giản đến mức vượt ngoài dự liệu, vốn không phải như trong tưởng tượng của Trần Đức, một thứ đầy vẻ khoa học kỹ thuật, lại không khác mấy so với một căn phòng đơn thuần, ngoài ra, còn có 10 chiếc ghế, trông rất trống trải. Chiếc linh chảo này là linh châu cấp thấp nhất, hơn nữa chỉ có thể đi đến Thông Thiên Các, Liễu Tông Nguyên cung kính nói, chủ nhàn, cậu ngồi vững đấy. Không có thời gian để chậm trễ, Liễu Tông Nguyên đi đến ẩn một nút màu đỏ trung tâm linh châu. Trong tích tắc, Linh Châu chuyển động. Trần Đức chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cường mạnh chưa từng có đưa bọn họ bay vút lên trời như thang máy, sau đó là một trận lực xung kích cuồng mạnh. Vừa bắt đầu Trần Đức còn chưa thích ứng, cho đến mười mấy 20 phút sau, anh mới quen dần. Rất nhanh, chỉ lúc sau, khoảng 3-4 tiếng, một trận rung lắc chuyển đến, Linh Châu dừng lại. Đến rồi à, Trần Đức cố hết khả năng khiến mình bình tĩnh. Chủ nhân, chúng ta xuống thôi. Liền sau đó, cánh cửa Linh Châu mở ra, Liễu Tông Nguyên đi ra ngoài cửa trước, Trần Đức đi sát theo sau, vừa đi ra ngoài, khuôn mặt Trần Đức khẽ biến sắc, nghiêm giọng nói, Liễu Tông Nguyên, ông chắc chắn nơi này là Thông Thiên Các chứ? Trần Đức vừa xuống khỏi Linh Châu, lập tức cảm thấy không đúng, anh rõ ràng cảm nhận được hình như cơ thể mình trở nên nặng hơn, hơi thở, hoạt động khó khăn hơn gấp trăm lần so với lúc ở Côn Luân Hư. Trọng lực ở đây cực nặng. Hơn nữa, nơi bọn họ hạ cánh cũng rất kỳ lạ, nơi này giống như rừng nguyên thủy, khắp nơi đều là cây cổ thụ cao chọc trời. Vừa bắt đầu Trần Đức còn chưa thích ứng, cho đến mười mấy 20 phút sau, anh mới quen dần. Rất nhanh, chỉ lúc sau, khoảng 3-4 tiếng, một trận rung lắc chuyển đến, Linh Châu dừng lại. Đến rồi à, Trần Đức cố hết khả năng khiến mình bình tĩnh. Chủ nhân, chúng ta xuống thôi. Liền sau đó, cánh cửa Linh Châu mở ra, Liễu Tông Nguyên đi ra ngoài cửa trước, Trần Đức đi sát theo sau, vừa đi ra ngoài, khuôn mặt Trần Đức khẽ biến sắc, nghiêm giọng nói, Liễu Tông Nguyên, ông chắc chắn nơi này là Thông Thiên Các chứ? Trần Đức vừa xuống khỏi Linh Châu, lập tức cảm thấy không đúng, anh rõ ràng cảm nhận được hình như cơ thể mình trở nên nặng hơn, hơi thở, hoạt động khó khăn hơn gấp trăm lần so với lúc ở Côn Luân Hư. Trọng lực ở đây cực nặng. Hơn nữa, nơi bọn họ hạ cánh cũng rất kỳ lạ, nơi này giống như rừng nguyên thủy, khắp nơi đều là cây cổ thụ cao chọc trời. Hai chữ chọc trời là một phương pháp hình dung khoa trương ở trái đất, còn ở đây chính là cây cổ thụ chọc trời thực sự. Phóng mặt nhìn, cây thấp nhất cũng cao đến 5-60 mét, cây cao nhất thì cành lá sum suê, che lấp bầu trời, đo bằng mắt ít nhất cũng cao đến 4-500 mét. Trần Đức đi xuống khỏi Linh Châu, vì có trọng lực nên anh suýt ngã, cũng may tốc độ phản ứng đủ nhanh mới có thể đứng vững. So sánh ra, Liễu Tông Nguyên sớm đã dự liệu trước, tiếp đất rất vững vàng, nơi này là Thỏng Thiên Các, nhưng chỉ là nơi đế Linh Châu của Thông Thiên Các dừng đỗ thôi. Bãi đỗ xe ư, Trần Đức nói. Có thể hiểu như vậy, Liễu Tông Nguyên nói, linh khí của Thông Thiên Các nồng đặc hơn Côn Luân Hư gấp trăm lần, dưới sự bồi dưỡng của linh khí nồng đặc này, dẫn đến một số sinh vật không đây to hơn hoặc là quái dị hơn ở trái đất. Giống như núi bách thú của Côn Luân Hư, rất nhiều dã thú, giới thế tục vốn không có. Liễu Tông Nguyên phổ cập kiến thức cho Trần Đức, sau đó dần Trần Đức đi về một hướng của rừng cây.
Trên đường, Trần Đức thực sự thấy rất nhiều linh châu, không ngoại lệ, chiếc nào cũng to hơn, xa hoa chiếc của bọn họ. Trong rừng cày thỉnh thoảng cũng có người xuất hiện, đều đi về cùng một hướng. Nhưng rất ít người. Nhanh lên, chúng ta đến hơi muộn, đừng bỏ lỡ thời gian báo danh, Li Ẻo Tông Nguyên nhắc nhở, đồng thời bước nhanh hơn, rất rõ ràng, so với khi ở Còn Luân Hư, tốc độ của Liễu Tông Nguyên chậm hơn rất nhiều, trọng lực ở đây quá đáng sợ. Trần Đức thong thả đi theo phía sau ông ta, đi được khoảng 2-30 phút, tận đầu rừng cây là một cổng chào khổng lồ. Chủ nhân, tôi nhắc cậu một lần nữa, qua cổng này, thì không phải là Cồn Luân Hư, nơi như ở trái đất nữa, nhất định phải khiêm tốn, Liễu Tông Nguyên tràn đầy lo lắng. Trần Đức thản nhiên đáp một tiếng, sau đó cùng Liễu Tông Nguyên bước qua cổng chào. Sau cổng chào có một chiếc bàn được làm từ vật liệu đặc biệt, sau chiếc bàn là một người đàn ông trung niên 40-50 tuổi. Ông ta đảo nhìn hai người, lạnh như băng nói, đến tham gia sát hạch à? Đến từ đâu? Thưa Lục Sự Đại Nhân, chúng tôn đến từ Côn Luân, Liễu Tông Nguyên hoàn toàn không còn ngạo mạn như ở Còn Luân Hư, giọng điệu cung kính cẩn thận. Lục Sự, giống như cái tên, ông ta phụ trách đăng ký ghi danh người sát hạch, đắc tội với ông ta. Có thể ngay cả thành thông thiên mà bọn họ cũng không vào được, Liễu Tông Nguyên phải cẩn thận, thận trọng. Côn Luân, trái đất, ha ha, nơi rác rưởi như trái đất còn chọn ra người đến tham gia sát hạch thông thiên các. Ông ta hiếu kỳ ngẩng đầu, lướt nhìn Liễu Tông Nguyên, lại nhìn Trần Bát Hoang, ông là người canh giữ Côn Luân Hư. Đúng thế, chính là tôi, đây là lệnh bài người canh giữ của tôi, Liễu Tông Nguyên lấy ra một miếng ngọc bội đưa đến trước mặt Lục Sự Đế chứng thực thân phận của mình. Được, tôi biết rồi, Lục Sự thản nhiên gật đầu, nhưng lại trần trừ không ghi tên của hai người. Đã không ghi tên mà còn không nói gì. Cứ yên lặng ngồi đó. Lục Sự Đại Nhân, còn có gì không đúng sao, Liễu Tông Nguyên hỏi một cách dè dặt cẩn thận như đi trên lớp băng mỏng. Không hiểu quy củ, Lục Sự khó chịu liếc Liễu Tông Nguyên, nếu không hiểu quy củ thì trở về đi. Hiểu, Liễu Tông Nguyên lập tức vỡ lẽ. Vội vàng lấy một thanh đoản kiếm tỏa ra màu xanh sẫm đặt lên bàn. Lục Sự Đại Nhân, đây là chút lòng thành của tôi, một kiện linh khí trung phẩm, mong Lục Sự Đại Nhân đừng chê. Lục Sự cầm lấy thanh đoản kiếm ấy ngầm nghía một lượt, sợ Liễu Tông Nguyên lừa ông ta. Sau khi xác định nó là linh khí trung phẩm mới hỏi tên. Liễu Tông Nguyên, Trần Bát Hoang, Liễu Tông Nguyên đáp. Lục Sự cầm bút múa vài nét, ghi tên hai người. Sau đó lấy hai lệnh bài bằng đá ra, khắc hai chữ Côn Luân lên, rồi đưa cho Liễu Tông Nguyên. Cút đi. Vàng, vâng. Trước sự khinh bỉ, coi rẻ của Lục Sự, Liễu Tông Nguyên lại không chút bực bội, kỉnh cấn như một tên tôi tớ. Trần Đức đứng sau ông ta mà nhíu chặt mày. Anh không ngờ một tên gác cổng thôi cũng khinh người đến từ trái đất và Côn Luân Hư như thế, càng không ngờ tên đó lại có cảnh giới trên địa tiên. Từ một mình ông ta thôi là có thể hiểu được toàn cục. Thông thiên các quả thật có cao thủ nhiều như mây. Liễu Tông Nguyên đưa một lệnh bài cho Trần Đức, chủ nhàn, lúc nào cũng phải treo cái lệnh bài này trên eo, dù ngủ cũng phải đặt ngoài cửa phòng, không thì sẽ bị người khác cho rằng là không hộ khẩu nhập cư trái phép mà giết chết. Bỏ một kiện linh khí trung phẩm chỉ đổi lấy hai cái thẻ làm bằng đá, rất lỗ, Trần Đức cảm thán, một gã Lục Sự nho nhỏ thôi mà cũng đã ăn chặn ghê như vậy rồi. Chịu thôi. Phải làm vậy chứ không thì sẽ không có cơ hội tham gia sát hạch, dù gì, Liễu Tông Nguyên ngừng một lát, ánh mắt hơi buồn bã, dù gì Côn Luân Hư của chúng ta rất gà, tuy không có người tới tham gia thì cũng chẳng ai hỏi đến, giết tập mãi thành quen. Chính vì quá gà nên tôi mới cảm thấy lồ, treo. Cái thẻ này trên người chẳng phải là nói cho người khác biết chúng ta đến từ Côn Luân Hư, là một đám rất gà sao, Trần Đức nhíu mày, bất đắc đĩ nói. Hai. Chỗ nào thì cũng có quy tắc của chỗ ấy. Đây là quy củ của thông thiên các rồi. Đi thôi, ngày mai sẽ bắt đầu sát sạch, chúng ta đi tìm nhà trọ ở đã. Liễu Tông Nguyên dẫn theo Trần Đức đi về phía trước, chẳng bao lâu đã nhìn thấy một tòa thành. Tòa thành này cao khoảng 1 km, được làm từ những khối sắt màu đen xếp chồng lên nhau cao ngất như một ngọn núi, lại giống như một con dã thú đang nằm. Chỉ là cánh cổng thôi cũng đã cao tới 100 mét. Trên cùng là ba chữ thành thông thiên đầy khí phách đậm nét cổ xưa như rồng như hố, lại mang chút thần vận, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thông thiên các nằm trong thành thông thiên, một khi vượt qua sát hạch, được người của Vân Tiêu giới chọn chúng là có thể một bước lên trời.
Thế nên, nơi này mới được gọi là thông thiên. Liễu Tông Nguyên giải thích cho Trần Đức, rồi dẫn anh vào thành, vừa bước vào đã nhìn thấy rất nhiều võ giả. Đi trên đường là võ giả, bán hàng cũng là võ. Giả. Không nhìn thấy bất cứ một người bình thường. Nào. Hơn nữa, khí thế của họ đều cực kỳ mạnh. Người trong thành đến từ các nơi khác nhau, họ đều đến để tham gia sát hạch, ai cũng hết sức cẩn thận, không muốn gây chuyện. Liễu Tông Nguyên như gản thêm một cái đuôi, lắng lặng bước đi, cả quá trình đều vỏ cùng cảnh giác. Ông ta không chút nấn ná, trực tiếp dẫn Trần Đức đến một cái khách sạn cổ kính, tuy bên trong không có đồ dùng hiện đại hóa, cũng chẳng hề kém, trang trí hoa lệ, cao quý thanh lịch. Nhân viên trước quầy là một cô gái rất xinh đẹp, dịu dàng ẩm áp, nở một nụ cười động lòng người hỏi, xin hỏi hai vị muốn ở trọ ạ? Vì nghênh đón kỳ sát hạch của Thông Thiên Các, khách sạn chúng tôi sẽ giảm 10%. Phòng đơn là 400 tiền thông thiên, phòng hai giường là 390 tiền thông thiên. Hai căn phòng đơn, Liễu Tông Nguyên lấy ra 8 tờ tiền in hai chữ thông thiên, phiếu ra vào đặc biệt, rồi lại lấy ra lệnh bài thản phận của mình và Trần Đức đưa cho cô ta. Mắc ghê một, Trần Đức khá là kinh ngạc với giá phòng. Tiền thông thiên là tiền lưu hành duy nhất trong thành thông thiên, một tờ tiền thông thiên có giá khoảng 1 kg linh thạch thượng phẩm. Hai căn phòng chỉ ở một đêm đã gần 1.000 kg linh thạch thượng phẩm, có thể thấy nó đắt cỡ nào. Cảm ơn. Người đẹp trước quầy cười tươi nhận lấy phiếu ra vào, thấy trên thẻ bài ghi hai chữ Côn Lưu Ản thì Trần Đức rõ ràng nhìn thấy trong mắt cô ta hiện lên vẻ khinh thường. Có điều, cô ta cũng không thể hiện rõ ràng như tên lục sự lúc trước. Sau khi ghi lại thân phận của cả hai, cô ta nói. Tiếp. Hai người chỉ cần đặt thẻ bài vào chỗ lõm xuống trước cửa là có thể mở cửa. Cả hai có cần thêm một bảng danh sát hào kiệt không? Chỉ mất 8 tờ tiền thông thiên thôi, trên đó có ghi lại 100 cao. Thủ tham gia sát hạch năm nay đó. Ừ, cho một tờ đi. Liễu Tông Nguyên lại lấy ra 8 tờ tiền thông thiên, sau khi nhận lấy một quyển danh sách bèn rời đi với Trần Đức. Bọn họ cũng không vội về phòng, mà là đi vào phòng nghỉ. Tìm được một chỗ khá tốt gần cửa sổ ngồi xuống. Cậu phải đọc kỹ quyển sách này, bên trong ghi lại một số cao thủ từ các nơi khác đến tham gia sát hạch, cũng là đối thủ cạnh tranh của cậu. Nếu cậu gặp phải họ thì tuyệt đối đừng chọc vào, Liễu Tông Nguyên nghiêm túc dặn. Ghi lại cao thủ, sao không ghi tôi, lẽ nào tôi không lọt nổi vào top 100 ư, Trần Đức hỏi. Có thể lọt top 100 không thì tôi không biết, nhưng, trái đất chúng ta thì không đáng để họ siêu tầm vì họ không muốn đi. Liễu Tông Nguyên giải thích, nó giống như cậu đang yên ổn ở Hỏa Hạ lại bảo cậu đi châu Phi, cậu có đi không? Được rồi. Trần Đức cũng chẳng để ý, không lọt vào danh sách có khi là chuyện tốt. Sau đó, anh mở tờ thứ nhất ra, đó chính là tuyển thủ được bầu làm người đứng đầu lần sát hạch này. Tài liệu rất chi tiết, bàn chiến, em trai bàn khai, 21 tuổi, thực lực trước mắt là địa tôn tầng 7, tu luyện công pháp gia truyền bàn thần phổ của nhà họ bàn. Sử dụng một cái rìu màu đen là linh khí thượng phẩm làm vũ khí. Xếp hạng thứ hai là Tá Cao Nghĩa, 24 tuổi, địa tôn tầng 4. Thứ ba là Lăng Không, 25 tuổi, địa tôn tầng 4. Thứ tư là Hoa Linh Vi, 20 tuổi, địa tôn tầng 3. Trần Đức nhìn lướt qua top 20, rõ ràng phát hiện họ đều có thực lực nằm trong cảnh giới địa tôn. Địa tôn cao hơn địa tiên một cảnh giới, đến nay. Cõn Luân Hư vẫn chưa xuất hiện một cao thủ nào có cảnh giới ấy. Mà Thông Thiên Các, vừa đến đã 20 người. Quan trọng nhất là, 20 người đó đều cực kỳ trẻ, bình quân cũng chỉ nằm trong khoảng 24-25 tuổi. Hèn chi Liễu Tông Nguyên lại dè dặt như thế, nơi này có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Đặc biệt khi thấy tên của người thứ nhất, sắc mặt Liễu Tông Nguyên rõ ràng thay đổi, trở nên khó coi như chết. Không ngờ. Em trai bàn khai cũng tới, còn là người đứng đầu. Chủ nhân, nếu chúng ta gặp hắn thì phải trốn xa một chút, không thì lỡ dây vào có lẽ sẽ chết rất thảm đó. Trần Đức chẳng ừ hử hay tỏ vẻ gì, tiếp tục lật xem những người xếp sau, chỉ một quyển danh sách đã khiến anh cảm thấy rất chấn động. Các cao thủ trên đây hầu như không vượt quá 35 tuổi, chỉ cần được xếp trong danh sách thì ai cũng mạnh hơn Liễu Tông Nguyên rất nhiều. Dù người yếu nhất xếp hạng 100 thì cũng là địa tiên tầng 7. Trên danh sách không những có thứ tự của các cao thủ, còn có thứ hạng của các nơi, Côn Luân Hư của trái đất xếp cuối cùng, trông khá là chói mắt. Bịch,
Trần Đức đang nghĩ ngợi thì bỗng có một thanh kiếm đặt lên bàn của anh và Liêu Tông Nguyên. Kèm theo đó là một giọng nói lạnh nhạt, vị trí này đã được cô Tư nhìn trúng, hai người các người mau cút sang một bên. Giọng nói ấy đến từ một thanh niên khoảng 20 tuổi, vỏ kiếm trong tay lại là kiểu nữ. Rõ ràng thanh kiếm kia không phải của hắn, mà là kiếm của phụ nữ. Xong, cách ăn mặc của hắn lại là của tôi tớ. Có lẽ hắn là tôi tớ của cô Tư một như trong lời mình. Hắn liếc Liễu Tông Nguyên và Trần Đức, nói với giọng ra lệnh, không cho cãi lại. Trần Đức và Liễu Tông Nguyên sửng sốt, hoàn hồn lại, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, Trần Đức nói, bên kia còn chỗ. Tôi nói là cô Tư nhà tôi nhìn chúng chỗ này, cô ấy nhìn chúng thì chính là của cô ấy, các ngươi, cút ngay cho tôi, thanh niên khinh khỉnh nói. Chuyện gì vậy? Vẫn chưa tìm thấy chỗ gần cửa sổ hả? Đúng lúc này, có vài giọng nói truyền đến, cho thấy hai thanh niên đi từ đằng xa tới, quần áo trên người họ cực kỳ xa hoa, một người đeo kiếm, một người đeo đao, khí thế cực kỳ khủng bố, ít nhất cũng phải là địa tiên tầng 9. Hai người họ vừa xuất hiện, sắc mặt Liễu Tông Nguyên lập tức trở nên hết sức khó coi, hô hấp cũng hơi dồn dập. Tìm được chỗ rồi, nhưng hai người này không chịu nhường. Thanh niên cầm kiếm nhìn chằm chằm Trần Đức và Liễu Tông Nguyên với ánh mắt vô cùng bực bội. Hừ, hai vị, hắn nói hai người không nghe, vậy chẳng biết lời Mạc Ly Tiêu tôi nói các người có nghe không, thanh niên đeo đao lạnh nhạt, kiêu ngạo. Nhìn hai người nói, Mạc Ly Tiêu, Liễu Tông Nguyên khựng lại, dường như, ban nãy có thấy tên này trên danh sách. Ông ta men theo trí nhớ lật danh sách trong tay, quả nhiên đã tìm thấy tên này. Mạc Ly Tiêu đến từ trường Bạch Giới, xếp thứ 31, có thực lực địa tiên tầng 9, giói dùng đao. Đao của hân ta là một kiện linh khí tốt nhất trong hàng trung phẩm, tên là Huyễn Đao. Liễu Tông Nguyên liếc thẻ bài trên eo Mạc Ly Tiêu, thấy hai chữ trường Bạch thì càng chắc chắn hơn về thân phận của đối phương. Lúc này, ông ta không khỏi hít ngược một hơi. Đi, chúng ta đi thôi, chủ nhân, bấy giờ, Liễu Tông Nguyên lập tức không chút do dự đứng dậy. Giọng nói cũng không nhỏ, bảo Trần Đức rời đi. Thế nhưng, Trần Đức lại làm lơ ông ta, vẫn ngồi im tại chỗ, sừng sững như một ngọn núi. Vị trí này cũng không viết tên hay đánh số, ai tới trước thì ngồi trước, dựa vào cái gì anh phải. Nhường. Quan trọng nhất là, đám người kia quá vênh váo, hoàn toàn chẳng coi anh và Liễu Tông Nguyên là người. Trong tình huống như vậy, nếu anh nhường chỗ, không phải là nói anh sợ, như con rùa rụt cổ sao? Điệu thấp cũng được thôi, từ khi đến đây, anh đã điệu thấp hơn bình thường rất nhiều rồi. Dù lục sự và nhân viên trong đây đều khinh bỉ lai lịch của họ, anh cũng chẳng nói chẳng rằng. Song, điệu thấp thì cũng có giới hạn của nó. Điệu thấp, không phải là làm trái với bản tính, mặc người sỉ vả, bắt nạt. Trần Đức không nói gì, trái tim Liễu Tông Nguyên lập tức đập lên thình thịch suýt nữa thì không thở nổi, mặt mày đỏ lừ, lo lắng không thôi. Chỉ là... Mặc dù Liễu Tông Nguyên có căng thẳng cỡ nào thì Trần Đức vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt như không có việc gì ngồi im tại chỗ. Đã thế, anh còn hỏi ngược lại, tại sao tôi phải nhường? Chỉ vì cậu tên là Mạc Ly Tiêu. Đúng vậy, chỉ vì tôi là Mạc Ly Tiêu, ánh mắt Mạc Ly Tiêu lộ ra vẻ lạnh lẽo, tràn ngập đắc ý. Tôi nghĩ, lời của Mạc Ly Tiêu tôi vẫn khá có tác dụng ở nơi này, anh nói có đúng không? Mạc Ly Tiêu không hỏi tên của Trần Đức. Hắn ta xác định mình có thể giải quyết người này. Bởi vì, hắn ta đã nhớ kỹ tên của những người không thể chọc vào. Hiển nhiên, trong những người đó không có Trần Đức. Giọng nói của Mạc Ly Tiêu rất lớn, truyền vào tai ỉ của mọi người xung quanh khiến cả đám sợ ngây người. Không ngờ Mạc Ly Tiêu lại xuất hiện ở đây. Thoáng chốc, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về nơi này. Mặc kệ tên của cậu có dùng được ở khác hay không. Nhưng ở chỗ tôi thì chắc chắn không dùng được rồi đó, sắc mặt Trần Đức phản bình tĩnh như không, thậm chí anh còn cầm lấy ly rượu trước mặt, nhàn nhạt uống một ngụm. Trái lại, trái tim của Liễu Tông Nguyên thì lại sắp nhảy lên tận cổ, chủ nhân, cậu nói gì vậy? Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi, nhường vị trí lại cho cậu Mạc đi, Liễu Tông Nguyên thật sự lo lắng sốt ruột không thôi, giọng nói đã bắt đầu run lên nhẹ nhẹ, khẽ gằn giọng nói. Trần Đức vẫn chẳng thèm để ý tới Liễu Tông Nguyên, anh biết ông ta muốn tốt cho mình, nên cũng chẳng chấp làm gì. Không dùng được, sắc mặt Mạc Ly Tiêu lập tức trở nên khó coi như chết anh. Xảy ra chuyện gì thế? Mạc Ly Tiêu đang định nổi giận thì ngoài cửa bỏng truyền đến một giọng nói trong vắt,
sau đó có hai cô gái bước tới. Một người trong đó mặc đồ người hầu, giản dị trang nhã. Cô gái bên cạnh lại mặc một chiếc váy màu xanh, dáng người quyến rũ, gương mặt được che giấu dưới lớp khăn voan, không thể nhìn thấy được diện mạo. Oring the prettiest p mulverin hien this iinit chấm el rinman is mi vn priest vn irim nnnmlnl this. Nhưng dù vậy, vẫn không khó nhận ra đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt kia giống như có thể nói, vô cùng đẹp. Cô Tư, nhìn thấy cô ta, thanh niên cầm kiếm lập tức cúi chào, ngoan ngoãn đáp, tôi biết cô thích chỗ gần cửa sổ nên mới đến đây chiếm chỗ giúp cô, nhưng... bọn họ không chịu nhường. Cô Tư, cô yên tâm, chỉ cần cô thích, Mạc Ly Tiêu tôi chắc chắn sẽ lấy đến giúp cô chỉ cần chờ một lát thôi, Mạc Ly Tiêu bước tới, nịnh nọt nói. Đúng vậy, cô Tư, cậu chủ nhà tôi có thực lực đó, cậu ấy hoàn toàn có thể lấy được thứ mà cô muốn, thanh niên bên cạnh Mạc Ly Tiêu cũng nói. Chỉ là, cô gái kia cũng không để ý tới họ, thậm chí còn chẳng thèm nhìn họ lấy một cái, đôi mắt xinh đẹp dừng lại trên người người hầu nhà mình nói, nhường. Ý cậu là họ ngồi trước, đúng không? Vâng thưa cô, thanh niên cầm kiếm nhỏ giọng. Đáp. Được rồi. Ánh mắt cô Tư lại nhìn sang Trần Đức và Liễu Tông Nguyên. Hai vị, thật sự xin lỗi, người hầu của. Tôi thiếu sự dạy dỗ đã làm phiền hai người rồi, ngại quá. Cô ta nói rất khách sáo và lễ phép. Cùng lúc đó, Liễu Tông Nguyên cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà cô gái này không so đo với họ, không thì họ xác chắn sẽ gặp rắc rối. Trần Đức kinh ngạc liếc nhìn cô gái đó, không khỏi có chút thiện cảm với cô ta. Xem ra thông thiên các này không phải ai cũng hống hách, nên anh nhẹ nhàng nói. Không sao, nếu cô Tư thích vị trí này, nếu không ngại có thể ngồi chung với tôi. Trần Đức vừa nói vừa không chút e dè đánh giá vẻ ngoài và dáng người của cô ta. Bên cạnh đó, anh còn ngửi được trong không khí khi cô ta xuất hiện chợt thoang thoảng một mùi hương. Anh là cái thá gì mà muốn ngồi chung với cô Tư? Anh xứng hả? Mạc Ly Tiêu không nhìn được quát, lạnh lùng nói, còn nữa, ánh mắt anh nhìn đâu đó. Mau quay đi cho tôi. Cô chủ, anh ta vừa nhìn, ngực của cô gái bên cạnh xấu hổ giận dữ mắng, tên khốn ấy. Dám xuồng xã cô. Trần Đức buồn bực, anh xuồng xã với cô ta hồi nào. Anh chỉ dùng ánh mắt bình thường thưởng thức cô ta thôi, ok. Nếu muốn nhìn cái gì trên người cô ta thật thì mở thấu thị nhãn là được, còn làm lộ liêu như vậy chắc. Anh hy vọng cô gái kia đứng ra lẩy lại trong sạch cho mình. Nhưng Trần Đức lại thấy khuôn mặt xinh đẹp kia hơi nhíu lại như bị xuồng xã thật, ánh mắt cô ta cũng trở nên hơi bực. Cô Tư, tên nhóc này đúng là không biết trời cao đất rộng, dám xuồng xã cô, để tôi dạy cho anh ta một bài học, Mạc Ly Tiêu nói. Cô chủ, phải dạy cho anh ta một bài học, không thì sau này ai cũng dám nhìn cô như vậy hết, thanh niên cầm kiếm cũng nói. Mặc dù hẳn chỉ là người cầm kiếm, nhưng cũng là người trong nhà cử tới giám sát, quản lý cô gái. Lời của hắn cũng rất có giá trị. Cô Tư không thể làm lơ được. À, nhà hoàn bên cạnh cô Tư bỗng hoảng sợ hét lên như phát hiện ra điều gì đó, chỉ vào thẻ bài khắc hai chữ Côn Luân treo trên eo Trần Đức và Liều Tông Nguyên nói. Cô chủ nhìn kìa, không ngờ họ lại đến từ cái hố rác như trái đất, bị người như vậy nhìn đủng là xui xẻo mà. Phải móc mất anh ta xuống dẫm nát, không thì xui lâm. Nhà hoàn như nhìn thấy thứ gì rất dơ. Vỗ ngực làm ra vẻ buồn nôn, mặt mày hiện lên vẻ chán ghét và mắc ói. Tiêu rồi, trái tim Liễu Tông Nguyên chợt thắt lại, đập liên hồi, sợ hãi đến cùng cực. Đang không nhìn lung tung cái gì chứ? Lần này thì hay rồi, xảy ra chuyện luôn rồi. Ông ta toát mồ hôi, lo lắng hối, chủ nhân, mau xin lỗi. Xin lỗi đi, cầu cô Tư tha thứ đi mà. Ồ, Trần Đức nghe vậy, đứng dậy. Đi lên trước mấy bước đến trước mặt cô Tư. Mạc Ly Tiêu, thậm chí là người hầu và nha hoàn của cô Tư cũng không ngăn cản anh, cảm thấy anh muốn xin lỗi. Mà ngay cả Liễu Tông Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần xin lỗi thì còn có một chút cơ hội. Dù có bị trừng phạt, cũng chưa chắc sẽ bị móc mắt xuống. Tôi muốn nói hai điều. Trần Đức đứng trước mặt cô ta, dáng người cao to trông khá là điển trai, nhàn nhạt mở miệng. Đầu tiên, ban nãy tôi chỉ nhìn cô với ánh mắt rất bình thường, chứ không có xuồng xã, làm gì vô lễ hay có ý đồ với cô. Bởi vì, tôi đã thấy rất nhiều người đẹp như cô. Thứ hai,
bản thân tôi không thích bị đổ oan. Trần Đức nói đến đây, giọng nói bỗng ngừng lại một chút, trong con ngươi sâu thẳm như biển chợt trở nên nghiền ngầm, thích thú, khóe miệng khẽ. Nhếch vẽ lên một nụ cười xấu xa. Giây tiếp theo, anh giơ tay, động tác như nhanh nhẹn như rồng thò ra trước, bất ngờ, trước mắt bao người, đặt lên cặp ngực căng tròn của cô Tư. Sau đó, anh nhìn về phía Mạc Ly Tiêu và người hầu, nha hoàn của cô Tư nói. Thế nên, giờ tôi không những nhìn, còn sờ, cảm giác rất mềm, cũng khá sướng và thoải mái, rồi sao? Các người hâm mộ, ghen tị, khó chịu không? Hay là, muốn cản tôi? Giọng nói lạnh nhạt, khẽ vang lên khắp phòng nghỉ. Động tác ấy của Trần Đức khiến Liễu Tông Nguyên sợ đến nổi phun ra một ngụm máu. Trong lòng ông ta hoảng sợ không thôi, máu dâng lên, cả khuôn mặt liên tục co giật trở nên trắng bệch, còn khó coi hơn là vẻ mặt của người chết. Trần Đức, đúng là vô cùng can đảm. Sao mình lại đồng ý dẫn cậu ta đến Thông Thiên Các chứ? Đây chẳng phải là đẩy mình đến đường cùng sao? Mà một đám tu sĩ xung quanh cũng trợn mắt há hốc mồm, cả phòng nghĩ trở nên yên tĩnh như chết. Đù, đúng là chán sống, mẹ nó, quả thật là tìm đường chết mà. Sau mấy giây yên lặng ngắn ngủi, phòng nghỉ thoáng chốc nổ tung. Mẹ, anh ta điên rồi hả? Dám động đến người phụ nữ mà Mạc Ly Tiêu nhìn chúng trước mặt hắn ta, đúng là sống. Tên điên, gan ghê, khi nào con kiến ở trái đất mà cũng kiêu ngạo như vậy thế? Cùng với từng tiếng xì xào bàn tán, đám người vậy xem cũng càng chờ nên phần khích, kích động hơn. Hóng hớt không chê chuyện nhỏ, có trò hay xem thì ai mà chẳng thích cơ chứ. Trần Đức đã rút tay về và hoàn toàn làm lơ với những tiếng bàn tán xung quanh. Anh vẫn vô cùng bình tĩnh như một đầm nước lặng, không chút gợn sóng. Dù anh không làm như ban nãy thì đám Mạc Ly Tiêu cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Một khi đã như vậy thì sao anh không sơ múi chút chứ? Cùng lúc đó, người cầm kiếm của cô Tư bỗng lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Cô chủ, để tôi giết anh ta giúp cô. Không, giết thì thòi mái cho anh ta quá rồi, phải chặt bỏ hai tay và móc mắt anh ta xuống. Nha hoàn của cô Tư hết sức chán ghét, hận đến ngứa răng, cô chủ của cô ta dựa vào cái gì để cho thứ đen đuổi ẩy sờ soạng. Còn sờ ngực. Không cần các người ra tay, để tôi, Mạc Ly Tiêu tức điên người. Hoàn toàn có thể thấy được trong mắt hắn ta là vô cùng vô tận sát khí cùng cơn giận hừng hực. Đừng giết anh ta, chặt bồ hai tay và móc mất xuống là được, cô Tư cũng nói. Bị một người trên trái đất sờ ngực, dù cô ta có tốt bụng, dề nói chuyện hay không muốn giết người cũng vô cùng khó chịu. Được rồi, cô Tư, cô cứ đứng cạnh chờ đi, Mạc Ly Tiêu vất vả lắm mới có cơ hội biểu hiện nên sao có thể bỏ qua được. Mạc Ly Tiêu không chờ cô ta nói tiếp bèn quay sang nhìn Trần Đức. Lạnh lùng nói, thằng ôn con, cho mày một cơ hội, tự phế linh hải, móc hai mắt xuống và chặt bỏ đôi tay đi, ánh mắt Mạc Ly Tiêu hằn lên vẻ tàn nhẫn, nhìn chằm chằm vào Trần Đức nói. Cơ thể Liễu Tông Nguyên run lên, thoáng chốc như muốn chết, nỗi sợ hãi và lo lắng hãi hùng hoàn toàn bao phủ ông ta. Tự phế linh hải, móc hai mắt, chặt bỏ đôi tay. Điều này còn khiến người ta đau đớn hơn gấp ngàn lần so với trực tiếp giết họ luôn ấy chứ. Ông ta hết sức sốt ruột, trong đầu không ngừng nghĩ cách giải vây cho Trần Đức, nhưng lại chẳng nghĩ được gì. Mặc cho ông ta có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được cách nào. Nơi này là thành Thông Thiên, không phải Côn Luân Hư, càng chẳng phải trái đất, ở đẩy họ hoàn toàn như một con thuyền nhỏ cô đơn giữa biển khơi. Không có thực lực thì bất cứ mưu mẹo gì cũng chỉ có chết mà thôi. Đám võ giả xung quanh đều lộ ra vẻ xem trò hay và vui sướng khi người gặp họa. Không chút đồng cảm hay thương hại nào với Trần Đức. Kẻ yếu thì không có quyền lên tiếng, gặp phải kẻ mạnh nên ngoan ngoãn hạ mình, huống chi là người đến từ cái hố rác như trái đất. Cái loại rác rưởi ấy không những nên ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, mà còn phải trực tiếp tự sát chứ sao còn mặt mũi đứng ở đây. Đã thế còn dám chọc Mạc Ly Tiêu. Nói là thằng điên còn nhẹ chứ anh ta hoàn toàn. Là một tên ngáo, đầu óc nước vào mẹ rồi. Tự phế, ngay sau đó. Trần Đức mở miệng nói với giọng hết sức lạnh nhạt và không chút cảm xúc, Mạc Ly Tiêu đúng không? Tao thấy mày y như một con chó vậy, còn là loại chỉ biết sủa chứ chẳng biết cắn người. Tao nói rồi, nếu mày khó chịu thì đến cắn tao đi. Chó, còn chỉ biết sủa, không biết cắn. Ngông cuồng và kiêu ngạo ghê. Ngay cả cái từ như chó mà cũng dám nói ra. Kia chính là Mạc Ly Tiêu đó. Trong lần sát hạch này,
Mạc Ly Tia. U đứng thứ 31 đấy. Đám võ giả xung quanh lại trở nên im phăng phắc thêm lần nữa, ban đầu họ chỉ muốn xem trò hay, nhưng giờ lại cảm thấy hơi nể Trần Đức. Vì anh cũng can đảm ghê. Mẹ nó cái gì cũng dám nói. Cái tinh thần không sợ chết ấy khiến mọi người nể vô cùng, nể anh ngáo đến mức này, cũng là hiếm thấy. Mạc Lị Tiêu nổi giận, thật sự cảm thấy tức giận, rõ ràng có thể thấy được ánh mắt của hắn ta trở nên vô cùng dữ tợn, trán nối gân xanh, mặt mày giống như một con sư tử đang nổi khùng. Ầm ầm. Ngay sau đó, hắn ta bèn ra tay. Mạc Lị Tiêu hoàn toàn không có chút do dự nào, một quyền giống búa bổ kéo theo tiếng gió rít cùng sấm sét cuồn cuộn đập thẳng vào mặt Trần Đức. Một quyền ấy của Mạc Ly Tiêu khiến lòng người rung động, dù xung quanh không ai mua danh sách và không biết hân ta là ai cũng cảm thấy vô cùng bá đạo và mạnh mẽ. Phải biết rằng, hắn ta là một tu sĩ dùng đao. Nói cách khác, đao mới là thủ đoạn mạnh nhất của Mạc Ly Tiêu. Nếu so sánh thì nắm đấm của hân ta chẳng mạnh là bao mới đúng, nhưng một quyền kia lại bỏ. Xa mọi người có mặt ở đây? Ngay cả võ kỹ cũng chưa dùng tới đã đạt tới trình độ đó thì đúng là khủng bố. Quả nhiên, bảng hào kiệt kia cũng không phải là xếp bừa. Người có thể ghi tên trên bảng ấy tuyệt đối có thực lực mạnh mẽ. Liễu Tông Nguyên sợ tới mức run lấy bẩy, đầu lưỡi như thắt lại, cảm thấy đến Thành Thông Thiên này là một sai lầm. Cho dù Ưng Thanh Vũ và Âu Dã Tư Linh phải chết thì họ cũng không nên đến. Nếu họ chết thì chẳng phải hai người phụ nữ kia cũng sẽ gặp chuyện không may và chết sao? Ầm ầm, linh khí điên cuồng màu rám nắng tỏa ra ánh sáng chói mắt khiến nhiều người không thể mở mắt ra được. Trong tiếng ù ù, một quyền của Mạc Ly Tiêu chẳng mảy chốc đã đến trước mặt Trần Đức. Uỳnh, một tiếng trầm đục vang lên, bỗng dưng, một quyền bá đạo, dũng mãnh, vô cùng khủng bố kia chợt khựng lại. Như là đấm lên một bức tường bằng sắt, trực tiếp bị cản lại. Chẳng biết khi nào, Trần Đức đã giơ một tay lên, mà cái tay kia lại vững vành bát được nắm đấm của Mạc Ly Tiêu. Thật đáng sợ. Cảnh tượng ấy rơi vào trong mắt mọi người, thoáng chốc đã khiến đám tu sĩ vây xem trợn mắt há hốc mồm, không kìm được dùng mình một cái. Mẹ nó! Đỡ được! Con kiến đến từ trái đất lại dùng một tay đỡ được nắm đấm của Mạc Ly Tiêu. Không thế nào, trời đất ơi, đây là ảo giác hả? Sao có thể xảy ra chuyện đó được? Bọn họ hoàn toàn hoảng sợ. Cùng lúc đó, Trần Đức cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì dưới dáng vẻ trông hết sức thoải mái ấy. Anh cũng chẳng thoải mái là bao, chẳng những không thoải mái, mà thậm chí còn thấy hơi khó khăn. Cánh tay anh giống như bị một luồng điện chạy qua khiến cả cánh tay tê dại. Thậm chí, ngay cả trái tim anh cũng run lên giống như bị một quyền đấm vào. Anh, đỡ nó cũng rất khó khăn. Sao, có phải là kinh ngạc lắm đúng không? Kinh ngạc tên này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của anh chứ gì. Một, trong thức hải, giọng nói của Linh Lung cũng vang lên. Đúng vậy. Trần Đức đâu chỉ kinh ngạc, hoàn toàn là bị chấn động luôn rồi, ok. Thực lực của Mạc Ly Tiêu trắng qua chỉ là địa tiên tầng 9 mà thôi. Nếu không đoán sai thì cái tên Trung Phi Vũ đến từ Thái Dương Cung của Vân Tiêu giới cũng có cảnh giới này. Cùng là một cảnh giới, nhưng Trung Phi Vũ hoàn toàn không thể làm anh bị thương một chút nào. Mà Mạc Ly Tiêu lại có thể làm anh chấn động. Sự chênh lệch giữa cả hai là hoàn toàn rõ rệt. Nơi này là Thông Thiên Các, có thể tới đây để tham gia sát hạch thì không ai không là kẻ xuất sắc, nên đương nhiên là phải mạnh rồi. Giống nhanh, tuy cảnh giới chỉ có địa tiên tầng 1, nhưng thực lực thật sự lại vượt xa cảnh giới của mình. Linh Lung lại nói, thế nên đương nhiên họ cũng vậy, còn đám rác rưởi như Ưng Thiên Hà, Trung Phi Vũ, Kim Hoa đến từ Vân Tiêu giới mà anh gặp lúc trước. E rằng còn không lọt nổi vào top 1 triệu ấy chứ. Bọn họ chỉ là sinh ra ở vạch đích thôi, không thì đã chẳng thể đi đến Vân Tiêu giới. Linh Lung nói rất trắng ra, cô ta đã sớm đoán được Trần Đức sẽ đối đầu với Mạc Ly Tiêu, trước đó không nhắc nhở là vì muốn anh biết được sự khủng bố của Thông Thiên Các và Vân Tiêu giới, khiến anh làm việc cẩn thận hơn, không nên lơ là. Hiểu rồi. Trần Đức đã hiểu được sơ sơ về sự khủng bố của Vân Tiêu giới. Nên trong lòng càng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nói vậy, Vân Tiêu giới quả nhiên có cao thủ nhiều như mây. Mà anh, đỡ một cái nắm đấm của người xếp thứ 31 trong bảng xếp hạng của Thông Thiên Các thôi cũng đã dùng hết sức lực mới miễn cưỡng đỡ được. Thậm chí khi anh đỡ lấy nắm đấm ấy còn cảm thấy tim gan phèo phổi như run lên.
Điều đó đã đủ để thấy anh vẫn còn cách hai chữ cao thủ rất rất xa, nên anh phải cố gắng phấn đấu hơn nữa mới được. Không chỉ Trần Đức kinh ngạc, mà Mạc Ly Tiêu cũng giật mình, kinh ngạc không thôi. Vì muốn thể hiện trước mặt cô Tư, tuy hắn ta không rút đao, nhưng cũng dồn hết sức mạnh vào một quyền kia. Đó là một quyền mạnh nhất của Mạc Ly Tiêu hẳn ta đấy. Xong, lại bị một con kiến đến từ trái đất dùng. Một tay đỡ được. Hắn ta còn chấn động hơn Trần Đức gấp 10 lần. Đám võ giả xung quanh cũng hết sức kinh ngạc, nghi ngờ có phải mình đã nhìn lộn và đang nằm mơ hay không. Chẳng phải Mạc Ly Tiêu đấm ra một quyền thì tên nhóc kia phải bị đánh thành một đống máu loãng, chết tươi tại chỗ sao? Nhưng sao lại đỡ được? Không những đỡ được, mà mặt mày còn bình tĩnh, ánh mắt không chút dao động, đã thế còn chẳng lùi lại một bước nào. Trông vẫn thong dong như không. Quả nhiên cũng không có yếu như bề ngoài sao. Thoáng chốc, ngay cả cô Tư đứng bên cạnh xem cuộc chiến, trong đôi mắt xinh đẹp cũng lộ ra vẻ hứng thú. Một người đến từ Côn Luân trên trái đất có thể đỡ được một quyền của Mạc Ly Tiêu thì đúng là... cũng không tệ. Tuy một tay của cô ta thôi cũng có thể giết chết được người như Mạc Ly Tiêu, nhưng đó là với cô ta mà thôi. Cô ta từng nghe nói về trái đất. Nghe nói đến nó là vì trái đất thật sự rất ăn hại. Ăn hại đến nổi có tiếng. Võ giả ở nơi nấy, nghe đồn chẳng khác gì con kiến. Mà trước mắt, biểu hiện của Trần Đức hiển nhiên đã khiến cô ta cảm thấy kinh ngạc, nên không khỏi liếc anh một cái. Còn về cái hành động sờ soạng ban nãy, mặc dù cô ta cũng hơi tức giận, nhưng dưới tình huống ấy thì cũng đúng thôi. Dù anh có ra tay hay không thì cũng sẽ bị đánh. Nếu đã thế thì ra tay luôn, trái lại sẽ khiến người ta cảm thấy nể. Trước giờ, cô ta đều rất hào phóng, đặc biệt là đối với những người mà mình cảm thấy hứng thú, lại càng dễ dàng tha thứ hơn. Huống chi, Trần Bát Hoang cũng không xấu. Thậm chí, còn rất đẹp trai. Cái khí chất thong dong bình tĩnh ấy rất cuốn. Tẽ nào, trên người anh ta có bí mật gì ư, cô Tư nghĩ vậy lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Mẹ, thằng ôn con, tao giết mày. Mạc Ly Tiêu vừa kinh ngạc, lại chợt cảm thấy nhục nhã. Hắn ta vốn định thể hiện một phen, ai ngờ. Một quyền của hắn ta lại bị con kiến kia đỡ được. Thật sự cảm thấy rất nhục. Một con kiến trên trái đất, dựa vào cái gì đỡ được một quyền của hắn ta. Mạc Ly Tiêu phút chốc như mất hết lý trí, vươn tay đặt lên chuôi đao, rồi rút ra. Keng! Hắn ta vậy mà lại rút đao ra. Một luồng sáng sắc lạnh chói mắt bồng lóe lên khiến cả phòng như sáng hơn vài lần. Đao ý lạnh thấu xương tràn ra. Tiếp theo, vù vù. Gió lớn chợt nổi lên, hắn ta bổ một đao về phía Trần Đức, một đao kia như xé rách, càn quét mọi thứ cản trở nó. Toàn bộ phòng nghĩ chỉ còn lại đao ý vô cùng vô tận như biển cả. Nhiều tu sĩ xung quanh rụt cổ lại theo bản năng, rõ ràng một đao kia cách họ rất xa, nhưng lại như kề sát trên cổ khiến họ cảm thấy lạnh thấu xương. A! À, Liễu Tông Nguyên đứng cạnh sợ tới mức ngồi bệt xuống ghế. Hoàn toàn không đứng vững nổi, trong miệng phun ra một ngụm máu, run bần bật. Mạc Ly Tiêu quyết tâm muốn giết chết anh ta ư, cô Tư thầm nghĩ, cô ta có thể cảm giác được sức mạnh khủng bố ẩn chứa trong một đao kia. Khi Mạc Ly Tiêu rút đao và lúc chưa rút đao, hoàn toàn y như hai người. Lúc rút đao, hắn ta còn mạnh hơn khi chưa rút gấp 10 lần. Thanh niên kia phải đỡ chịu ấy kiểu gì đây? Cô Tư nhìn về phía Trần Đức. Bỗng phát hiện anh ta vẫn bình tĩnh như trước, mặt mày không chút thay đổi, chỉ lẳng lặng nhìn một đao kia bổ tới. Lẽ nào, anh ta còn có con át chủ bài nào sao? Cô Tư vẫn cảm thấy rất hứng thú với Trần Đức, đôi mắt xinh đẹp chợt lóe, chờ mong kế tiếp anh sẽ làm như thế nào. Cùng lúc đó, cút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 21.